có câu vốn tôi không muốn nói nhưng mà cảm thấy được nên nói cho ngài biết, trong lòng của tôi thì, ân tình chính là ân tình, nó là vô giá. Cho dù là 1 triệu, thậm chí là 1 tỷ cũng không thể mua được một cái cúi chào, đồng dạng nó cũng không thể mua được một lời nói cảm ơn của tôi. Khuôn mặt Tiêu Nguyên Thanh có chút động, muốn nói lại thôi. Bùi Đông Lai đi về phía chiếc Hummer. Theo sau, sắc mặt Tiêu Nguyên Thanh tỏ ra phức tạp đi vào biệt thự, thấy một người của Tiêu gia thì hắn hỏi. Vừa rồi thì Bùi Đông Lai đã làm gì? Đứng trước cửa vái chào 3 cái rồi kính lễ theo nghi thức quân đội. Ngoài ra hắn còn nói, tháng 7 này sẽ cùng với Tiêu Cuồng dẫn xuất bộ đội giành chức quán quân ở Đại Bỉ Võ Bộ Đội Đặc chủng Toàn Cầu. Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy thì nhìn không được mà hồi tưởng lại câu nói kia của Bùi Đông Lai trước lúc rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đối với hết thảy những chuyện này thì Bùi Đông Lai cũng không biết. Sau khi lái xe ra khỏi biệt thự Tây Sơn thì hắn không trở về biệt thự ở Côn Ngọc Hà mà lái đi đến phân bộ Yên Kinh của tập đoàn Đông Hải. Tiêu gia lão thái gia đột nhiên qua đời, điều này sẽ làm cho các bên bắt đầu dục dịch, muốn hành động. Tập đoàn Đông Hải ở Yên Kinh này có mạng lưới bạch đạo quan hệ rộng rãi, sau đó, chỉ cần hắn muốn những thứ gì thì có thể làm được. Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra rồi bấm số của Tần Đông Tuyết. Đầu bên kia điện thoại, Tần Đông Tuyết biết được tin tức Tiêu gia lão thái gia qua đời thì đoán được kế tiếp có một loạt phản ứng dây chuyền xảy ra, vì thế trong lòng có chút lo lắng. Mắt thấy điện thoại Bùi Đông Lai gọi đến thì nàng liền bắt máy rồi nói trước. Cậu biết chuyện của Tiêu gia chưa? Tớ mới ở Tây Sơn ra. Bùi Đông Lai nói. Tớ tính đi đến phân bộ tập đoàn Yên Kinh một chuyến. Hiện giờ tập đoàn Đông Hải đã là một trong những tập đoàn lớn nhất quốc nội, có liên quan đến lợi ích nhiều người. Nếu Diệp gia muốn đối phó thì cần phải suy nghĩ lại, cho nên cậu cũng không cần quá lo lắng. Tần Đông Tuyết như có suy nghĩ gì nói. Còn về phần bên Đông Hạ Hội thì tớ sẽ nghĩ biện pháp để ổn định. Tớ không sao. Bùi Đông Lai cười khổ. Được rồi. Tần Đông Tuyết sở khóc sở cười. Là do tớ quá lo. Bùi Đông Lai ấm lòng cười, cúp điện thoại, chạy xe về phân bộ tập đoàn Yên Kinh. Cùng lúc đó trong một tòa biệt thự ngoài ngoại thành Yên Kinh. Một nam tử có dáng người khôi ngô, mặc một thân Âu phục, tay xách theo một cái dương da cũ đặt ở trên bàn. Sau đó hắn liền mở cái dương kia ra. Trong dương để một thanh kiếm, cả thanh kiếm này toàn là một màu đen. Keng! Bảo kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng vang, trong ánh sáng ảm đạm trong đại sảnh thì có thể nhìn thấy dường như thanh kiếm này chỉ có chuôi kiếm mà không có thân kiếm. Còn nếu nhìn kỹ vào thì có thể thấy thanh kiếm này có cả thân kiếm. Ân! Đột nhiên! Nam tử nghe bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe ô tô thì lập tức mang thanh kiếm đi đến bên cửa sổ. Ở cái nhìn chăm chú của hắn, Diệp Tranh Vanh bước xuống xe rồi đi vào biệt thự. Két! Nương theo một tiếng vang, cửa biệt thự đã được mở ra, Diệp Tranh Vanh đi vào biệt thự thì thấy nam tử kia cầm lấy bảo kiếm, cả người giống như một pho tượng sát thần đứng đó, ánh mắt quét tới, làm cho người ta không rét mà run. Lãnh đại sư, thanh bảo kiếm trong tay của ông có phải là thanh thừa ảnh một trong thập đại danh kiếm không? Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Vô Cực thì Diệp Tranh Vanh cũng không để ý, mà là mỉm cười hỏi. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh không có toát ra bộ dạng uể oải sau khi thất bại hơn nữa còn dám nhìn thẳng vào mặt mình nói chuyện thì Lãnh Vô Cực biết được vị thái tử này không phải là hữu danh vô thực. Chỉ là một thanh second hand từ đời thanh mà thôi. Thái độ của Diệp Tranh Vanh làm cho Lãnh Vô Cực nhu hòa đi một chút, và lại cũng không hề giấu giếm mà nói ra thanh thừa ảnh trong tay chỉ là một món đồ giả mà thôi. Theo tôi được biết thì thanh thừa ảnh vẫn còn trên thế gian này, tôi sẽ nghĩ biện pháp đưa nó tới tay cho Lãnh đại sư. Diệp Tranh Vanh cười cười. Hả? Trong lòng Lãnh Vô Cực vừa động. Thân là đại đệ tử của Võ Đăng thì hắn dùng kiếm để nổi danh, đối với kiếm thì có chút ỷ lại hơn nữa cũng có chút yêu thích. Mà thanh thừa ảnh là một trong những thanh kiếm hắn thích nhất. Nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế thì hắn có chút động tâm. Động tâm rất nhiều, hắn âm thầm suy nghĩ Diệp Tranh Vanh có thể làm được điều này không? Có thể. Một lát sau, trong lòng hắn hiện ra đáp án. Bởi vì hắn biết mặc dù Diệp Tranh Vanh đã mất đi con đường làm quan nhưng mà hắn vẫn tiếp tục hợp tác với Võ Đăng, chẳng những để cho người ta đầu tư vào Võ Đăng. Mà hơn nữa ở trong thời gian ngắn thì hắn đã dùng các loại thủ đoạn để tuyên truyền, tạo thế cho Võ Đăng. Diệp Thiếu, cậu muốn ta động thủ khi nào? Rất nhanh, Lãnh Vô Cực liền trở nên tĩnh tâm trở lại,
hắn mở miệng hỏi. Hiển nhiên là hắn cũng biết trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa, huống chi là thanh thừa ảnh trong truyền thuyết. Khi hắn rời khỏi Yên Kinh thì có thể ra tay. Diệp Tranh Vanh thu lại ý cười trên mặt, hữu ý vô ý nói. Quan trọng là phía bên lãnh đại sư. Ta không biết Diệp Thiếu có hiểu cảnh giới của võ giả không? Lãnh Vô Cực nhíu mày hỏi. Có biết một chút. Dựa theo phân chia thì Bùi Đông Lai chính là ám kính đại thành. Ngày đó ở trên lôi đài hắn có thể đánh bại tên tiểu tử Nhật Bản kia hoàn toàn là dựa vào tốc độ cùng một môn vũ kỹ trong Bùi Gia Quyền là thất thương. Một chiêu thất thương đó ẩn chứa thất trọng kinh lực, tầng sau chồng lên tầng trước. Vẻ mặt Lãnh Vô Cực tỏ ra ngạo nghễ nói. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh nhưng mà võ đang bát quái bộ cũng không kém, còn cái gọi là thất thương thì căn bản không thể làm ta tổn thương. Nghe nói lãnh đại sư sớm đã là cao thủ hóa kính, nói vậy thì chém đầu Bùi Đông Lai cũng là một việc dễ dàng. Nghe được Lãnh Vô Cực nói thế, cảm nhận được sự tự tin của Lãnh Vô Cực thì Diệp Tranh Vanh nhìn không được mà cười khen một câu. Lãnh Vô Cực cũng không để ý đến lời thăm dò của Diệp Tranh Vanh, mà là lạnh lùng nói. Diệp Thiếu, ta nghe bên cạnh Bùi Đông Lai có một nữ nhân tên là Quý Hồng, người này chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với cậu. Làm sao? Lông mày Diệp Tranh Vanh nhíu lại. Luận về kiếm pháp của giới võ học Trung Hoa thì có thể đánh đồng với võ đang kiếm pháp chỉ có cô độc kiếm pháp. Đại hội võ lâm cuối năm nay sư phụ của ta sẽ tự mình ra trận chém giết cô độc phong ảnh, lấy kiếm xưng danh, đoạt chức vô lâm minh chủ. Lãnh Vô Cực cười lạnh, lau thanh thừa ảnh giả trong tay. Sát ý lẫm nhiên, nói. Trước đó, ta muốn giết chết đồ đệ của cô độc phong ảnh, cũng chính là nữ nhân tên là Quý Hồng kia để tạo cho sư phụ ta một chút thanh thế trước khi rời núi. Như vậy à? Diệp Tranh Vanh cười cười, hờ hững nói. Chỉ là một đứa tạp chủng mà thôi, muốn giết thì cứ giết. Ta đây không ngại mà làm thịt con gà kia. Lãnh Vô Cực cười ha ha, giống như đã nắm lấy sinh tử của Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Tại biệt thự số 1 Tây Sơn, sau khi từ trong biệt thự ra thì đôi mắt của Tiêu Cuồng vẫn còn phiếm hồng, trên mặt hắn còn lưu dấu nước mắt. Vì sao lại không cho Đông Lai đi vào? Ra khỏi biệt thự, Tiêu Cuồng liền giận dữ nhìn vào đám thành viên trung tâm của Tiêu gia, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Nguyên Thanh, nói. Gia gia của Đông Lai từng nhiều lần cứu lão thái gia và vị công thần khai quốc, đối với đối Tiêu gia ta mà nói ân lớn như núi, mà lão thái gia lại xem Đông Lai như cháu của mình. Tại sao mọi người lại không cho cậu ta đi vào? Tiêu Cuồng. Nghe được Tiêu Cuồng nói như thế thì mặc dù rất cưng chiều Tiêu Cuồng nhưng Tiêu Nguyên Thanh cũng quát lên một tiếng. Lão thái gia vừa đi, cháu ở đây ồn áo cái gì? Cháu. Gia gia Đông Lai đích thật là có ân với Tiêu gia chúng ta nhưng mà lão thái gia cũng ra mặt dùm hắn hai lần. Cũng coi như là trả hết phần ân tình kia. Tiêu Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Cuối cùng thì hắn vẫn là người ngoài của Tiêu gia. Hiện giờ lão thái gia đi rồi, Tiêu gia sẽ gặp phải nguy cơ và sự khiêu chiến lớn nhất trong 20 năm qua, tại sao chúng ta lại vì một người ngoài mà để cho Tiêu gia họa vô đơn chí chứ? Tiêu Cuồng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng mà thấy được vẻ mặt không chút thay đổi của Tiêu Nguyên Thanh và những thành viên trung tâm của Tiêu gia thì cuối cùng đem lời nói đến bên miệng nuốt vào trong bụng. Tiêu Cuồng, ta biết cháu là một người trọng tình cảm nhưng mà cháu cần phải nhớ kỹ cháu là một thành viên trong Tiêu gia. Mọi chuyện phải lấy đại cục Tiêu gia làm trọng. Mắt thấy Tiêu Cuồng không phản bác được thì gia gia của hắn liền nhíu mày giáo huấn. Ta nghe nói cháu mang đám bạn xấu xa của cháu gia nhập vào tổ chức Đông Hà hội gì đó, mà tổ chức kia là do Bùi Đông Lai thành lập. Cháu không hảo hảo ở trong quân đội đi, mà lại làm ra những thứ hổ nháo này. Cháu mau chóng rời khỏi tổ chức kia cho ta. Cháu gia nhập vào Đông Hà hội thì lão thái gia còn chưa phản đối. Mọi người dựa vào cái gì mà bắt cháu rời khỏi? Bởi vì cái chết của Tiêu lão thái gia nên tâm tình của Tiêu Cuồng có chút bị kìm nén, lúc nãy thấy được người của Tiêu gia không Bùi Đông Lai đi vào thì trong lòng đã tức giận, lúc này bị Tiêu Nguyên Thanh giáo huấn, hơn nữa người nhị gia gia của mình cũng giáo huấn thì lập tức phát hỏa. Các người vô tình vô nghĩa thì cũng đừng bắt cháu làm theo. Cháu! Nhị gia gia của Tiêu Cuồng liền giận tím mắt. Tiêu Cuồng không rảnh mà để ý. Giận dữ nhìn mọi người liếc mắt một cái sau đó rời khỏi biệt thự. Lão nhị, Tiêu Cuồng gia nhập Đông Hà hội cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là một đám nhóc mà thôi. Tiêu Nguyên Thanh thấy vẻ mặt của đệ đệ mình tỏ ra hờn giận thì trầm ngâm nói. Trước mắt chúng ta không nên lo những chuyện nhỏ này mà cần phải làm tang lễ cho cha thật tốt,
đồng thời dựa vào kế hoạch kia mà hành động. Mặc dù việc cha mất đi đối với Tiêu gia chúng ta cũng có ảnh hưởng nhưng mà lại không gây thương tổn đến căn cơ Tiêu gia chúng ta. Em trai của Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy thì không nói gì nữa, mà những thành viên khác của Tiêu gia liền tỏ ra đồng ý. Tiêu gia đứng sừng sững vài chục năm ở nước Cộng Hòa, chưa từng suy sụp lần nào, há có thể lại bị sụp đổ dễ dàng như vậy. Chấm. Cùng lúc đó, sau khi từ biệt thự số 1 Tây Sơn trở về thì Tần Hồng Sơn liền đi vào văn phòng của mình, sau đó liền trực tiếp gọi số của Tần Tranh. Cha, cha ở Tây Sơn về sao? Điện thoại được chuyển, Tần Tranh liền mở miệng hỏi trước. Ừ, vừa mới trở về. Tần Hồng Sơn vốn là đáp lại một câu, sau đó làm ra an bài. Con hãy thông chi cho mọi người biết, đêm nay sẽ họp hội nghị gia đình tại Tứ Hợp Viện. Vâng. Tần Tranh vội vàng trả lời, hắn biết rõ lần này Tiêu lão thái gia mất đi sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, một số người vì việc này mà sẽ thay đổi vận mệnh, đối với Tần gia mà nói thì đây là một cơ hội để khuếch trương thế lực. Ta nghe nói tối qua Đông Tuyết cùng với Bùi Đông Lai đến chỗ con sao? Sau khi an bài xong thì Tần Hồng Sơn thay đổi đề tài, chân mày hơi nhíu lại. Dạ. Đối mặt với lời chất vấn của Tần Hồng Sơn thì Tần Tranh cũng không giấu giếm mà trả lời. Bọn nó trở về cùng con và Ái Linh dùng bữa cơm tối, sau đó liền rời khỏi. 2. Tần Hồng Sơn khe khẽ thở dài, nói. Xem ra nhà đầu Đông Tuyết kia đã quyết tâm theo Bùi Đông Lai, mà hai đứa các con cũng đã chấp nhận Bùi Đông Lai làm rể rồi, có đúng không? Cha, tính khí của Đông Tuyết thì cha cũng đã biết, nếu nó đã quyết tâm rồi thì chúng ta chỉ có thể để tùy nó, cũng không thể thật sự đuổi nó ra khỏi Tần gia được. Sắc mặt Tần Tranh tỏ ra phức tạp. Hai, chỉ sợ nha đầu kia sẽ hối hận. Tần Hồng Sơn lại thở dài. Cha, ý của cha là... Trong lòng Tần Tranh vừa động, nhịn không được mà hỏi. Tần Hồng Sơn thật cũng không có giấu giếm. Lúc này ở biệt thự Tây Sơn thì ta đã gặp Bùi Đông Lai, hắn và Tiêu Cuồng đã trở về biệt thự, bất quá người của Tiêu gia không để cho hắn vãn tiễn Tiêu lão gia tử. Hả? Tần Tranh liền minh bạch ý tứ của Tần Hồng Sơn. Ý của cha muốn nói là lần này Tiêu lão gia tử đi rồi, Bùi Đông Lai liền không thể hưởng bóng mát của cái cây to Tiêu gia này nữa sao? Tuy rằng ta không biết vì sao Tiêu lão gia tử lại vì hắn mà ra mặt hai lần nhưng mà nhìn biểu hiện ngày hôm nay của người Tiêu gia thì đích thật là như vậy. Tần Hồng Sơn có thể cảm nhận được Bùi Đông Lai đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia này. Cha, con từng hứa với Bùi Đông Lai, bất kể là như thế nào thì Tần gia sẽ giữ cho hắn một mạng. Tần Tranh do dự một chút nói. Chân mày Tần Hồng Sơn nhíu lại, trầm ngâm một lát rồi đưa ra một câu trả lời lập lờ nước đôi. Việc này nói sau, trước tiên hãy bắt tay đối phó với chuyện tình trước mắt đã. Con hiểu rồi. Tần Tranh cũng hiểu được cần phải lấy đại cục trước mắt làm trọng. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác không lành, nếu như Diệp gia thật sự diệt sạch Bùi Đông Lai thì chỉ sợ là cha sẽ không bảo vệ được Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, sau khi trở về văn phòng của mình thì Diệp Thạch cũng không có giống như ngày thường mà đi ký văn kiện, hắn lấy điện thoại ra rồi bấm số của Diệp Cấm. Con cũng không cần trở về, tối nay sử dụng tần số để tham gia hội nghị là được. Điện thoại được chuyển, Diệp Thạch mở miệng nói tiếp. Mặt khác, con hãy nói lại cho bọn hắn cứ ở bên ngoài, không cần trở về. Vâng thư cha. Nghe Diệp Thạch nói như thế thì Diệp Cấm cũng không có ý kiến gì. Hắn biết được Diệp gia đã chờ cơ hội này lâu rồi, hơn nữa đã chuẩn bị đầy đủ, kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch mà làm là được. Không cần phải gióng chóng khua chiêng đi thảo luận nên đối phó để làm gì. Lo trước tính sau. Điều này Diệp gia luôn luôn làm. Đúng rồi, sau khi Tranh Vanh về nhà thì có làm gì không? Diệp Thạch hỏi. Có lẽ không ngờ Diệp Thạch sẽ hỏi câu này, Diệp Cấm có chút ngạc nhiên sau đó đáp một cách chi tiết. Ngày hôm qua Tiểu Lệ đã đi đón nó, bất quá nó đi theo đám người Hồng Kinh hội kia, buổi tối khi con về nhà thì nó đã đi ra ngoài. Nó không có bị đả kích mà trở nên thất bại hoàn toàn chứ? Diệp Thạch lại hỏi. Trong lòng Diệp Thạch vừa động, mơ hồ đoán được cái gì, có chút hưng phấn, vội vàng đáp. Nghe Tiểu Lệ nói thì sau khi về đến nhà thì nó vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn trầm ổn hơn trước rất nhiều. Âu! Diệp Thạch trầm mặc một lát. Nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Đô, đô. Thấy Diệp Thạch cúp máy thì Diệp Cấm như có suy nghĩ, chẳng lẽ lão gia tử không có quên Tranh Vanh sao? Lúc chiều tối,
Trên ban công của một ngôi biệt thự ở Côn Ngọc Hà, Diệp Tranh Vanh cầm một chiếc ổng nhòm quân dụng, nhìn con đường mà Bùi Đông Lai sẽ lái xe trở về nhà. Reng, reng. Đột nhiên, điện thoại của hắn vang lên, Diệp Tranh Vanh hơi nhíu mày, rút điện thoại ra nhìn thì thấy người gọi đến là cha của mình Diệp Cấm, hắn vẫn tiếp tục quan sát ở phía trước đồng thời nghe điện thoại. Cha, con đang ở đâu? Ở bên ngoài bàn chuyện. Nói như vậy thì con cũng đã nghe được tin lão gia tử của Tiêu gia đã qua đời, ngày này chúng ta đã chờ lâu rồi. Vừa rồi gia gia của con có kêu tổ chức hội nghị gia đình là vì muốn bàn về vấn đề này. Diệp Cấm nói tới đây thì tạm dừng, sau đó giọng nói có chút hưng phấn, tiếp tục nói. Ngoài ra, trong cuộc hội nghị thì gia gia còn nói đến chuyện của con. Người nói cho cha biết, tuy rằng con đường làm quan của con đã mất đi nhưng không có nghĩa là hai bàn tay trắng. Con còn có thể phát triển ở phương diện khác. Còn về phần Bùi Đông Lai thì hắn đã mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia nên đợi cho trong nhà xử lý xong việc trước mắt thì sẽ giúp con chút giận. Cha, con ngã từ chỗ nào thì sẽ đứng dậy từ chỗ đó. Biết được Diệp Thạch không có hoàn toàn vứt bỏ mình thì trên mặt của Diệp Tranh Vanh cũng không tỏ ra vui sướng, nếu có thì đó chính là vẻ âm lãnh. Diệp Cấm ngẩn ra. Cha, con còn có việc, cúp máy đây. Chiếc Mercedes-Benz S600 của Bùi Đông Lai xuất hiện trong tầm mắt Diệp Tranh Vanh, Diệp Tranh Vanh không đợi Diệp Cấm trả lời thì liền cúp điện thoại sau đó thản nhiên nói. Lãnh đại sư, hắn đến rồi. Thấy rồi Diệp thiếu. Trong ô tô một bên đường, Lãnh Vô Cực mặc trường bào, trong tay cầm thành thừa ảnh second hand kia, ánh mắt gắt gao nhìn vào chiếc xe Bùi Đông Lai đang chạy đến, sát ý khủng bố trên người xuất hiện. Trong biệt thự ở Côn Ngọc Hà, lúc này Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết đang xuống bếp làm thức ăn. Thấy Bùi Đông Lai giờ này vẫn chưa có về thì Hạ Y Na liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho Bùi Đông Lai. Đồ ăn đã làm xong rồi, khi nào thì cậu về? Điện thoại được chuyển, Hạ Y Na mở miệng hỏi. 10 phút nữa thì tớ về đến nhà. Chiếc Mercedes-Benz S600 đã chạy vào khu nhà giàu, Bùi Đông Lai cầm điện thoại nói. Chúng tớ đợi cậu về rồi dọn cơm. Hạ Y Na cười trả lời một câu, cúp điện thoại rồi tỏ ra vui mừng nói với Tần Đông Tuyết. Hắn nói rằng 10 phút hắn sẽ trở về. Vậy thì tốt rồi, dù sao thức ăn cũng gần làm xong. Để tớ giúp cậu cắt cà chua. Sau đó hai người lại bận rộn. Dù sao thì đây là lần đầu tiên mà các nàng nấu cơm cho Bùi Đông Lai. Trong xe, sau khi cúp điện thoại thì Bùi Đông Lai mở TV trong xe ra, mở tới kênh CCTV1. Một phút sau, kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, tin thời sự liền xuất hiện. Két! Bùi Đông Lai giẫm phanh lại, tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường liền vang lên. Khi xe dừng lại, tiếng nhạc buồn vang lên, trên màn hình xuất hiện di ảnh của Tiêu gia lão thái gia, dưới di ảnh có vi một dòng chữ, đồng chí Tiêu Vạn Phúc đã ra đi vào ngày hôm nay tại Yên Kinh. Nghe bản nhạc buồn. Nhìn vào gương mặt đầy tàn nhang mà quen thuộc của lão nhân gia kia thì Bùi Đông Lai yên lặng mở cửa xe, xuống xe, thân mình giống như là cây thương. Hả? Thấy một màn như vậy thì Lãnh Vô Cực ngồi trong xe và Diệp Tranh Vanh đứng trên ban công liền ngẩn ra, nhìn thấy sau khi xe dừng lại thì bọn hắn đều nghĩ đến Bùi Đông Lai phát hiện ra cái gì, mà biểu hiện lúc này của Bùi Đông Lai thì cũng không phải là như vậy. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Lãnh Vô Cực và Diệp Tranh Vanh thì Bùi Đông Lai đứng trước cửa xe. Rồi vái ba cái thật sâu vào di ảnh của Tiêu gia lão thái gia ở trong màn hình TV. Xuất hiện đi. Vái xong, Bùi Đông Lai cũng không vào xe, cũng không quay đầu lại mà kêu một tiếng. Tam rất hiếu kỳ là mày đang làm gì? Trong màn đêm, Lãnh Vô Cực một thân đạo bào từ trong xe đi ra, vẻ mặt vô cùng thảnh thơi rất nhiều lại có vài phần tò mò hành động vừa rồi của Bùi Đông Lai. Tao đã thấy mày. Bùi Đông Lai xoay người. Ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Lãnh Vô Cực đứng cách đó 10 mét, nói. Ngày đó ta cùng cha tao nghênh chiến với người Nhật Bản thì mày đã từng xuất hiện ở võ quán Vịnh Xuân, mày là đại đệ tử võ đang Lãnh Vô Cực. Trí nhớ không tệ. Lãnh Vô Cực hài hước cười cười, cảm giác kia giống như hắn chính là Như Lai Phật Tổ mà Bùi Đông Lai đó là Tôn Ngộ Không. Bất kể như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nếu tao đoán không sai thì Diệp Tranh Vanh muốn tìm mày đến giết ta. Bùi Đông Lai vẫn không nhúc nhích mà nhìn vào Lãnh Vô Cực, hắn đã chuẩn bị nghênh chiến. Toàn bộ đảng ủy, nhân dân của Trung Quốc. Không đợi Lãnh Vô Cực trả lời thì giọng nói trong TV lại truyền ra.
thì ra là mày đang bái tế chỗ dựa vững chắc của mình, thật là thú vị. Lãnh Vô Cực đã bước vào cảnh giới hóa kính nhập môn cho nên thính lực vô cùng biến thái, hắn đã nghe được giọng nói trong tivi, vẻ hài hước trên mặt càng đậm. Không cần tế bài, rất nhanh mày sẽ gặp hắn ở trên đường đi xuống dưới kia. Đã có rất nhiều người từng muốn giết tao, nhưng mà kết quả bọn hắn đều chết hết. Bên tai vang lên lời nói của Lãnh Vô Cực, ánh mắt Bùi Đông Lai híp lại, giọng nói chuyển lạnh. Mày cũng không ngoại lệ. Không biết trời cao đất rộng. Lãnh Vô Cực cười lạnh một tiếng, sát ý trên người như núi lửa phun trào, trường bào trên người không gió mà bay, giống như là một đại kiếm khách đến trái đất. Nghe nói, thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền trong Bùi Gia Quyền là bộ pháp đệ nhất thiên hạ, có thể đạt tới hiệu quả xúc địa thành thốn. Ngoài ra, thất thương trong Bùi Gia Quyền cũng ẩn chứa thất trọng kinh lực, uy lực vô cùng cường đại. Vẻ mặt Lãnh Vô Cực ngạo nghễ nhìn vào Bùi Đông Lai, cười khinh thường. Ngày đó ở võ quán Vịnh Xuân, mày bằng vào Bùi Gia Quyền đánh bại tên tiểu tử Nhật Bản kia, lần này tao sẽ cho ngươi một cơ hội để ra tay trước. Cảm nhận được sát ý trên người Lãnh Vô Cực, bên tai vang lên lời nói cuồng ngạo của Lãnh Vô Cực thì Bùi Đông Lai cũng không ra tay, chiến ý trong người không ngừng tăng lên. Đồng thời, Dư Quang liền nhìn chỗ ban công mà Diệp Tranh Vanh đứng, thì mơ hồ thấy được Diệp Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh đang dùng ốm nhòm quân sự mà nhìn về bên này. Keng! Mắt thấy Bùi Đông Lai trầm mặc thì Lãnh Vô Cực đột nhiên rút kiếm, một tiếng thanh thúy vang lên, thanh kiếm lạnh như băng chỉ vào Bùi Đông Lai. Mày đã mất đi cơ hội xuất thủ. Nói xong, bóng người động. Trong màn đêm, Lãnh Vô Cực liền ra tay trước. Thanh Long xuất hải thế nan đáng, bát phân kiến nhật định kiền khôn, tê ngưu vọng nguyệt hiển linh kỳ, bạch viên phản chi tảng áo diệu. Thanh Long xuất hải che nạn thế, rẽ mây thấy mặt trời định càn khôn. Tê giác nhìn trăng hiển lộ linh cơ, vượn trắng víu cảnh ẩn dấu ảo diệu tạm dịch, hên xui. Thái ất huyền môn kiếm, tử yến xuyên lâm. Lãnh Vô Cực ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền xuất ra, thái ất huyền môn kiếm pháp uy chấn giới võ học Trung Quốc. Trong phút chốc, cả người Lãnh Vô Cực hóa thành một đạo quang ảnh cùng dung hợp với thanh thừa ảnh trong tay, giống như là bóng chim xuyên qua rừng cây, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thật nhanh! Giờ phút này, khí huyết cảm nhận được Lãnh Vô Cực ra tay thì trong lòng Bùi Đông Lai cả kinh. Hắn liền không dám đón chiêu mà liền dùng thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền để né tránh. Cong! Một kiếm Lãnh Vô Cực đâm ra, uy lực vô cùng kinh khủng. Hừ! Một kiếm đâm vào không khí, Lãnh Vô Cực hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên di chuyển, cả người giống như liệt mã rồi đột nhiên dừng lại, sau đó bước về từng bước, chém về phía Bùi Đông Lai. Mã Hậu Dương Tiên! Nhanh, chuẩn, độc. Một chiêu, Mã Hậu Dương Tiên, của Lãnh Vô Cực chẳng những nhanh, chuẩn, độc mà xuất kiếm vô cùng xảo quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vù. Một kiếm chém ra, kình phong đảo qua làm cho hơi thở Bùi Đông Lai ngưng lại. Vù. Thanh kiếm sắc bén chém ngang qua bả vai của Bùi Đông Lai, kình phong sắc bén trực tiếp làm nát áo của Bùi Đông Lai, đâm vào da thịt của há, máu tươi liền chảy ra. Không để ý đến cơn đau trên vai, dưới chân Bùi Đông Lai phát kình, thân thể lui ra sau. Nam Tôn Võ Đang, Bắc Sùng Thiếu Lâm. Võ Đang, Thiếu Lâm là hai môn phái uy chấn Trung Hoa, Võ Đang thì dựa vào kiếm còn Thiếu Lâm thì dùng côn. Lúc cùng Quý Hồng luyện tập, cô độc kiếm pháp, thì Bùi Đông Lai từng nghe qua Quý Hồng nói về Võ Đang, lại còn biết so với cô độc kiếm pháp thì, Thái Ất Huyền môn kiếm pháp, lại càng lợi hại hơn, lúc dùng kiếm giống như dao long nổi trên mặt nước. Tính như mèo bắt chuột, khi ra tay thì tay phân âm dương, thân chứa bát quái, chân đạp cửu cung, nội hợp kỳ khí, ngoại hợp kỳ hình, là một trong những chấn sơn chi bảo của Võ Đang. Hắn mơ hồ nhìn ra Lãnh Vô Cực đã bước chân vào cảnh giới hóa kính, nếu so về thực lực thì Lãnh Vô Cực có thể thắng hắn, hiện giờ lại xuất ra Thái Ất Huyền môn kiếm pháp thì hắn tự biết bản thân không thể nào chống đỡ cho nên hắn tạm thời tránh đi mũi nhọn. Trốn đi đâu? Mắt thấy Bùi Đông Lai làm bộ muốn chạy trốn thì Lãnh Vô Cực quát lên một tiếng lớn, cả người liền ngay tại chỗ bắn ra bay về phía Bùi Đông Lai rồi vung kiếm ra đâm. Phiên thiên hề kinh điểu phi, cổn địa hề bất chiêm trần, nhất kích chi gian, hoảng nhược khinh phong bất kiến kiếm, vạn biến chi trung, đãn kiến kiếm chi bất kiến nhân. Cả người Lãnh Vô Cực giống như thanh long xuất hải, người và kiếm cùng hợp nhất, thanh kiếm trong tay giống như là một bộ phận trên thân thể của hắn. Người là kiếm. Kiếm là người, nhân kiếm hợp nhất.
thân là cường giả hóa kính nhập môn thì trong khoảnh khắc tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất thì khí thế của Lãnh Vô Cực liền tăng lên, quả thật là thế tới không thể đỡ, Bùi Đông Lai tất phải chết. Lui, lui nữa. Đối mặt với một kiếm có uy lực tuyệt luân này của Lãnh Vô Cực thì Bùi Đông Lai chỉ có thể lui về sau. Nhưng mà, sau khi lui về sau được khoảng 20 mét thì Bùi Đông Lai phát hiện phía sau hắn là một bức tường. Phát hiện này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai cả kinh. Sau đó, hắn đột nhiên giảm tốc độ, thân mình cong lên, thuận thể ngửa mặt lên trời, hai chân giống như là dính vào mặt đất, lưng lại càng sát đất. Thiết bản kiều. Trong lúc nguy hiểm, Bùi Đông Lai liền dùng chiêu thiết bản kiều. Để né một nhát đâm tuyệt thế này của Lãnh Vô Cực. Vù. Thanh kiếm liền bay sát qua thân thể của Bùi Đông Lai, kình phong sắc bén đánh vào trên mặt Bùi Đông Lai làm cho hắn không tự chủ được mà nhắm chặt hai mắt lại. Hừ. Một kiếm đâm hụt, Lãnh Vô Cực liền hừ lạnh một tiếng, chân phải đột nhiên dậm về phía trước mặt Bùi Đông Lai, cố gắng muốn dậm nát mặt của Bùi Đông Lai. Hai tay Bùi Đông Lai vung lên, che trước mặt, ngăn lấy bàn chân của Lãnh Vô Cực. Bốp! Tiếng vang giòn truyền ra, kinh lực bùng nổ, hai tay Bùi Đông Lai đau đớn, dường như là mất đi cảm giác, lực đạo khủng bố làm cho thân thể của hắn đập vào đất, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Vù! Mượn lực phản chấn. Thân mình Lãnh Vô Cực bay lên không, sau đó làm ra một động tác lộn giống như con mèo, hướng về phía tường kia nhẹ nhàng rơi xuống. Bộp! Không đợi thân mình rơi xuống, một cước Lãnh Vô Cực liền dẫm xuống, lại mượn phản lực, cả người giống như viên đạn bắn ra, tha anh mình như mãng xà xoay người, thanh thừa ảnh trong tay lại vung lên rồi chém về phía Bùi Đông Lai, lần này hắn nhắm vào đầu Bùi Đông Lai mà chém xuống. Chết đi! Mắt thấy một kiếm Lãnh Vô Cực chém tới thì Bùi Đông Lai lãnh quát một tiếng, cổ tay làm bộ run lên. Hả? Đồng tử Lãnh Vô Cực co lại, nghĩ đến Bùi Đông Lai dùng ám khí thì thanh thừa ảnh trong tay vung lên, sử xuất Hoàng Tảo Thiên Quân trong, Thái Ất Huyền Môn kiếm pháp, quét ra một vòng tròn, muốn dùng chiêu này để ngăn ám khí Bùi Đông Lai bắn ra. Nhưng mà, một kiếm này của hắn không chém chúng vào bất cứ vật gì. Vù! Một kiếm Lãnh Vô Cực vừa vung xong thì cổ tay của Bùi Đông Lai lại run lên, tiếng xé gió vang lên, một chiếc Zippo trong tay Bùi Đông Lai liền hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía Lãnh Vô Cực. Bá! Lãnh Vô Cực biến sắc, gần như bản năng chém ra một kiếm. Keng! Chiếc Zippo đã bị Lãnh Vô Cực chặt đứt. Cùng lúc đó, phần eo của Bùi Đông Lai đột nhiên phát lực, giống như là lý ngư đả đính, từ mặt đất mà nhảy lên, dùng thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền. Cả người như quỷ mị, trong nháy mắt liền thối lui ra sau. Bịch! Bởi vì bị Bùi Đông Lai đùa giỡn cùng với phóng ám khí cho nên thế công như sóng của Lãnh Vô Cực đã bị cắt ngang, hai chân hắn chạm xuống đất thì thấy Bùi Đông Lai đã đứng cách mình hơn 10 mét. Không chết sao? Đứng trên ban công ở biệt thự, Hoàng Oanh thông qua ống giòm quân sự thì thấy cảnh chém giết giữa Bùi Đông Lai và Lãnh Vô Cực nhưng mà bởi vì tốc độ hai người quá nhanh cho nên nàng không thấy rõ được chiêu thức hai bên, bất quá! Lúc nãy nàng thấy được Bùi Đông Lai bị Lãnh Vô Cực làm cho té ngã trên mặt đất thì nàng nghĩ đến Bùi Đông Lai sẽ chết, nhưng mà hiện thấy Bùi Đông Lai chẳng những không có chết, lại cùng Lãnh Vô Cực giằng co, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không chế thì coi như hắn có vận khí tốt, tiếp theo thì vận khí của hắn cũng không tốt như vậy. Diệp Tranh Vanh cũng không thấy rõ cảnh chém giết nhưng mà hắn biết được Lãnh Vô Cực đang chiếm thế thượng phong. Tao không thể không thừa nhận bộ pháp này của mày rất thần kỳ. Đồng thời tao cũng phải thừa nhận tuy mày còn trẻ tuổi nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu lại rất phong phú, những thứ này chính là tiền vốn để mày có thể né tránh đợt công kích đầu tiên. Một loạt những đòn công kích không thể giết chết Bùi Đông Lai đã khiến cho Lãnh Vô Cực có chút kinh ngạc rất nhiều đối với Bùi Đông Lai nhưng hắn vẫn không có để ở trong lòng, dù sao vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ có thể né tránh những đòn công kích của hắn, căn bản là không có cơ hội để phản công. Huống chi hắn cảm thấy lấy thực lực ám kính đại thành của Bùi Đông Lai thì dựa vào tay không để công kích thì căn bản sẽ không tạo thành thương tổn đối với hắn. Tốc độ. Mình có thể né tránh được những đòn công kích của Lãnh Vô Cực hoàn toàn là dựa vào tốc độ. Nhưng mà, tốc độ của mình rõ ràng nhanh hơn hắn, vì sao lúc nào cũng suýt phải mất mạng như vậy? Trong lòng âm thầm tự hỏi, trên mặt Bùi Đông Lai không có tỏ ra chút khẩn trương nào, mà là khinh thường cười. Lãnh Vô Cực, đây là lần đầu tiên chúng ta giao thủ, tao cũng không có quen thuộc đối với mày, lúc nãy tao chỉ là thăm dò chiêu thức của người mà thôi.
Hiện giờ sau khi đã thăm dò hết những chiêu thức của mày thì mày cảm thấy rằng mày có thể giết được tao sao? Vừa rồi mày dùng Zippo, tiếp theo thì ngươi mày lấy cái gì làm ám khí? Lãnh Vô Cực nở ra nụ cười âm lãnh, nếu vừa rồi không phải Bùi Đông Lai cái khó ló cái khôn, vốn là đùa giỡn trá, sau đó lợi dụng chiếc Zippo làm ám khí thì Bùi Đông Lai đã sớm chết dưới kiếm của hắn. Chính mình vừa rồi có thể thoát được một kích chí mệnh, đích thật là giữa thời khắc sinh tử mình không có kinh hoàng, lợi dụng ám khí để cho bản thân có thời gian né tránh. Bùi Đông Lai âm thầm suy nghĩ, đột nhiên trong lòng vừa động. Kinh hoàng. Đúng vậy. Sau khi thấy Lãnh Vô Cực thì mình tỏ ra kinh hoàng, nên Lãnh Vô Cực mới có thể dồn mình đến như thế. Trong phút chốc, Bùi Đông Lai hiểu ra so với mình thì tốc độ của Lãnh Vô Cực còn thua xa, sở dĩ Lãnh Vô Cực có thể áp chế được mình hoàn toàn là do bản thân mình tỏ ra kinh hoàng. Đồng thời hắn cũng biết được bản thân đã chạm đến trạng thái nhập thần, cái gọi là nhập thần chính là trong lòng không minh, hoàn toàn để cho ý thức thoát khỏi thân thể, do đó khi gặp chiêu thì phá chiêu. Trong lòng hiện ra ý nghĩ này thì Bùi Đông Lai liền cảm thấy khẩn trương, trong lòng liền che giấu vẻ khẩn trương kia. Vẻ mặt trào phúng nhìn vào Lãnh Vô Cực. Lãnh Vô Cực, mày thân là cường giả hóa kính, cầm trong tay bảo kiếm, sử dụng Trấn Sơn chi bảo của võ đang là Thái Ất Huyền Môn kiếm pháp, mà không giết được một ám kính đại thành như tao, tao xem phái võ đang cũng chỉ là hư danh, hoặc là nói mày quá mức kém cỏi, đem mặt mũi phái võ đang vứt đi hết rồi sao? Mày muốn chết? Thân là đại đệ tử của võ đăng thì 2 năm trước Lãnh Vô Cực đã bước chân vào cảnh giới hóa kính, ở trong võ đăng thì thực lực của hắn chỉ sau trưởng giáo Bạch Mi đạo nhân, uy vọng cực cao. Hiện giờ, Bùi Đông Lai chẳng những khẩu suất cuồng ngôn, coi rẻ uy chấn pháo võ đăng, hơn nữa còn nói hắn làm mất mặt hết phái võ đăng, điều này đã làm hắn nổi giận. Vù! Hét xong, chân phải Lãnh Vô Cực đột nhiên đạp xuống đất, mượn lực ngay tại chỗ bắn ra. Sách kiếm hướng về phía Bùi Đông Lai mà chém tới. Bùi Đông Lai đã hiểu ra được vì sao mình lại chật vật như thế, lúc này thấy Lãnh Vô Cực chém tới thì hắn cũng không có tỏ ra sốt ruột mà né tránh. Hắn thông qua khí huyết, cảm nhận được khí huyết trong cơ thể Lãnh Vô Cực, rồi tính toán Lãnh Vô Cực sẽ chém về phía nào của mình. Trong chớp mắt, kiếm đến, người đến. Lãnh Vô Cực xuất hiện trước người Bùi Đông Lai, một kiếm đâm về phía yết hầu của Bùi Đông Lai. Trong màn đêm, dường như Bùi Đông Lai bị một kiếm này của Lãnh Vô Cực hù sợ, bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhưng mà, khi kiếm của Lãnh Vô Cực sắp đâm vào Bùi Đông Lai thì đột nhiên Bùi Đông Lai động, cả người nghiêng qua, trực tiếp làm cho một kiếm này của Lãnh Vô Cực đâm vào không khí. Vù! Một kích không trúng, Lãnh Vô Cực cũng không dừng lại, mà vung tay ra, tiếp tục chém về phía cổ Bùi Đông Lai. Hắn muốn thông qua công kích như cuồng phong vũ bão để khiến cho Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không được. Thanh thừa ảnh lại hóa thành một đạo ảnh chém về phía Bùi Đông Lai nhưng mà lần này vẫn không chém trúng cổ Bùi Đông Lai. Chậm, quá chậm. Liên tục né được 2 đòn công kích của Lãnh Vô Cực thì lòng tin trong lòng Bùi Đông Lai tăng lên, trên mặt nở ra nụ cười trào phúng. Chết cho ta. 3. Lãnh Vô Cực lại quát lên một tiếng lớn, thanh thừa ảnh trong tay lại chém ra. Trên không tạo xẹt qua một đường cong, thẳng đến cổ của Bùi Đông Lai mà chém xuống. Tiến bộ trảm bột. Đây là chiêu thức ngoan độc nhất dùng để giết địch trong Thái Ất Huyền Môn kiếm pháp. Lãnh Vô Cực, tại sao mày lại chậm như thế? Làm cho Lãnh Vô Cực giật mình là Bùi Đông Lai chẳng những thoải mái né được một đòn công kích của hắn, mà lại còn vũ nhục hắn. Làm cho hắn vô cùng tức giận. Vù! Tức giận rất nhiều, Lãnh Vô Cực dựa theo bộ pháp của Thái Ất Huyền Môn kiếm. Bộ đạp cửu cung, nội hợp kỳ khí, ngoại hợp kỳ hình, lại chém ra một kiếm. Hắn không tin rằng bản thân không thể chém không trúng Bùi Đông Lai. Lãnh Vô Cực, mày hãy cút trở về võ đang kêu sư phụ mày ra mặt, lấy bản lĩnh của mày thì cho dù tao không hoàn thủ thì mày cũng không thể giết chết tao. Thanh âm trào phúng lại vang lên, Bùi Đông Lai vọt đến bên trái Lãnh Vô Cực, khoảng cách giữa hắn và Lãnh Vô Cực vẫn giữ nguyên, đã hoàn toàn nắm thế chủ động trong tay. T. Lại nghe Bùi Đông Lai vũ nhục thì Lãnh Vô Cực không khỏi tức giận, hít sâu một hơi lạnh. Vì có thể chắc chắn giết được Bùi Đông Lai nên Diệp Tranh Vanh vốn định để trưởng giáo của võ đang là Bạch Mi đạo nhân ra tay, bất quá Bạch Mi đạo nhân dù sao cũng là nhất môn chi chủ hơn nữa cũng là cường gia đứng thứ tư trên long bảng, dã tâm bừng bừng muốn xưng bá giới võ học Trung Quốc nên hắn rất coi trọng danh dự của mình. Hắn không có tự mình ra tay mà phái đệ tử của mình là Lãnh Vô Cực giúp Diệp Tranh Vanh giết Bùi Đông Lai.
Biết được việc này thì Lãnh Vô Cực liền tỏ ra tức giận, Bùi Đông Lai chỉ là một tên ám kính đại thành, chính mình ra tay cũng được, đáng để sư phụ mình ra tay sao? Đây không phải là lấy dao giết trâu mà mổ gà sao? Nhưng mà, từ lúc giao thủ với Bùi Đông Lai đến giờ thì Lãnh Vô Cực phát hiện ra Bùi Đông Lai đã thay đổi rất nhiều, điều này đã làm cho hắn thu lại lòng khinh thị đối với Bùi Đông Lai, hơn nữa trong lòng hắn lại có một giọng nói cho hắn biết hắn không thể giết chết Bùi Đông Lai. Trong chiến đấu thì trừ thực lực ra thì khí thế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc quyết chiến. Trong lòng hiện ra ý nghĩ giết không chết Bùi Đông Lai thì khí thế của Lãnh Vô Cực liền giảm xuống, mà khí thế Bùi Đông Lai ngày một tăng lên, mơ hồ có xu thế vượt qua Lãnh Vô Cực. Hôm nay nếu không giết được mày thì từ nay về sau tao sẽ phong kiếm. Thấy khí thế của mình ngày càng giảm xuống thì Lãnh Vô Cực cắn răng quăng ra một câu ngoan thoại, hắn muốn dùng cái này để động viên bản thân mình. Lãnh Vô Cực hô lên câu thệ ngôn hiển nhiên là quyết tâm muốn giết chết Bùi Đông Lai. Không thể không nói, thân là đại đệ tử võ đang, hơn nữa thực lực đã đạt đến cảnh giới hóa kính thì Lãnh Vô Cực là một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ một câu thệ ngôn đã làm hắn khôi phục lại khí thế, chủ động phát động công kích, kiếm tùy thân tẩu, dĩ thân đái kiếm, hình giữ ý hợp, ý giữ khí hợp, khí giữ thần hợp, hoàn toàn đem uy lực của Thái Ất Huyền môn kiếm pháp xuất ra. Nếu như ngay từ đầu Lãnh Vô Cực làm như vậy thì hơn phân nửa Bùi Đông Lai sẽ bị giết chết, nhưng mà lúc này Bùi Đông Lai đã hiểu rõ cách thức ứng phó, cho dù Lãnh Vô Cực có phát huy ra thực lực đỉnh phong của mình thì cũng không thể làm tổn thương Bùi Đông Lai. Hắn giống như là biết Lãnh Vô Cực sẽ công kích vào bộ vị nào tên người, trước tiên hắn cũng không né tránh, ngược lại mỗi khi thanh bảo kiếm của Lãnh Vô Cực sắp chạm vào người của hắn thì hắn lại giống như một con khỉ vô cùng linh hoạt, né tránh khỏi kiếm của Lãnh Vô Cực. Ngươi công ta trốn. Một kiếm lại một kiếm. Trong một lúc ngắn thì Lãnh Vô Cực đã chém ra 72 kiếm, một bộ Thái Ất Huyền môn kiếm pháp chỉ còn lại hai chiêu cuối cùng là Hoàng Long Lãm Vĩ cùng Thu Thức. Keng! Kiếm thứ 73 chém ra, một tiếng giòn vang lên, một chiêu Hoàng Long Lãm Vĩ của Lãnh Vô Cực đã chém vào chiếc bàn đá trên bãi cỏ, thân bảo kiếm liền trực tiếp dính vào bàn đá kia. Tới phiên tao rồi. Lúc này, mắt thấy kiếm của Lãnh Vô Cực đã dính vào trong bàn đá thì Bùi Đông Lai cười lạnh một tiếng, chiến ý trên người bùng nổ, dĩ thanh trợ uy, dĩ uy chướng thế, một quyền oanh ra giống như là đạn pháo, đánh thẳng về phía Lãnh Vô Cực. Lôi đình. Hắn đánh ra sát chiêu trong, Bùi ra quyền. Trong biệt thự, thức ăn đã được dọn hết lên trên bàn. Bên bàn ăn, Hạ Y Na cầm điện thoại mà gọi. Thật xin lỗi quý khách, thuê bao. Mười mấy giây sau thì giọng nói của vị tiểu thư trực tổng đài vang lên khiến cho Hạ Y Na nhíu mày, mang theo vài phần lo lắng nàng hỏi Tần Đông Tuyết. Đông Tuyết, cậu ta không nghe điện thoại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là cậu ta đang trên đường trở về. Tần Đông Tuyết cố gắng an ủi Hạ Y Na. Nói xong, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na hai người không hẹn mà đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh tối đen. Trong lơ đảng, chân mày hai người nhíu lại, phần lo lắng trong lòng càng đậm hơn. Trên ban công một tòa biệt thự khác. Hội trưởng, Lãnh Vô Cực không phải nói hắn giết Bùi Đông Lai giống như là giết gà sao? Hoàng Oanh nhớ tới những lời tự tin của Lãnh Vô Cực thì nhịn không được mà hỏi. Nhưng mà lâu như vậy rồi mà hắn còn chưa có giết chết Bùi Đông Lai. Vì sao? Trả lời Hoàng Oanh chính là hành động thực tế của Bùi Đông Lai. Trong màn đêm, đây là lần đầu tiên hắn phát động công kích. Hắn đánh ra sát chiêu lôi đình trong Bùi gia quyền. Hắn đem toàn bộ phẫn nộ và hận ý hóa thành một quyền phản kích. Đây cũng chính là một kích tất sát. Nhưng mà, Lãnh Vô Cực hoàn toàn không có để ý đến một quyền đáng sợ này. Ở hắn xem ra Bùi Đông Lai chỉ là ám kính đại thành, công kích tay không căn bản là không thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Hừ! Bởi vì có tâm lý như thế cho nên mặc dù không thể rút kiếm ra được nhưng hắn vẫn khinh thường, hừ lạnh một tiếng rồi vung trưởng nghênh đón. Trưởng khắc quyền. Điểm này, võ giả bình thường đều biết, huống chi Lãnh Vô Cực. Bốp! Trưởng quyền giao nhau, kinh lực trên tay Bùi Đông Lai đột nhiên bùng nổ. Bốp! Tiếng kinh lực va chạm nhau, kinh lực trên tay của Lãnh Vô Cực trong nháy mắt liền bị triệt tiêu, bàn tay trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Trong phút chốc, huyết nhục bay tứ tung. Nhưng mà, quyền thế Bùi Đông Lai không giả, hướng tới thân thể Lãnh Vô Cực oanh tới. Ách, có lẽ tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, thế
thế cho nên Lãnh Vô Cực không kịp nhận thấy được cơn đau trên bàn tay, mà là trừng to mắt, khẽ nhếch miệng, trơ mắt nhìn nắm đấm của Bùi Đông Lai oanh tới. Bốp! Ngay sau đó, âm thanh nặng nề lại vang lên, nắm đấm của Bùi Đông Lai đã oanh vào ngực Lãnh Vô Cực, kinh lực liền đánh toàn bộ vào thân thể của Lãnh Vô Cực. Lực lượng khủng bố làm cho thân thể Lãnh Vô Cực cong lại giống như con tôm khô, sau đó, cả người hắn liền bay ngược ra sau. Phốc! Trên không, lục phủ ngũ tạng của Lãnh Vô Cực hoàn toàn bị chấn vỡ, khí huyết trong người tan rã, phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Rầm! Thân thể của Lãnh Vô Cực liền nện vào một thân cây to ven đường. Rắc! Thân cây không chịu được lực lượng khủng bố của Lãnh Vô Cực cho nên liền gãy xuống, mà Lãnh Vô Cực cũng rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, giống như là một con chó chết. Quẹ, quẹ! Sau khi ngã xuống đất thì cả người Lãnh Vô Cực cuộn tròn một chỗ, không ngừng mà run lên, mỗi lần run là mỗi lần hắn phun ra một ngụm máu tươi, hít thì ít mà thở ra thì nhiều, sinh mạng của hắn đã tới cuối đường. Ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, cho dù là Hoa Đà sống lại cũng không pháp cứu vãn. Thân là cao thủ hóa kính nhập môn thì Lãnh Vô Cực biết điểm này nhưng mà hắn không cảm thấy sợ hãi, mà cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Đông Lai. Mày, uệ. Lãnh Vô Cực khó khăn há mồm ra, cố gắng hướng về phía Bùi Đông Lai như muốn nói cái gì nhưng mà kết quả lại phun ra một ngụm máu. Nhưng mà, sau khi phun ra một ngụm máu này thì hơi thở Lãnh Vô Cực trở nên chậm lại. Ánh mắt cũng hiện lên vài tia thần thái. Hồi quang phản chiếu. Sao mày lại mạnh như vậy? Lãnh Vô Cực trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như hắn không tin tất cả chuyện xảy ra trước mắt là sự thật, hắn cũng không thể chấp nhận được việc bản thân là cao thủ hóa kính là bị một tên ám kính đại thành đánh bại. Võ giả ám kính đại thành làm sao có thể một quyền miễu sát được cường giả hóa kính nhập môn? Điều đó không có khả năng. Mày nhất định che giấu thực lực. Mày nhất định đã đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn, thậm chí mày đã đạt đến hóa kính đại thành rồi, có đúng không? Không trả lời câu hỏi của Lãnh Vô Cực, ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn về phía ban công ở phía xa xa. Trên ba công, thông qua ống nhòm quân sự thì Hoàng Oanh và Diệp Tranh Vanh đều thấy được một màn như vậy. Tất cả chuyện này, trực tiếp khiến cho hai người Diệp Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh ngây dại, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Bá! Không đợi có câu trả lời thì hai người đều thấy được Bùi Đông Lai đang nhìn về phía này, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng và sát ý. Ánh mắt ẩn chứa sát ý quét tới đã làm cho hai người Diệp Tranh Vanh và Hoàng Oanh từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, sắc mặt bọn hắn cuồng biến, sau đó chỉ cảm giác được dường như trên cổ có một thanh đao đang kề vào. Cả người lạnh như băng, lông tơ nổi lên, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn muốn giết ta. Ý nghĩ tràn ngập lòng bọn hắn khiến cho hai chân bọn hắn như muốn nhũn ra. Không chỉ nói ám kính đại thành, mặc dù hóa kính nhập môn cũng không có uy lực như thế, mày nhất định là đã đạt đến hóa kính đại thành. Lãnh Vô Cực thấy Bùi Đông Lai không thèm hé răng trả lời mình thì hắn giống như kẻ điên, vẻ mặt oán độc nhìn về phía Bùi Đông Lai, khàn giọng hô. Bùi Đông Lai, mày che giấu quá sâu, quá sâu. Nói xong, đầu Lãnh Vô Cực lệch qua một bên. Tắt thở ngay tại chỗ. Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn vào Lãnh Vô Cực giống như là nhìn một kẻ đáng thương. Hội trưởng làm sao bây giờ? Mắt thấy ánh mắt không còn nhìn về phía bên này thì nỗi sợ hãi trong lòng Hoàng Oanh đã giảm bớt, nàng thất kinh hỏi. Có nên báo cảnh sát không? Đúng rồi, báo cảnh sát. Bùi Đông Lai giết chết Lãnh Vô Cực, chứng cứ vô cùng xác thực. Trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, nhưng mà hắn cũng biết. Việc quan trọng trước mắt là rời khỏi nơi này. Bộp, bộp, bộp. Không đợi Diệp Tranh Vanh nói cái gì, làm cái gì. Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa ban công rồi hướng về phía Diệp Tranh Vanh và Hoàng Oanh đi tới. Thình lình nghe được tiếng bước chân thì cả Diệp Tranh Vanh và Hoàng Oanh sợ tới mức cùng một lúc quay đầu lại nhìn. Ách! Ngay sau đó, hai người đều là há to miệng. Bởi vì... hiện ra ở trong tầm mắt hai người chính là Long Vương Diệp Cô Thành. Thật bất ngờ đúng không? Diệp Cô Thành lạnh lùng nhìn vào Diệp Tranh Vanh và Hoàng Oanh. Các ngươi vốn nghĩ, người chết hẳn là Bùi Đông Lai, chứ không phải là Lãnh Vô Cực. Ực, hai người muốn nói cái gì đó nhưng mà liên tiếp xảy ra những chuyện chấn kinh như thế này đã làm cho bọn hắn hoảng sợ, không biết nên nói cái gì. Cuộc chiến vừa rồi,
ngay khi đợt công kích đầu tiên của Lãnh Vô Cực không thể giết chết Bùi Đông Lai thì thắng bại đã phân rõ. Từ lúc đó về sau thì nếu như Bùi Đông Lai muốn giết chết Bùi Đông Lai cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Cô Thành lạnh lùng nói. Nhưng mà hắn không có làm như vậy, mà trốn tránh, thẳng cho đến cuối cùng mới một quyền đánh chết Lãnh Vô Cực, biết đây là tại sao không? Tại sao? Theo bản năng Hoàng Oanh mở miệng hỏi. Bởi vì hắn sớm đã phát hiện các ngươi. Hơn nữa, hắn đoán được các ngươi sẽ lấy việc hắn giết Lãnh Vô Cực làm nhược điểm, lợi dụng thủ đoạn pháp luật để đối phó với hắn. Giọng nói Diệp Tranh Vanh trầm xuống. Là hắn cố ý. Hắn dùng một kích giết chết Lãnh Vô Cực là bởi vì đó là tự vệ, hắn không để cho các ngươi có thể nắm được bất cứ nhược điểm gì của hắn. Tự vệ. Ách. Diệp Tranh Vanh cùng Hoàng Oanh lại một lần nữa bị sợ ngây người, trong lúc chiến đấu sinh tử Bùi Đông Lai lại còn lo lắng đến việc tự vệ. Điều này sao có thể? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây chỉ là ngẫu nhiên thôi. Dường như Diệp Tranh Vanh không tin Bùi Đông Lai sẽ tính kế su ớ như thế. Hắn điên cuồng mà lắc đầu. Thực lực của hắn chỉ mạnh hơn Lãnh Vô Cực mà thôi. Diệp Tranh Vanh, luận về võ lực thì Bùi Đông Lai bóp chết người giống như một con kiến. Luận về mưu trí thì ở trước mặt hắn người chỉ là một đứa con nít danh, người căn bản không đủ tư cách để làm đối thủ của hắn. Diệp Tranh Vanh lạnh giọng cảnh cáo. Hôm nay, ta xem ngươi là cháu của ta nên cứu ngươi một mạng, nhưng mà nếu ngươi liều lĩnh tiếp tục trêu chọc hắn thì không ai có thể cứu ngươi. Người tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Diệp Tranh Vanh xoay người rời đi. Bá! Bên tai vang lên lời nói không chút lưu tình của Diệp Tranh Vanh, nhìn bóng lưng Diệp Cô Thành rời đi thì Diệp Tranh Vanh chỉ cảm thấy có một thanh chủy thủ đang đâm vào trái tim của hắn, làm cho niềm tin, phần kiên cương trong người hắn vỡ vụ. Cả người hắn vô lực sụi lơ trên mặt đất, trên mặt cũng không tìm được nửa điểm huyết sắc. Nhìn Diệp Tranh Vanh sụi lơ trên mặt đất thì đây là lần đầu tiên Hoàng Oanh nàng cảm nhận được, thái tử người mà nàng ái mộ lại nhỏ yếu như vậy. Ban đêm, lúc 8 giờ, Hoàng Oanh lái xe chở Diệp Tranh Vanh đến một tiểu khu. Hội trưởng, Bùi Đông Lai mất đi Tiêu gia, diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian, ngài không cần nôn nóng như thế. Khi xe dừng lại, Hoàng Oanh thấy Diệp Tranh Vanh xuống xe, do dự một chút, rồi nhắc nhở nói. Đêm nay cô nói nhiều rồi. Diệp Tranh Vanh không dừng lại, cũng không quay đầu lại mà trả lời một câu, giọng nói vô hơi lộ ra vẻ bực mình. 2. Nghe được câu trả lời của Diệp Tranh Vanh thì Hoàng Oanh không khỏi thở dài, lấy hiểu biết của nàng đối với Diệp Tranh Vanh thì mặc dù Diệp Tranh Vanh biết được Bùi Đông Lai đã mất đi chỗ dựa là Tiêu gia nhưng mà hắn cam lòng cứ như vậy mà bại bởi Bùi Đông Lai, hắn muốn thông qua quyền thế của Diệp gia mà tiến hành trả thù Bùi Đông Lai. Reng, reng. Sau khi trở lại căn biệt thự thì Diệp Tranh Vanh phát hiện không có cha mẹ của hắn ở đây, lúc này điện thoại của hắn vang lên. Lấy điện thoại ra, thấy người gọi đến là Diệp Cấm thì trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, lập tức đoán được cái gì. Do dự một chút, cuối cùng Diệp Tranh Vanh vẫn là nghe máy. Con ở đâu? Điện thoại được chuyển, giọng nói uy nghiêm của Diệp Cấm vang lên. Diệp Tranh Vanh có thể cảm nhận được lửa giận của Diệp Cấm nhưng mà hắn không cảm thấy sợ hãi. Tỏ ra chẳng hề để ý mà nói. Mới vừa về nhà. Không phải ta đã nói cho con biết rằng Bùi Đông Lai đã mất đi sự bảo vệ của Tiêu gia rồi sao? Vì sao con lại làm như vậy? Diệp Cấm không hề vòng vo, lạnh giọng chất vấn. Diệp Tranh Vanh cũng không có giấu giếm mà nói. Con muốn giải quyết ân oán giữa con và hắn. Ngu xuẩn. Diệp Cấm liền nổi trận lôi đình. Con đây rõ ràng là lấy chỗ yếu của mình mà gọi nhịp với hắn. Chẳng lẽ con không có nghĩ qua, vạn nhất hắn thẹn quá hóa giận, trực tiếp giết con thì sao? Lúc này đây, Diệp Tranh Vanh trầm mặc, trong đầu không khỏi hiện ra ánh mắt ẩn chứa sát ý của Bùi Đông Lai. Lý trí nói cho hắn biết nếu đêm nay không phải là có sự xuất hiện của Diệp Cô Thành thì rất có thể Bùi Đông Lai sẽ động thủ giết hắn. Con hắn là rất rõ, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề là phương pháp hạ đẳng. Diệp Cấm thấy Diệp Tranh Vanh trầm mặc, vô lực thở dài. Hơn nữa, con nên biết, nếu con làm như vậy thì chẳng những sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con hơn nữa sẽ mang ảnh hưởng không tốt đến gia tộc. Đã là như vậy thì còn nói gì đến tương lai? Diệp Tranh Vanh tự giễu cười, vẻ oán hận trong lòng càng ngày càng đậm. Tranh Vanh, tại sao con lại biến thành như bây giờ? Mắt thấy Diệp Tranh Vanh cam chịu, thất trách thì Diệp Cấm lần đầu tiên có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giáo huấn.
cha không phải đã nói với con rồi sao? Tuy rằng con đã mất đi con đường làm quan nhưng mà gia gia của con hoàn toàn không có vứt bỏ con, ngoại trừ con đường làm quan ra thì con có thể phát triển ở những khu vực khác, có sự giúp đỡ của Diệp gia thì con cũng có thể đứng ở trên đỉnh cao. Chỉ cần con muốn thì cho dù không có sự trợ giúp của Diệp gia thì con cũng có thể đứng ở trên đỉnh thương giới. Vẻ mặt Diệp Tranh Vanh trở nên dữ tợn, quát lên. Nhưng mà cha nên biết, đây không phải là việc con muốn đứng ở trên đỉnh Tử Cấm. Trầm mặc. Lúc này đây, đến phiên Diệp Cấm trầm mặc. Biết con không bằng cha, thân là cha của Diệp Tranh Vanh thì Diệp Cấm làm sao lại không biết Diệp Tranh Vanh rất muốn đứng ở đỉnh quyền lực của Kim Tự Tháp. Tranh Vanh, ta không thể không nhắc nhở con, sự xuất hiện của Bùi Đông Lai đã làm con mất đi phương hướng, con hoàn toàn đã bị cừu hận che mở hai mắt. Trầm mặc một lát, Diệp Cấm mở miệng lần nữa, không có trách cứ mà mang theo vài phần tiếc nuối, nói. Kế tiếp thì con cứ ở nhà, không được bước ra ngoài. Trong lòng Diệp Tranh Vanh vô cùng biệt khuất, thân là đại thiếu gia của Diệp gia thì có khi nào hắn làm con rùa đen rút đầu đâu. Thúc thúc của con nói cho ta biết Bùi Đông Lai đã động sát tâm với con, nếu như con không ở trong nhà, vạn nhất hắn chó cùng dứt giận thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện cực đoan gì. Chỉ cần con ở yên trong nhà thì hắn sẽ không có khả năng xâm nhập vào nhà giết con. Diệp Cấm có thể đoán được lúc này đây Diệp Tranh Vanh vô cùng biệt khuất, hắn khuyên nhủ. Còn về phần giải quyết hắn thì con không cần lo, ta sẽ cho con một công đạo. Đô, đô. Thấy Diệp Cấm cúp điện thoại thì Diệp Tranh Vanh để điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất, vẻ mặt dữ tợn, nắm chặt hai đấm lại. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Cấm hút một điếu thuốc. Sau đó hắn liền bấm số gọi cho hai vị đại lão. Sau khi cùng đám người Kiều Quân coi xong băng ghi hình thì Kiều Quân cùng Bùi Đông Lai trở về cục cảnh sát. Trong một gian phòng làm việc, ba gã cảnh sát ngồi ở trước bàn làm việc, Bùi Đông Lai ngồi ở trên ghế salon, trước mặt hắn có một ly nước. Bùi tiên sinh, kế tiếp chúng ta sẽ hỏi ngài một số việc, xin ngài hãy phối hợp với chúng tôi. Tên phụ trách hỏi kia liền khách khí nói với Bùi Đông Lai. Được. Tên. Bùi Đông Lai. Tuổi. 19. Ách. Nghe được Bùi Đông Lai chỉ mới 19 tuổi thì ba gã cảnh sát liền tỏ ra kinh ngạc, mới 19 tuổi mà có thể trở thành hoàng đế ngầm của Hắc Đạo Trung Quốc, hơn nữa còn nắm tài sản vượt qua 1.000 tỷ. Bùi tiên sinh, dựa theo lời nói của ngài thì người bị ngài đánh chết tên là Lãnh Vô Cực, là đệ tử của phái Võ Đang. Sau đó, tên cảnh sát kia lấy lại tinh thần, nói. Tôi có hai nghi vấn. Thứ nhất, vì sao hắn phải giết ngài? Động cơ của hắn là gì? Thứ hai, nếu như ngài có thể một quyền giết chết hắn thì vì sao ngài lại phải trốn tránh, đợi đến lúc sau mới giết chết hắn? Người luyện võ thích khiêu chiến, dùng cái này để đề cao thực lực. Hắn muốn khiêu chiến với tôi không muốn nghênh chiến, hắn liền động sát cơ. Bùi Đông Lai cũng không nói ra tin tức Lãnh Vô Cực bị Diệp Tranh Vanh xúi dục vì hắn biết nói như thế cũng uổng công cho nên hắn liền tìm một cái lý do khác. Còn về phần vấn đề thứ hai thì lúc này tôi đã nói qua, hắn là một cao thủ dùng kiếm, công phu của hắn cũng rất cao cường, từ đầu đến cuối tôi đều bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Còn về một quyền cuối cùng kia thì tôi chỉ ôm tâm lý muốn sống nên đánh ra. Mọi người ở trong tuyệt cảnh thì thường hay phát ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Tôi cũng may mắn như thế, ở trong lúc sống chết thì tôi liền làm ra như vậy nếu không thì hiện tại bản thân tôi đã trở thành một thi thể rồi. Mặc dù bọn hắn biết Bùi Đông Lai chỉ là nói qua loa nhưng mà bọn hắn lại không tìm thấy chỗ sai sót nào, vị lão thái 60 tuổi, vì muốn cứu cháu mình mà còn có thể bộc phát ra lực lượng, nâng được cả xe tải lên, huống chi Bùi Đông Lai lại là võ giả. Trong lúc Bùi Đông Lai làm ghi chép thì Kiều Quân đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình, chân mày của hắn nhíu lại. Vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng, Bùi Đông Lai đối với hắn thì giống như một quả bom hẹn giờ, làm không tốt thì bản thân hắn sẽ tan xương nát thịt. Bởi vì biết điểm này cho nên dù thông qua băng ghi hình, biết được Bùi Đông Lai là tự vệ nhưng mà mặt trên chưa làm ra chỉ thị gì nên hắn cũng không dám kết án. Reng, reng. Đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên, làm cho Kiều Quân dừng bước. Sau đó, Kiều Quân vội vàng bước đến bàn, nhìn thoáng qua số gọi đến. Sau đó hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình rồi mới cầm điện thoại lên, ngữ khí cung kính mà khẩn trương nói. Chu cục trưởng, người tình nghi đã làm ghi chép xong rồi sao? Xong rồi. Kết quả ra sao?
người bị tình nghi nói là người chết là một võ giả của phái võ đang, muốn khiêu chiến với hắn, hắn cự tuyệt nghênh chiến nên đã chọc giận người chết liền ra tay với hắn, trong lúc nguy cấp thì hắn đánh ra một quyền, kết quả là đánh chết người chết. Kiều Quân kể một cách chi tiết. Đầu bên kia điện thoại, Chu cục trưởng hơi trầm mặc một chút, lại hỏi. Có khớp với nội dung trong băng ghi hình không? Kiều Quân vội vàng đáp. Khớp. Vậy ông hãy mau chóng xử lý đi, kết quả xử lý không cần phải báo cáo lên. Vâng, Chu cục trưởng. Một phút sau, Kiều Quân đi ra văn phòng, chủ động tìm Bùi Đông Lai. Bùi tiên sinh, dựa vào ghi chép và băng ghi hình tại hiện trường thì quả thật hành vi của ngài là tự vệ, không trái với pháp luật. Thấy Bùi Đông Lai thì Kiều Quân chủ động vươn tay, vẻ mặt tươi cười, nói. Cảm ơn ngài đã hợp tác với chúng tôi. Phối hợp với các vị là nghĩa vụ của công dân chúng tôi. Mắt thấy Kiều Quân nói chuyện ma quỷ, Bùi Đông Lai nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, cười cười nói. Kiều cục trưởng, tôi có thể rời khỏi đây rồi chứ? Đương nhiên là có thể. Kiều Quân buông tay ra, nói. Tôi tiễn ngài. Thấy Kiều Quân vô cùng nhiệt tình thì Bùi Đông Lai cũng không có từ chối. Trước cửa cục cảnh sát, Lôi Đài Bằng cùng vài tên luật sư đứng đây đợi đã lâu, thấy được Bùi Đông Lai do Kiều Quân tiễn ra đây thì biết mọi chuyện đã giải quyết xong cho nên âm thầm thở ra một hơi. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai chào tạm biệt Kiều Quân thì một chiếc buýt chạy đến, một gã nam tử mặc Âu phục, tóc húi cua bước xuống xe đi về phía Bùi Đông Lai và Kiều Quân. Hành động của tên nam tử này đã khiến cho Bùi Đông Lai và Kiều Quân chú ý nên hai người đem ánh mắt nhìn về tên nam tử kia. Tôi là nhân viên của Cục ABQ Quốc gia. Nam tử đi đến trước mặt Bùi Đông Lai và Kiều Quân, mặt không chút thay đổi nhìn vào Bùi Đông Lai. Đây là giấy tờ chứng minh thân phận của tôi. Có chuyện gì sao? Bùi Đông Lai mỉm cười, lý trí nói cho hắn biết tên đặc công này không phải vô duyên vô cớ tìm đến mình. Ngài khỏe chứ, Bùi tiên sinh. Nam tử mở miệng nói. Chúng tôi nhận được một số tin tình báo quan trọng. Một ít thế lực nước ngoài có thể tiến hành ám sát Bùi tiên sinh, vì bảo vệ sự an toàn của ngài cho nên tôi và những đồng nghiệp của mình sẽ bảo vệ an toàn của ngài trong một thời gian. Bảo vệ an toàn của Bùi Đông Lai. Nghe được tên nam tử nói như thế thì trong lòng hắn vừa động, minh bạch đoán được cái gì rồi. Ngay cả Kiều Quân còn không tin mặt trên phái đặc công bảo vệ Bùi Đông Lai, huống chi là bản thân Bùi Đông Lai. Tôi rất hiếu kỳ, tôi cũng không phải là quan chức. Tại sao mặt trên lại phái các vị đến bảo vệ tôi? Bùi Đông Lai tâm như gương sáng, mỉm cười hỏi. Bùi tiên sinh, thân phận của ngài là sinh viên lại là thương nhân cho nên đích thật là không có tư cách để người trong cục an toàn cử xử chúng tôi ra mặt bảo vệ. Mặt tên nam tử không chút thay đổi mà trả lời. Hả? Nghe được tên nam tử kia nói hắn đến từ cục an toàn cử xử thì trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. Hắn từng thông qua mạng lưới của tập đoàn Đông Hải và dòng binh đoàn Sa Tăng biết được trong quốc nội có hai tổ chức đặc thù, một cái là thuộc quân đội, ví dụ như Long Nha, một cái là thuộc ZF, ví dụ như Bộ An toàn. Hai tổ chức này trách thu thập tình báo, giám sát phần tử đáng nghi, vây bắt gián điệp cùng phản đồ, bảo đảm an toàn của quốc gia. Cái khác nhau chính là Long Nha là một tổ chức bí mật còn Bộ An toàn lại là công khai. Nhưng mà... Trong Bộ An toàn cũng có một ngoại lệ. Đó chính là An toàn cử xử. Đây là một ngành thần bí nhất trong Bộ An toàn, bên trong toàn bộ đều là đặc công trải qua huấn luyện tàn khốc, mỗi người đều có năng lực đứng đầu, luận về năng lực tác chiến cá nhân thì không kém thành viên Long Nha là bảo. Thậm chí nếu nói về tính chất vốn có thì chỉ hơn chứ không kém so với tổ chức Long Nha. Vậy tại sao các vị lại muốn bảo vệ tôi? Kinh ngạc qua đi, Bùi Đông Lai lại hỏi. Mặt ngoài là chúng tôi bảo vệ ngài, nhưng quan trọng hơn là chúng tôi có thể thông qua việc bảo vệ ngài mà có thể lấy được tin tức của các thế lực quốc ngoại, sau đó theo dõi rồi tiến hành vây bắt bọn hắn. Mặt nam tử không đổi sắc, trả lời. Các vị không phải là theo dõi hắn mà là muốn theo dõi tôi. Ánh mắt Bùi Đông Lai nheo lại, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Vì muốn theo dõi tôi mà lại có thể vận dụng an toàn cử xử, tiền vốn của Diệp gia thật lớn. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, thì đặc công tên là Long Ngũ kia vẫn không đổi sắc, dường như không bị ảnh hưởng lời nói của Bùi Đông Lai. So với Long Ngũ thì Lôi Đại Bằng chỉ cảm thấy lo lắng. Ở hắn xem ra, Bùi Đông Lai mới vừa bị Diệp Tranh vanh tính kế ám sát,
Diệp gia liền phái ra đặc công trong bộ quốc an đến theo dõi Bùi Đông Lai là vì phòng ngừa Bùi Đông Lai sẽ sử dụng thủ đoạn lôi đình để trả thù, mà một khi Bùi Đông Lai không thể dùng vũ lực để trả thù thì đợi sau khi Diệp gia xử lý xong việc thay đổi nhân viên trong nước Cộng Hòa thì Diệp gia sẽ dùng từng đao mà cắt lấy thịt Bùi Đông Lai, để cho Bùi Đông Lai nếm cảm giác từ từ mà chết đi. Một chiêu này của Diệp gia có thể là vô cùng ngoan độc, vô cùng vô sỉ. Nếu tôi đoán không sai thì ngay cả quyền để từ chối thì tôi cũng không có, phải không? Mắt thấy Long Ngũ trầm mặc không nói, Bùi Đông Lai vừa cười, hỏi. Chẳng biết tại sao, nhìn vào nụ cười bình thản của Bùi Đông Lai thì Long Ngũ cảm thấy không thoải mái, bất quá hắn cũng có để lộ ra trên mặt mà hờ hững nói. Xin Bùi tiên sinh yên tâm, tôi và đồng nghiệp của mình sẽ không làm ảnh hưởng cuộc sống của ngài. Nếu không thể kháng cự, tôi đây chỉ có thể hưởng thụ. Nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai không giảm, sau đó ánh mắt nhìn sang Lôi Đại Bằng rồi nói. Lôi quản lý, ông trở về trước đi, nếu có việc gì thì tôi sẽ liên hệ với ông. Vâng, Bùi tiên sinh. Lôi Đại Bằng hơi khom người, trả lời. Kiều cục trưởng, hẹn gặp lại. Mắt thấy Lôi Đại Bằng mang theo hai gã luật sư rời đi, Bùi Đông Lai hướng về phía Kiều Quân mỉm cười. Gặp lại. Kiều Quân mỉm cười đáp lại. Thấy được vẻ dị thường của Kiều Quân thì Bùi Đông Lai cũng không nói nhiều, dù sao có nhiều cái có thể thấy rõ ràng nhưng không cách nào ngăn cản được. Sau đó Bùi Đông Lai lên chiếc Mercedes-Benz S600 rồi lái xe rời đi, còn chiếc Buick thì đi sát ở phía sau. Đưa mắt nhìn hai chiếc xe hơi rời đi thì tinh quang trong mắt Kiều Quân lóe ra, sau đó hắn mơ hồ cảm nhận được bản thân đã nắm được một tin tức quan trọng, thứ này có thể đổi cho hắn một chút đồ vật. 30 phút sau, Bùi Đông Lai lái chiếc Mercedes-Benz S600 trở lại biệt thự ở Côn Ngọc Hà, mà chiếc Buick kia thì dừng lại bên ngoài, tiếp tục giám sát Bùi Đông Lai. Trong biệt thự, nghe được tiếng xe của Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na liền kích động, nói. Hắn trở về rồi. Tần Đông Tuyết thở nhẹ ra, cười nói. Tớ đi hâm đồ ăn. Tớ đi rót nước cho hắn. Hạ Y Na vốn định mở cửa cho Bùi Đông Lai, nghe Tần Đông Tuyết nói thế thì hơi ngượng ngùng. Đông Tuyết đi hâm đồ ăn cho cậu rồi, cậu uống nước đi. Mắt thấy Bùi Đông Lai vào cửa, Hạ Y Na cười nói. Bùi Đông Lai bất đắc dĩ nói. Không phải nói hai cậu ăn trước rồi sao? Đồ ngốc, hôm nay là lần đầu tiên hai người bọn tớ làm thức ăn, thiếu cậu thì bọn tớ có thể nuốt trôi sao? Hạ Y Na tức giận trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai liếc mắt một cái. Bùi Đông Lai nghe vậy thì thần kinh đang căng thẳng bỗng nhiên được thả lỏng ra. Mấy phút sau, Tần Đông Tuyết hâm xong thức ăn thì cả ba người bắt đầu dùng cơm. Tay nghề của Đông Tuyết không tệ à. Sau khi động đũa thì Hạ Y Na nhìn không được mà hướng Bùi Đông Lai khoe khoang nói. Bùi Đông Lai gật đầu phụ họa, nhìn Tần Đông Tuyết. Đông Tuyết, khi nào thì cậu xuống bếp học trộm vậy? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì khuôn mặt của Tần Đông Tuyết hơi ửng đỏ. À, sao mặt của Đông Tuyết lại đỏ thế? Thấy được Tần Đông Tuyết đỏ mặt thì Hạ Y Na liền trêu ghẹo. Hạ Y Na vừa mở miệng thì Tần Đông Tuyết càng cảm thấy xấu hổ, giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn Hạ Y Na liếc mắt một cái. Y Na! Được rồi, tớ sai rồi, đêm nay tớ sẽ ra phòng khách ngủ, để giường lớn cho hai người các cậu. Hạ Y Na cười hì hì. Còn nói nữa? À, được rồi, không nói vậy. Hạ Y Na làm ra động tác đầu hàng. Điều này làm cho Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết cửa lên. Mấy ngày nữa là tới Thanh Minh, tớ muốn đi Đông Bắc để tảo mộ. Sau khi dùng cơm xong, đợi Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na dọn xong thì Bùi Đông Lai mở miệng nói. Tớ và Y Na cùng đi với cậu. Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na nghe vậy đều là ngẩn ra, theo sau do Tần Đông Tuyết mở miệng đề nghị. Được. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm rồi gật đầu đáp ứng. Tần Đông Tuyết đã cùng đính hôn với hắn. Đã là vị hôn thê của hắn. Còn Hạ Y Na tuy rằng chưa có nghi thức gì với hắn nhưng mà đã đem lần đầu tiên của mình hiến dâng cho hắn. Hơn nữa Hạ gia đã xem hắn là con rể. Nói về tình về lý thì hai người đi theo cũng không có gì đáng trách cả. Sau đó, Bùi Đông Lai vốn là tính đi vào thư phòng để suy nghĩ một ít vấn đề. Nhưng mà Hạ Y Na lại ồn ào đề nghị ba người cùng coi phim ma. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút rồi quyết định cùng với hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na coi phim. Cùng lúc đó, một tin tức lấy tốc độ khủng khiếp lan nhanh trong vòng luẩn quẩn ở Yên Kinh, Bùi Đông Lai gặp ám sát, vì tự vệ nên đã giết chết địch nhân,
không chịu trách nhiệm trước pháp luật, sau đó được đặc công của Cục Quốc an bảo vệ. Chân trước Tiêu gia lão thái gia vừa mới đi thì Bùi Đông Lai liền xảy ra chuyện, điều này đã làm cho mọi người không nhịn được mà thảo luận đến chuyện giữa Bùi Đông Lai và Diệp gia. Trong một gian phòng của một hội sở có tiếng ở Yên Kinh. Lúc này đây trong này có tất cả 13 người, bọn họ lấy Đổng Văn Bân là người đứng đầu. Đông thiếu, trước mắt thì Bùi Đông Lai vô cùng bất lợi. Đúng vậy, Diệp gia vận dụng đặc công của Quốc an cửu sử, một mặt là muốn giám thị nhất cử nhất động, sau đó Diệp gia bình định được việc tuyển chọn nhân viên thì sẽ tiếp tục động thủ với Bùi Đông Lai. Nếu đến lúc đó, Tiêu gia không ra mặt làm chỗ dựa cho Bùi Đông Lai thì chỉ sợ Bùi Đông Lai sẽ lành ít dữ nhiều. Tiêu gia lão gia tử vừa đi đã làm cho địa vị của Tiêu gia có chút lay động, hiện giờ Tiêu gia sẽ ứng phó với một loạt biến hóa, chưa chắc vì Bùi Đông Lai ra mặt mà đắc tội với Diệp gia. Chấm. Trong phòng, trừ Đổng Văn Bân chưa lên tiếng thì 12 người còn lại đều phát biểu ý kiến của mình. Bọn hắn đã phản bội Hồng Kinh hội chẳng khác nào phản bội Diệp Tranh Vanh, nếu như Bùi Đông Lai thật sự bị Diệp gia tiêu diệt thì bọn hắn cũng sẽ chịu lửa giận của Diệp Tranh Vanh. Tình hình trước mắt đích thật là có bất lợi đối với Bùi Đông Lai. Mắt thấy mọi người ngừng lại, Đổng Văn Bân nhíu mày, chậm rãi mở miệng, nói. Nhưng mà, sự việc còn chưa diễn ra thì không người nào dám nói Bùi Đông Lai chắc chắn sẽ gặp bi kịch. Nghe được Đổng Văn Bân nói thế thì bọn hắn cũng không có hé răng. Tôi biết, các vị ngồi đây mạo hiểm rời khỏi Hồng Kinh hội, gia nhập vào Đông Hạ hội thì đã hạ quyết tâm rất lớn. Các vị đều nghĩ muốn thông qua Đông Hạ hội để đạt được những thứ gì, nói cách khác thì mọi người đã đem toàn bộ lợi thế đặt trên người Bùi Đông Lai. Thấy không ai mở miệng thì Đổng Văn Bân lại nói. Cho nên, chúng ta cần phải bình tĩnh ngồi xem tình thế phát triển, nếu như cục diện mà chúng ta lo lắng xuất hiện thì chúng ta sẽ tính toán sau, lúc ấy vẫn còn chưa muộn. Đổng thiếu nói đúng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phụ họa theo Đổng Văn Bân nhưng mà khuôn mặt bọn hắn vẫn lộ ra vài phần lo lắng. Thấy được điểm này thì Đổng Văn Bân cũng rất rõ ràng, nếu là Bùi Đông Lai thật sự mất thế, những người này tuyệt đối không để ý mà xoay lưng lại với Bùi Đông Lai, xoay lưng lại với Đông Hạ hội. Kể từ đó, Đông Hạ hội sẽ trở thành chuyện cười trong Yên Kinh, đệ nhất mỹ nhân kinh thành cũng sẽ trở thành trò cười, hơn nữa trong tương lai nàng có thể trở thành vật bồi táng trong tang lễ của Bùi Đông Lai. Khi ánh trời tà dần dần nghiêng về phía sau đỉnh núi, nghênh đón đời sống về đêm của Yên Kinh thì trong một gian phòng của Khúc Giang Sinh Thái Viên có 6 người có khí độ bất phàm, ngồi trên ghế salon hút thuốc. Những người nào toàn bộ đều là những nhân sĩ nắm thực quyền, tay cầm quyền to ở Tử Cấm Thành. Hôm nay, bọn hắn tụ họp ở đây. Sự im lặng trong phòng có thể nghe được tiếng hút thuốc, uống trà của bọn hắn. Nương theo ngọn đèn có thể thấy được chân mày của 6 người này nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chuyện cho đến bây giờ thì tôi nghĩ mọi người cũng không cần che giấu nữa, vẫn là nói thẳng ra đi. Đột nhiên vang lên một giọng nói, người mở miệng là một nam nhân đầu hói, người này đang giữ chức vị phó ở cục JC, hắn chỉ mới 50 tuổi. Nghe được nam nhân đầu hói nói như thế thì 5 người còn lại cũng ngẩng mặt lên, trên mặt cũng không tỏ ra bất mãn bởi vì bọn hắn đến nơi này không phải là để dùng cơm. Tiêu gia lão gia tử đột nhiên qua đời, trên dưới đều chấn động, trong lúc này thì Diệp gia lại làm trái quy tắc, sai người ám sát Bùi Đông Lai, lúc sau lại vận dụng đặc quyền phái người của Quốc an cửu sử đến giám sát Bùi Đông Lai, điều này đủ để nói cho mọi người biết rằng Diệp gia đã quyết tâm khai đao với Bùi Đông Lai. Mắt thấy không ai lên tiếng thì nam nhân đầu hói bóp tắt tàn thuốc, gần từng chữ. Ngoài ra, Diệp gia cũng thả một tin tức ra ngoài. Diệp gia sẽ không sợ Tiêu gia. Trong lúc này cho dù Tiêu gia có ra mặt bảo vệ Bùi Đông Lai thì Diệp gia cũng không sợ. Nam nhân đầu hói nói đến đây thì vẻ mặt của 5 vị đại lão ngồi đây đều tỏ ra lo lắng. Những người chúng ta ngồi đây đều là có quan hệ với tập đoàn Đông Hải, nói như vậy thì các vị cũng giống tôi cũng cảm thấy khẩn trương trước thế cục trước mắt. Nếu như Diệp gia quyết tâm khai đao với Bùi Đông Lai thì tập đoàn Đông Hải sẽ trở thành đối tượng để Diệp gia khai đao. Nam tử đầu hói tiếp tục nói. Hôm nay, tôi mời các vị đến đây là để nói tin tức ra cho các vị biết, để mọi người nói ra ý kiến của mình, nhìn xem kế tiếp chúng ta nên làm thế nào. Lấy cục diện trước mắt mà nói thì Diệp gia đã nắm thế thượng phong, việc làm của Diệp gia sẽ khiến Tiêu gia tổn thương gân cốt. Nam tử đầu hói vừa nói xong thì một tên trung niên đeo kính mắt nói tiếp. Còn về phần Bùi Đông Lai bên này thì tất cả mọi người đều rõ ràng,
điều quan trọng bây giờ là Tiêu gia có tiếp tục bảo vệ hắn hay không. Nếu như bảo vệ thì cho dù Diệp gia quyết tâm động thủ với Bùi Đông Lai thì cũng rất khó diệt trừ được Bùi Đông Lai, nếu như vậy thì lửa của Diệp gia cũng sẽ không lan đến chúng ta. Nếu như không bảo vệ thì kết quả mọi người cũng biết cả rồi, năng lực của tôi có hạn nên về phương diện tin tức thì tạm thời vẫn chưa có. Tôi cũng không có. Tôi cũng vậy. Bốn người còn lại liền mở miệng phụ họa, bọn họ đều không có tin tức Tiêu gia sẽ tiếp tục ra mặt bảo vệ Bùi Đông Lai không. Như thế thì chúng ta cần phải xem chừng một đoạn thời gian. Tên nam nhân đầu hói chua xót cười, bọn hắn là 6 người có mạng lưới quan hệ bạch đạo lớn nhất Đông Hải, bọn hắn đều ở trên một sợi dây thừng, nếu một người gặp tai họa thì những người khác cũng không thể trốn tránh. Dưới tình hình như vậy, vô luận chuyện này phát triển đến trình độ nào, vô luận bọn hắn làm ra lựa chọn nào thì bọn hắn cũng cùng tiến cùng lui. Nếu không phải như thế thì bọn hắn cũng sẽ không gặp mặt ở đây. Chỉ có thể nhìn xem thôi. 5 người còn lại cũng biết là chưa tới lúc làm ra quyết định, cần phải ngồi im mà quan sát tình thế phát triển. Chấm. Cùng lúc đó, trong tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản ở Trung Quốc thì có một người đang bấm một số điện thoại. Hội trưởng. Điện thoại được chuyển, nam nhân tên là Điền Nguyên liền mở miệng, giọng nói có chút tôn kính. Đầu bên kia điện thoại, Đằng Xuyên Nguyên liền hành văn gãy gọn hỏi. Có tin tức gì mới sao? Vâng, hội trưởng. Nam tử tên là Điền Nguyên này ở mặt ngoài là nhân viên công tác trong đại sứ quán nhưng mà công việc chính của hắn là thu thập tình báo ở Trung Quốc, hắn chủ yếu thu thập tình báo có liên quan đến Bùi Đông Lai. Lúc này nghe Đằng Xuyên Nguyên đi thẳng vào vấn đề thì hắn vội vàng trả lời. 2 tiếng 40 phút trước thì Diệp gia đã sai một tên võ giả của phái võ đang là Lãnh Vô Cực đi ám sát Bùi Đông Lai, kết quả là bị Bùi Đông Lai đánh chết, bất quá Diệp gia vì đề phòng Bùi Đông Lai trả thù nên đã vận dụng đặc quyền, lợi dụng đặc công tinh nhuệ để giám thị Bùi Đông Lai. Sau khi lão nhân Tiêu gia của Trung Quốc chết thì trên dưới đều chấn động, Diệp gia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này, một khi Diệp gia ở lần này nắm lấy đại cục thì lúc đó bọn hắn sẽ ra tay đối phó với Bùi Đông Lai. Đến lúc đó thì Tiêu gia sẽ gặp khốn cảnh mà chưa chắc ra mặt giúp Bùi Đông Lai, nếu như không có ai ra mặt thì Bùi Đông Lai chắc chắn là bị Diệp gia chỉnh chết. Điền Nguyên liền lấy tin tức của mình thu được nói ra. Hắc, người Trung Quốc chó đẻ kia trước giờ chỉ thích nội đấu, chiến tranh thế giới thứ hai là ví dụ tốt nhất, lúc ấy đế quốc Nhật Bản của chúng ta có thể chiếm được phân nửa lãnh thổ của đám người Trung Quốc chó đẻ kia ít nhiều là có lũ Hán gia giúp đỡ. Nghe được Điền Nguyên hội báo cùng phân tích, Đằng Xuyên Nguyên nhịn không được nở nụ cười lạnh. Tên người Trung Quốc chó đẻ gọi là Bùi Đông Lai kia đã giết chết thiên tài võ học của Đằng gia chúng ta, bởi vì ta kiêng kỵ tên Long Vương Diệp Cô Thành kia nên mới không có phái người ra chặt cái đầu của hắn xuống. Hiện giờ xem ra nếu như không có ai ra mặt bảo vệ hắn thì hắn căn bản không đáng để ta làm như vậy, dùng một câu Trung Quốc mà nói, mượn dao giết người. Vâng, hội trưởng. Điền Nguyên vội vàng phụ họa. Nếu như Tiêu gia vì Bùi Đông Lai ra mặt thì càng tốt, mấy năm nay đám người Trung Quốc kia phát triển kinh người, đối với đế quốc Nhật Bản chúng ta đã tạo thành một sự uy hiếp nghiêm trọng, chuyện lần này đối với chúng ta chính là một cơ hội tốt, lúc cần thiết thì chúng ta liền cho vào một mồi lửa để bọn hắn đã loạn càng thêm loạn. Đằng Xuyên Nguyên cười lạnh. Không những thế, đợi cho những cường giả trên thần bảng khôi phục lại thì bọn hắn sẽ ra tay chém giết tên Long Vương chó má kia. Đến lúc đó thì người của chúng ta sẽ cắm rễ vào Trung Quốc, hội tam hợp của chúng ta sẽ có được một miếng bánh ngọt. Nói xong lời cuối, Đằng Xuyên Nguyên giống như là thấy được cảnh tượng lúc đó. Thật khiến người ta chờ mong a. Vui mừng không riêng gì một mình Đằng Xuyên Nguyên. New York của nước Mỹ, trong một trang viên của gia tộc Gambino, thân là người nối nghiệp của gia tộc Gambino cũng như mafia Bắc Mỹ thì Anthony Gambino ngồi trong thư phòng, trong tay bưng một ly rượu đỏ. Nhìn về màn hình tinh thể lỏng treo ở vách tường, nghe thuộc hạ hội báo. Thiếu gia Anthony tôn quý. Trong màn hình, một gã nam nhân trung niên đi giày tây, đeo kính viền vàng cúi đầu, hành lễ. Pavarotti, ông gấp gáp như vậy muốn liên hệ với ta, chẳng lẽ bên Trung Quốc kia đã xảy ra chuyện gì sao? Anthony Gambino hỏi. Pavarotti ở mặt ngoài là một nhân viên của một tập đoàn có vốn đầu tư của Mỹ nhưng trên thực tế thì hắn là người thu thập tin tình báo của gia tộc Gambino và Mafia. Nghe được Anthony Gambino thì Pavarotti không dám lãnh đạm, lập tức đem chuyện Bùi Đông Lai nói cho Anthony Gambino. Vâng thiếu gia Anthony tôn quý, tên người Trung Quốc gọi là Bùi Đông Lai kia.
Vốn ta còn muốn giao thủ với hắn để cho Liễu biết ai mới là vương giả chân chính, hiện giờ xem ra tên Bùi Đông Lai kia ngay cả cơ hội làm đối thủ của ta cũng không có. Anthony Gambino nghe xong Pavarotti thì nở nụ cười lạnh, sau đó uống một ngụm rượu rồi nói. Thật không rõ, tại sao Liễu lại thích tên vô dụng đó, chẳng lẽ bởi cha của hắn là vũ thần Trung Quốc chó má kia sao? Hắn đã chết rồi à? Bên tai vang lên lời nói của Anthony Gambino thì Pavarotti không dám lên tiếng, hắn biết rõ Anthony Gambino có hứng thú với nữ nhân tên là Liễu Nguyệt kia, vô luận là tâm lý hay thân thể thì hắn đều muốn chinh phục. Pavarotti, lần này ông làm rất tốt, bất quá trước khi thương thế của cha ta hồi phục lại thì ông cần phải tiếp tục che giấu, không nên để bị phát hiện. Anthony Pavarotti nhắc nhở Pavarotti một câu, sau đó khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Đợi cho cha ta hoàn toàn hồi phục thì ông sẽ không cần làm như vậy, đến lúc đó chỉ cần giết chết tên Long Vương chó má kia thì chúng ta có thể xâm nhập vào mọi ngõ ngách của Trung Quốc, mà ta cũng có thể dẫm nát Đông Hải cũng như đã làm với New York, khiến cho Liễu hoàn toàn thần phục ta. Pavarotti vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của Anthony thiếu gia. Pavarotti vội vàng nhân cơ hội biểu hiện sự trung tâm. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Bên tai vang lên lời nói của Pavarotti thì Anthony Gambino liền bật cười, cười vô cùng đắc ý và cuồng ngạo. Cùng lúc đó, tổng bộ thần võng, trong một tòa thành bảo. Một gã thân mặc hắc bào, bộ dáng tuấn mỹ, có đôi mắt màu tím đi vào trước cửa điện, hướng về phía thủ lĩnh thị vệ hỏi. Gen, thương thế của cha ta còn chưa khôi phục sao? Thần chi tử tôn quý, Dixie thiếu gia, vẫn còn đang bế quan dưỡng thương. Thủ lĩnh thị vệ Gen cúi đầu, hành lễ nói. Xem ra thương thế đại nhân còn nghiêm trọng hơn ta tưởng. Tên thanh niên có đôi mắt màu tím tên là Dixie nhíu mày lại. Tên vũ thần Trung Quốc thật mạnh à. Nghe được thanh niên tên là Dixie cảm thán thì tứ đại hoàng thân cũng hai thần chi tử của thần võng cũng không dám lên tiếng. Bởi vì bọn họ biết được thực lực của người thanh niên trước mặt đã khủng bố đến mức nào. Ngoài ra, sau khi thủ lĩnh của thần võng bị thương thì mọi việc trong thần võng đều do tên thanh niên này phụ trách. Zeng, Zeng. Sau đó, coi như lúc Dixie định rời đi, thì điện thoại của hắn rung lên. Thần chi tử tôn quý, Dixie thiếu gia, người hầu của ngài có tin tức quan trọng muốn báo. Dixie mở điện thoại ra thì trong điện thoại liền xuất hiện một giọng nói, ngữ khí vô cùng tôn kính. Nói đi. Dựa vào tin tức mới thu được thì con trai của vũ thần Trung Quốc là Bùi Đông Lai. Ở Nam Cảng cách đó ngàn dặm, một gã thành viên thần võng liền đem toàn bộ mọi chuyện của Bùi Đông Lai nói cho Dixie. Ta vốn nghĩ rằng hắn có thể bước lên sân khấu của thế giới, trở thành đối thủ của ta, hiện giờ xem ra thì không cần chờ hắn nữa, sân khấu cũng không có sự xuất hiện của hắn. Nghe xong lời báo cáo của tên thuộc hạ thì Dixie tắt điện thoại, híp mắt, nhìn lên bầu trời. Đôi mắt màu tím toát ra vài phần thất vọng cùng khinh bỉ. Thân là con trai của vũ thần Trung Quốc, người thật sự đã ném đi mặt mũi của cha mình. Loạn trong giặc ngoài. Thất sát, đảo loạn thế giới. Đêm đã khuya, trong thư phòng, Bùi Đông Lai đang ngồi trước bàn đọc sách, chân mày nhíu lại, khi thì hút thuốc, khi thì viết viết cái gì đó lên trên tờ giấy trắng. Két! Cửa phòng bị mở ra. Tần Đông Tuyết bưng một bình minh tiền long tỉnh đi vào thì thấy bộ dạng cau mày của Bùi Đông Lai, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, tớ nấu cho cậu một ấm trà. Nhìn trong phòng tràn ngập khói thuốc thì Tần Đông Tuyết đặt ấm trà lên trên bàn rồi đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra để gió lùa vào. Bùi Đông Lai nghe vậy thì bóp tắt thuốc lá, rót một chén trà rồi uống một hớp. Có phải sau khi Tiêu gia lão thái gia qua đời thì Tiêu gia đã phân chia giới hạn với cậu? Bùi Đông Lai chỉ cười khổ gật đầu. Cậu đi ngủ đi, tớ suy nghĩ một chút. Ừ, Tần Đông Tuyết cũng biết cục diện trước mắt đối với Bùi Đông Lai vô cùng bất lớn, nhưng nàng cũng không có biện pháp nào để giúp đỡ. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì nàng gật đầu, khuôn mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. Cậu cũng ngủ sớm một chút. Bùi Đông Lai cười cười. Đứng dậy nắm lấy eo của Tần Đông Tuyết rồi đưa Tần Đông Tuyết ra thư phòng. 3. Một lần nữa trở lại thư phòng, Bùi Đông Lai lại châm một điếu thuốc, chân mày lại nhíu chặt hơn. Zeng, Zeng. Coi như lúc Bùi Đông Lai đang suy nghĩ thì điện thoại của hắn lại rung lên. Bùi Đông Lai cầm lấy điện thoại thì thấy người gọi đến là Quý Hồng. Tôi đã nghe chuyện xảy ra ở Yên Kinh, cậu không sao chứ?
Điện thoại được chuyển, giọng nói của Quý Hồng tỏ ra lo lắng hỏi. Không sao. Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá, hơi xoa nhẹ vào huyệt thái dương rồi nói. Bất quá cục diện trước mắt vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Tiêu gia đã phân rõ giới hạn với cậu rồi sao? Quý Hồng cũng biết nguyên nhân Tiêu gia lão thái gia ra mặt hai lần giúp Bùi Đông Lai, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì nàng lập tức đoán được điểm này. Tuy rằng Tiêu gia lão thái gia qua đời, Tiêu gia sẽ gặp nguy cơ, vốn dĩ chuyện của Tiêu gia sẽ không gây thương tổn gân cốt, kể từ đó, nếu như Tiêu gia tiếp tục làm chỗ dựa cho Bùi Đông Lai thì Diệp gia cũng không thể làm gì Bùi Đông Lai. Ừ, Bùi Đông Lai cũng không có phủ nhận. Trầm mặc, thấy Bùi Đông Lai thừa nhận điểm này, Quý Hồng trầm mặc lại. Tiêu lão thái gia qua đời, Tiêu gia cùng Bùi Đông Lai phân rõ giới hạn, Diệp gia liền ám sát, sau đó lợi dụng đặc quyền để điều động quốc an cửu sử theo dõi Bùi Đông Lai, vừa làm trọng tài vừa làm cầu thủ, quyết tâm muốn chơi chết Bùi Đông Lai, điều này đã làm cho nàng ý thức được cục thế trước mắt vô cùng nguy hiểm. Cậu định làm như thế nào? Trầm mặc một lúc, Quý Hồng lại hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Bùi Đông Lai uống ngụm trà, nói sang chuyện khác, hỏi. Bên cô không có việc gì chứ? Không, tôi gọi điện đến cho cậu là muốn hỏi tình huống của cậu, ngoài ra còn có hai chuyện muốn nói cho cậu. Quý Hồng nói ra mục đích nàng gọi đến cho Bùi Đông Lai. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. Chuyện gì? Bởi vì người của thần võng và mafia đều có thân phận trọng sạch nên vô luận là quân đội hay cảnh sát cũng không thể làm gì bọn chúng nhưng mà lại âm thầm giám thị. Hai ngày nay, hai tổ chức đó đã phái nhiều người xâm nhập vào Nam Cảng, Tây Nam, thậm chí ở Đông Hải cũng có người của bọn chúng. Nói tới đây, Quý Hồng do dự một chút rồi lại nói. Hơn nữa, người bên mafia cũng có người bí mật tìm Liễu Nguyệt. Cái gì? Bùi Đông Lai hơi hơi nheo lại ánh mắt, ngữ khí trầm thấp xuống, bởi vì vấn đề trong nước nên hắn chưa động thủ với thế lực quốc ngoại, mà để cho cảnh sát tự mình giải quyết. Hiện giờ nghe Quý Hồng nói mafia cử người tìm đến Liễu Nguyệt thì điều này đã làm cho hắn có chút nổi giận. Trước kia, khi còn quản lý Đông Nguyệt Bang thì Liễu Nguyệt từng lui tới với gia tộc Gambino trưởng quyền của nghị viện mafia Bắc Mỹ. Ngoài ra, dựa vào tình báo của tôi thì người thừa kế của gia tộc Gambino và mafia Bắc Mỹ là Anthony Gambino dường như có ý tứ với Liễu Nguyệt. Cùng Liễu Nguyệt hợp tác rất có thể là vì muốn tiếp cận Liễu Nguyệt, bất quá dường như Liễu Nguyệt không có ý gì với tên Anthony kia. Mà sau khi Liễu Nguyệt đem Đông Nguyệt Bang cùng tập đoàn Đông Hải giao lại cho cậu thì cơ bản đã đoạn tuyệt với mafia. Quý Hồng nói xong, do dự một chút rồi nói ra giải thích của mình. Hiện giờ, mafia lại chủ động tìm tới Liễu Nguyệt, cơ bản là tên Anthony còn chưa hết hy vọng đối với Liễu Nguyệt, mà quan trọng hơn là bên mafia đã nhìn ra từ chỗ của Liễu Nguyệt có thể mở ra cục diện, để cho mafia có cơ hội xâm nhập vào quốc nội. Bùi Đông Lai trầm mặc. Có muốn động thủ hoặc là đuổi bọn chúng ra khỏi quốc nội không? Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, do dự một lát rồi cuối cùng nói ra. Nàng rất rõ ràng, lấy cục diện bây giờ thì nếu như Bùi Đông Lai làm ra hành động thiếu suy nghĩ thì tương đương với việc chơi với lửa. Nàng hiểu rõ con người Bùi Đông Lai, biết rõ Bùi Đông Lai có thể không cần ích lợi nhưng mà vì người bên cạnh thì hắn có thể lên núi đao, xuống biển lửa. Sự việc Bùi Đông Lai mạo hiểm sang Thái Lan đối đầu với thần võng để cứu Hạ Hà là minh chứng tốt nhất. Chuyện thứ hai là gì? Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chân mày càng nhíu chặt hơn, giọng nói cũng trở nên trầm thấp đáng sợ. Việc thứ hai chính là liên quan đến Nạp Lan gia, chính xác ra có quan hệ với Nạp Lan Ngũ Khải. Mắt thấy Bùi Đông Lai không trả lời thẳng thì Quý Hồng cũng không có nói tiếp đề tài đó nữa mà trả lời câu hỏi của Bùi Đông Lai. Bởi vì chuyện Tần Đông Tuyết sáng lập Đông Hạ Hội đã kích thích Quý Hồng nên Quý Hồng từng hứa với Bùi Đông Lai rằng nàng sẽ đánh Giang Sơn Đông Bắc cho Bùi Đông Lai, chuyện này thì Bùi Đông Lai cũng có biết. Lúc này nghe được Quý Hồng nói như thế thì mặc dù Bùi Đông Lai không có hứng thú với Nạp Lan gia cùng Nạp Lan Minh Châu nhưng vẫn là hỏi. Nạp Lan gia làm sao? Vụ án Giang Lăng thì cậu đã đá Nạp Lan gia xuống vực sâu, toàn bộ thành viên trung tâm trong hắc đạo của Nạp Lan gia đã bị bắt giam vào đại lao. Làm vào tuyệt cảnh, thời khắc quan trọng, Nạp Lan Minh Châu liên thủ với hai người phụ trách bạch đạo của Nạp Lan gia, hơn nữa thông qua một loạt thủ đoạn mới có thể ổn định thế cục. Quý Hồng không nói không lạnh, nói. Ngoài ra, Nạp Lan Minh Châu còn bí mật liên hệ với Thôi gia của SQ. Thôi gia SQ. Bùi Đông Lai nghe vậy, trong lòng vừa động.
Tháng 7 năm trước thì đại thiếu gia của Thôi gia SQ là Thôi Vĩnh Tinh đã đi vào Đông Hải, cố gắng muốn khiêu chiến với Tiêu Phi để rửa nhục, kết quả thần xui quỷ khiến cho Bùi Đông Lai gặp mặt Thôi Vĩnh Tinh. Hơn nữa trong trận đấu Bùi Đông Lai còn đánh bại Thôi Vĩnh Tinh, kết cục Bùi Đông Lai lại đưa Thôi Vĩnh Tinh đi vào Diêm Vương Điện. Nạp Lan Minh Châu muốn dùng Thôi gia để đối phó với cậu, bất quá Thôi gia cảm thấy hiện nay Nạp Lan gia đại thế đã mất, không thể đảm bảo tử sĩ của Thôi gia có thể thuận lợi tiến vào quốc nội sau đó ung dung rời đi, cho nên hai bên vẫn chưa đạt được nhất trí. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, lại tiếp tục nói. Rơi vào đường cùng cho nên hôm nay Nạp Lan Minh Châu muốn đến Yên Kinh, chuẩn bị đi tìm Diệp Tranh Vanh, nếu Diệp Tranh Vanh có thể vì Nạp Lan gia mà ra mặt thì bên Thôi gia chắc sẽ đồng ý. Làm sao cô biết điều này? Đối với việc Nạp Lan Minh Châu muốn trả thù thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kỳ quái, đối với việc Quý Hồng có thể nắm được tin tức như thế thì hắn hơi kinh ngạc. Tôi nói là đánh cả Giang Sơn Đông Bắc tặng cho cậu nên một đoạn thời gian trước thì tôi đã âm thầm phái người vào Nạp Lan Sơn Trang, để lại một ít đồ vật ở trong phòng ngủ Nạp Lan Minh Châu mà trên người nàng. Quý Hồng nói. Bùi Đông Lai tỉnh ngộ, biết rõ đồ chơi mà Quý Hồng lưu lại chính là máy nghe trộm. Kế hoạch cụ thể của Nạp Lan Minh Châu là gì? Bùi Đông Lai như có suy nghĩ gì hỏi lên, trong lòng mơ hồ cảm thấy được, có thể lợi dụng chuyện này làm những thứ gì? Nàng đoán thanh minh này thì cậu sẽ trở lại Đông Bắc để tảo mộ. Quý Hồng nói xong thì trong lòng cảm thán Nạp Lan Minh Châu không phải là kẻ ngu ngốc, đồng thời giọng nói của nàng lại lạnh như băng, bởi vì thông qua máy nghe trộm thì nàng biết được Nạp Lan Minh Châu muốn nhân cơ hội lần này để xử lý Bùi Đông Lai. Hơn nữa còn muốn móc phần mộ gia gia của Bùi Đông Lai lên. Giống như lời của Quý Hồng, sau khi Nạp Lan Minh Châu đến Yên Kinh thì đích thật là đến tìm Diệp Tranh Vanh. Trong biệt thự, Diệp Tranh Vanh mở miệng hỏi trước. Cô nói có biện pháp đưa Bùi Đông Lai vào chỗ chết, rốt cuộc là biện pháp gì? Tiết Thanh Minh hàng năm thì Bùi Đông Lai sẽ cùng Bùi Vũ Phu đi tảo mộ cho gia gia của hắn. Trước đó không lâu Bùi Vũ Phu đã chết, vào Tiết Thanh Minh này hắn nhất định sẽ đi tảo mộ. Nạp Lan Minh Châu tỏ ra bình tĩnh nói. Hả? Trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động. Ban đầu ở Đông Hải thì Bùi Đông Lai đã đua xe, hại chết Thôi đại thiếu gia của Thôi gia SQ là Thôi Vĩnh Tinh, người của Thôi gia vẫn canh cánh trong lòng, chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ Bùi Vũ Phu và tổ chức Long Nha cho nên bọn hắn không có phái người vào quốc nội để giết chết Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh. Trong mắt hiện lên vẻ hận ý khắc cốt minh tâm. Hiện giờ, Yên Kinh đã xảy ra chuyện lớn, vì muốn duy trì an ninh mà tổ chức Long Nha sẽ phái người tới Yên Kinh, nếu như vậy thì tử sĩ của Thôi gia sẽ nhân cơ hội này mà tiến vào quốc nội. Cô đã có kế hoạch rồi, còn tìm đến ta làm gì? Diệp Tranh Vanh có thể cảm nhận được hận ý của Nạp Lan Minh Châu đối với Bùi Đông Lai, cũng cảm thấy được phần ung dung của Nạp Lan Minh Châu, điều này làm cho hắn nhíu mày lại. Diệp Thiếu, vụ án ở Giang Lăng đã làm cho Nạp Lan gia gặp tai họa, địa vị của Nạp Lan gia ở Đông Bắc đã giảm xuống, Thôi gia SQ cho rằng Nạp Lan gia không có thực lực để tử sĩ Thôi gia thuận lợi tiến vào và thoát khỏi quốc nội. Nạp Lan Minh Châu hành văn gãy gọn, nói. Tôi muốn mời Diệp Thiếu ra mặt hợp tác cùng Thôi gia, còn về phần thực lực của tử sĩ Thôi gia thì Diệp Thiếu không cần phải lo lắng. Thôi gia là đệ nhất thế gia ở SQ, âm thầm khống chế SQ nhiều năm. Nuôi một đám tử sĩ, hơn nữa thực lực rất mạnh. Tuy rằng Bùi Đông Lai giết chết Lãnh Vô Cực nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hóa kính đại thành mà thôi, mà tử sĩ Thôi gia có 2 người đạt đến hóa kính đại thành, hóa kính nhập môn thì có 5 người, ngoài ra còn có 50 người ám kính đỉnh phong, muốn giết Bùi Đông Lai thì dễ như trở bàn tay. Hiện giờ tuy rằng cô đã nắm Nạp Lan gia trong tay nhưng mà địa vị của cô cũng không còn giống như công chúa Nạp Lan gia trước đây, dưới tình hình như vậy mà cô có thể ung dung nói chuyện với ta. Có phải là cô cảm thấy rằng Diệp Tranh Vanh ta đã mất thế cho nên không đáng để cô trèo cao, đúng không? Diệp Tranh Vanh không có tỏ thái độ, mà là vẻ mặt cười lạnh hỏi. Minh Châu vô cùng tôn kính và ái mộ Diệp Thiếu. Nạp Lan Minh Châu lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra chân thành nói. Tôi chỉ muốn cho Diệp Thiếu biết rằng Bùi Đông Lai rất đáng chết, hơn nữa muốn tự bản thân Diệp Thiếu xử lý chuyện này mà không cần thông qua lực lượng của gia tộc mình. Nạp Lan Minh Châu. So với tưởng tượng của ta thì cô lại càng thông minh hơn một chút. Diệp Tranh Vanh nghe vậy, đứng dậy, chậm rãi đi đến trước người Nạp Lan Minh Châu, vươn tay, nâng cằm Nạp Lan Minh Châu lên, mỉm cười nói. Ta thích nữ nhân thông minh. Vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu ngẩn ngơ,
cả người cứng ngắc, dường như hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề, lại dường như cảm thấy hạnh phúc lại đến nhanh như thế. Sau đó, không đợi Nạp Lan Minh Châu lấy lại tinh thần thì đầu ngón tay của Diệp Tranh Vanh đã dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của Nạp Lan Minh Châu. Chỉ cần Diệp Thiếu không chê, Minh Châu nguyện ý làm châu làm ngựa cho Diệp Thiếu. Nạp Lan Minh Châu mở đôi môi hồng nhạt ra, cảm động nói, sau đó thì ngậm ngón trỏ của Diệp Tranh Vanh vào miệng. Việc này đi qua, thế giới ngầm của Trung Quốc sẽ do Nạp Lan gia các cô định đoạt. Hưởng thụ lấy cảm giác mút tay của Nạp Lan Minh Châu, Diệp Tranh Vanh chỉ cảm thấy cả người thoải mái, trên mặt nở ra nụ cười kiêu ngạo. Mà cô sẽ trở thành vị nữ hoàng đệ đệ nhất từ xưa đến nay trong thế giới ngầm của Trung Quốc. Minh Châu càng muốn làm nữ nhân của Diệp Thiếu. Nạp Lan Minh Châu buông ngón tay của Diệp Tranh Vanh ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Tranh Vanh, sau đó, vươn tay, từ từ kéo chiếc quần ngủ của Dương Tranh Vanh xuống. Như cô mong muốn. Diệp Tranh Vanh mỉm cười, đưa tay ấn chặt đầu của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu lại há mồm ra rồi ngậm lấy cây thương của Diệp Tranh Vanh. Hưởng thụ lấy sự phục vụ của Nạp Lan Minh Châu thì dường như Diệp Tranh Vanh đã tìm lại được sự kiêu ngạo vốn có của Thái tử. Ngày ngày còn cách tiết Thanh Minh 5 ngày. Đêm trước ngày cá tháng 4. Cùng với những công thần khai quốc khác, sau khi mất thì Tiêu gia lão thái gia cũng được chôn ở khu nghĩa trang Bát Bảo Sơn. Lúc 8 giờ, khi mặt trời lên cao, trong nhà tang lễ tại Bát Bảo Sơn, lấy Tiêu Nguyên Thanh đứng đầu, những thành viên của Tiêu gia đều đốt giấy để tang, đứng trước linh cữu của Tiêu gia lão thái gia. Sau 8 giờ, có nhiều người đến nhà tang lễ để tế bái Tiêu gia lão thái gia, trong đó phần lớn là những vị đại nắm chức vụ trong quân đội, còn có những môn đồ của Tiêu gia lão thái gia, hơn nữa những người này đều ở nơi khác tới, còn về phần những quan viên Yên Kinh thì bọn họ đã đi bái tế vào ngày hôm qua. Chuyện gì đến rồi thì sẽ đến. 9 giờ, sau khi các vị đại lão lần lượt rời đi thì tiểu gia gia của Tiêu Cuồng cùng Tiêu Nguyên Thanh đi ra khỏi linh đường, thấp giọng nói chuyện. Mấy năm qua Diệp gia một mực để người vào quân đội, tuy rằng chúng ta đã đề phòng nhưng vẫn đánh giá thấp thực lực của Diệp gia, một chiêu này của Diệp gia thật đúng là quá ngoan độc. Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy, trầm mặc không nói, nguyên bản hắn cho rằng sau khi Tiêu gia lão thái gia qua đời thì Tiêu gia sẽ lâm vào khốn cảnh lớn nhất trong vài chục năm qua. Nhưng mà hắn tự tin việc này sẽ không động căn cơ Tiêu gia. Nhưng mà nằm ngoài dữ liệu của hắn là có vài vị nhân vật của các đại quân khu vẫn chưa đến tế bái Tiêu gia lão thái gia. Đây cũng là nói, những người này rất có thể là đã đầu nhập vào Diệp gia. Trên đời này luôn không thiếu tên kiêu ngạo, hy vọng bọn hắn không phải hối hận về lựa chọn của mình. Mắt thấy Tiêu Nguyên Thanh không nói lời nào, Tiêu Nguyên Giang nhíu mày trầm thấp nói. Tiêu Nguyên Thanh nhìn thoáng qua linh cữu đường, cau mày nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì con bài chưa lật của Diệp gia sẽ được mở ra, kế tiếp thì sẽ không còn làm ra hành động gì. Tiêu Nguyên Thanh nói xong thì không đợi Tiêu Nguyên Giang đáp lời, liền thấy Tiêu Cuồng ở trong bên trong cầm theo di động đi ra. Đi ra bên ngoài, Tiêu Cuồng không nhìn vào mặt hai người Tiêu Nguyên Thanh, Tiêu Nguyên Giang một cái, cũng không nói gì mà cầm điện thoại ra xa để nghe máy. Khoảng 3 phút sau, Tiêu Cuồng kết thúc cuộc điện thoại thì đi đến trước người Tiêu Nguyên Thanh, Tiêu Nguyên Giang, nói. Chiều này cháu có việc bận nên cần ra ngoài một chút. Túc trực bên linh cữu còn chưa đến 24 giờ, cháu muốn ra ngoài làm gì? Nghe Tiêu Cuồng nói thế thì Tiêu Nguyên Giang liền chất vấn. Cho tới nay, Tiêu Cuồng cũng không thân cận gì với Tiêu Nguyên Giang cho nên nghe Tiêu Nguyên Giang nói thế thì chân mày hắn nhíu lại, nói. Có chuyện quan trọng phải làm. So với túc trực bên linh cữu của lão thái gia thì còn chuyện nào quan trọng nữa. Tuy rằng Tiêu Nguyên Thanh rất cưng chiều Tiêu Cuồng, nhưng mà nghe Tiêu Cuồng nói thế thì có chút bất mãn. Rất nhanh, hai ông sẽ biết. Tiêu Cuồng nói. Cháu. Tiêu Nguyên Giang đưa tay chỉ vào mặt Tiêu Cuồng, vẻ mặt vô cùng bất mãn với hành động của Tiêu Cuồng. Tiêu Nguyên Thanh cũng hơi bất mãn. Phải đi sao? Nhất định. Vẻ mặt Tiêu Cuồng như đinh đóng cột. Về sớm một chút, Tiêu Nguyên Thanh nghe vậy thì nhìn chằm chằm vào Tiêu Cuồng một hồi, biết rõ tính khí của Tiêu Cuồng, biết Tiêu Cuồng là một người khi quyết định làm cái gì rồi thì cho dù Thiên Vương Lão Tử cũng khó ngăn cản, cho nên hắn cũng không tiếp tục trách cứ mà bảo Tiêu Cuồng về sớm một chút. Cùng lúc đó, trong một phòng làm việc của một cơ quan, Đồng Văn Bân nhìn tin nhắn trong điện thoại, vẻ mặt trở nên trầm tư. Reng, reng. Sau đó, điện thoại của hắn rung lên.
người gọi điện đến là những người cùng hắn rời Hồng Kinh hội, gia nhập vào Đông Hạ hội. Đồng thiếu, cậu nhận được tin nhắn của Tần Đông Tuyết rồi sao? Nhận rồi. Tần Đông Tuyết muốn tổ chức cuộc họp, có phải là vì muốn ổn định lòng người, cũng không biết là Bùi Đông Lai sẽ lộ con bài chưa lật gì đây. Đi rồi sẽ biết, cậu hãy thông báo cho những người khác, để bọn họ đến hội sở Đông Hạ hội đúng giờ. Vâng. Mắt thấy người bên kia đáp ứng thì Đồng Văn Bân trực tiếp cúp điện thoại. Bùi Đông Lai, chuyện cho đến bây giờ thì con bài tẩy duy nhất của cậu chính là Tiêu gia, nếu như cậu không có chỗ dựa vững chắc này thì cho dù cậu nói cái gì đi chăng nữa cũng không thể ổn định được lòng người. Đồng Văn Bân đặt điện thoại lên bàn, châm một điếu thuốc rồi lầm bầm nói. Hai tiếng sau, hàng loạt xe hơi chạy đến bãi đổ xe của Hồng Kinh, sau đó thành viên của Đông Hạ xuống xe, đi lên tầng cao nhất rồi đi vào phòng hội nghị. 2 giờ 40 phút, cả phòng hội nghị to như vậy đã ngồi không ít người. Trong đó người bên Đồng Văn Bân đã đến gần hết, còn người bên Tần Đông Tuyết thì đã có mấy người chưa tới, mà Tiêu Cuồng và đám bạn bè của hắn vẫn chưa một ai có mặt. Đám người Tiêu Cuồng sẽ không tới sao? Có thể sẽ không tới. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Tiêu gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn làm gì có tâm tư mà đến đây. Mắt thấy đám người Tiêu Cuồng còn chưa đến thì những thành viên trong Đông Hạ hội liền nói chuyện với nhau, ngữ khí lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên là bọn họ đều biết, trong thời gian ngắn như vậy mà Đông Hạ hội có thể danh chấn Kinh Hoa thì trừ việc Tần Đông Tuyết đào góc tường của Hồng Kinh hội ra thì quan trọng nhất chính là việc Tiêu Cuồng và đám bạn của hắn gia nhập vào đây. Dưới tình hình như vậy, nếu như đám người Tiêu Cuồng không đến đây thì lòng người của Đông Hạ hội sẽ tan rã. Két. 2 giờ 25 phút, Tiêu Cuồng dẫn theo đám bạn của hắn đi vào phòng hội nghị. Bá. Thấy được Tiêu Cuồng đi vào thì đám người trong phòng hội nghị đều nhìn về phía cửa. Từ ánh mắt bọn hắn có thể thấy được, Tiêu Cuồng chau mày, một bộ dạng tâm sự nặng nề, mà những đệ tử quyền quý đi ở phía sau hắn thì mặt mày người nào cũng tỏ ra nghiêm túc. Không để ý đến cái nhìn của mọi người, Tiêu Cuồng mang theo đám bạn của hắn tới vị trí của mỗi người rồi ngồi xuống. Không khí trong phòng trở nên áp lực hơn. 2 giờ 28 phút, Tần Đông Tuyết mang theo Hạ Y Na đi vào phòng hội nghị, mà thân là hội trưởng thì Bùi Đông Lai không xuất hiện. Hả? Thấy chỉ có hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đến thì không ít thành viên của Đông Hạ hội nhíu mày lại. Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, mặt của Tần Đông Tuyết không đổi sắc. Mang theo Hạ Y Na đi tới vị trí của mình. Rất nhanh Tần Đông Tuyết đã đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Bởi vì hội trưởng có chuyện quan trọng cần phải xử lý cho nên không thể tự mình ra mặt xử lý việc ngày hôm nay, hội nghị hôm nay sẽ do tôi chủ trì. Sau khi ngồi xuống thì Tần Đông Tuyết hơi nghiêng mình về phía trước, hai tay ấn vào bàn, ánh mắt nhìn quanh mọi người, mặt không chút thay đổi, mở miệng nói. Còn về phần những người không có mặt ở buổi hội nghị ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi Đông Hạ hội. Dầm. Lời nói của Tần Đông Tuyết vừa thốt lên liền giống như mặt hồ đang yên tĩnh bỗng dưng được một hòn đá ném vào. Không ít người lộ ra vẻ bất mãn, Bùi Đông Lai thân là hội trưởng mà lại không đến tham dự buổi hội nghị, còn những người khác không đến đây lại bị đuổi ra Đông Hạ hội, điều này cũng thật sự là không công bằng. Thấy được vẻ bất mãn của mọi người thì Tần Đông Tuyết cũng không có giải thích chuyện gì mà đi thẳng vào vấn đề. Nói vậy thì mọi người ngồi đây đều đã nghe nói chuyện, các vị đều muốn biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào với Đông Hạ hội. Lời kia của Tần Đông Tuyết vừa thốt lên xong thì mọi người liền im lặng lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết, đợi Tần Đông Tuyết nói câu kế tiếp. Tôi cũng không muốn giấu giếm mọi người, chuyện kia sẽ tạo thành ảnh hưởng đến Đông Hạ hội, hơn nữa là ảnh hưởng không nhỏ. Tần Đông Tuyết nói, sau đây, tôi hy vọng mọi người chúng ta đang ngồi đây có thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói tới đây, Tần Đông Tuyết cố ý dừng lại một chú, rõ ràng thì thấy được không ít người tỏ ra không vui. Tần hội trưởng, mọi người đã là người ngồi cùng thuyền cả, nhưng mà ít nhất cô phải nói cho chúng tôi biết, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào. Sau đó, đột nhiên vang lên một giọng nói, người mở miệng là bạn của Đồng Văn Bân. Đúng vậy, chỉ có kế hoạch và mục tiêu chính xác thì chúng ta mới có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải này. Lời người kia vừa mới dứt thì có người lên tiếng mở miệng phụ họa. Trong đó, sắc mặt Tiêu Cuồng tỏ ra phức tạp cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Đối mặt với khốn cảnh trước mặt thì hội trưởng đang vận dụng lực lượng để đối phó,
bởi vì trong đó có một số tin tức quan trọng nên kế hoạch cùng biện pháp cụ thể tạm thời sẽ không thể tiết lộ ra. Bất quá tôi có thể cam đoan với mọi người rằng lần nguy cơ này sẽ được tiêu trừ. Tần Đông Tuyết mở miệng giải thích. Tần hội trưởng, bất cứ chuyện gì cũng cần phải có lý có cứ, cô không nói cho chúng tôi biết kế hoạch cụ thể thì làm sao chúng tôi biết được hội trưởng có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt không? Tên bạn của Đồng Văn Bân lại mở miệng, đưa ra nghi ngờ của mình. Nếu mọi người hoài nghi lời nói của tôi, cho rằng hội trưởng không có khả năng giải quyết nguy cơ lần này, nếu muốn rời khỏi Đông Hạ hội thì tôi cũng không ngăn cản. Tần Đông Tuyết mở miệng lần nữa, giọng nói to hơn. Trong phút chốc, cả phòng hội nghị lại trở nên im lặng, mọi người đều nhìn nhau. 3. Đột nhiên Tiêu Cuồng đứng lên, điều này đã làm cho mọi người nhìn hết về phía Tiêu Cuồng, trong đó chân mày của Tần Đông Tuyết nhíu lại. Đông Tuyết, giúp tôi chuyển lời cho Đông Lai, nói Tiêu Cuồng ta xin lỗi hắn, không xứng làm huynh đệ của hắn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người thì vẻ mặt tỏ ra khó xử, thống khổ nhìn vào Tần Đông Tuyết, nhẹ giọng nói. Tôi rời khỏi Đông Hạ hội. Nghe được Tiêu Cuồng nói như thế thì đại bộ phận mọi người bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, dường như bọn hắn không ngờ Tiêu Cuồng lại là người thứ nhất chủ động rời khỏi Đông Hạ hội. Tôi sẽ chuyển lời. Đang lúc mọi người kinh ngạc thì Tần Đông Tuyết lại mở miệng, khuôn mặt của nàng trở nên lạnh lùng, hai tay nắm chặt vào nhau, thân thể hơi run lên. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết, nhìn phản ứng của Tần Đông Tuyết thì mọi người biết được chuyện Tiêu Cuồng rời khỏi Đông Hạ hội chẳng khác nào là một gậy giáng vào đầu đối với Đông Hạ hội và Tần Đông Tuyết. Không trả lời, Tiêu Cuồng liền bước ra. Bá, bá, bá. Mắt thấy Tiêu Cuồng rời đi, đám bạn bè Tiêu Cuồng đứng dậy rồi rời đi theo Tiêu Cuồng. Bọn họ bởi vì Tiêu Cuồng nên mới gia nhập Đông Hạ hội, bây giờ Tiêu Cuồng đi rồi thì bọn hắn còn ở đây làm gì? Còn ai đi không? Đưa mắt nhìn đám người Tiêu Cuồng rời đi, sau đó mặt Tần Đông Tuyết không chút thay đổi mà mở miệng hỏi. Giọng nói Tần Đông Tuyết vừa vang lên thì đám bạn bè của Đồng Văn Bân liền nhìn vào Đồng Văn Bân, đợi Đồng Văn Bân tỏ thái độ. Tần Đông Tuyết, tuy rằng tôi không biết Bùi Đông Lai sẽ làm như thế nào nhưng mà tôi cảm thấy mất đi Tiêu gia thì Bùi Đông Lai không có khả năng chịu được sự trả thù của Diệp gia. Đồng Văn Bân trầm ngâm một lát, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Tôi lựa chọn rời khỏi. Bá. Nói xong, Đồng Văn Bân không đợi Tần Đông Tuyết đáp lời, liền đứng dậy rời đi mà đám bạn bè của hắn cũng đứng dậy đi theo hắn. Tôi rời khỏi. Tôi cũng rời khỏi. Mắt thấy đám người Đồng Văn Bân rời đi thì vài người trong phe cánh của Tần Đông Tuyết cũng đứng dậy, tỏ rõ thái độ, hiển nhiên là bọn hắn cũng đồng ý lời nói của Đồng Văn Bân. Một lát sau, trong phòng hội nghị lại yên tĩnh trở lại. Còn lại hai mươi mấy người mặc dù không đứng dậy rời đi nhưng mà vẻ mặt bọn hắn lại tỏ ra lo lắng. Một màn này, đã hoàn toàn tương phản so với ngày đầu tiên gặp mặt của Đông Hạ Hôi. Ngày nào đó, Bùi Đông Lai đích thân đến phòng hội nghị, Diệp Tranh Vanh mang theo Hoàng Oanh đi vào quẳng lại câu ngoan thoại thì bị Tiêu Cuồng vũ nhục, ổn định lòng người, xác lập địa vị của Bùi Đông Lai ở Đông Hạ Hội. Ngày nào đó, mọi thành viên của Đông Hạ Hội đều tỏ ra khát khao. Chờ mong có thể thông qua Đông Hạ hội mà có thể thi triển quyền cước. Mà hiện giờ, Tiêu Cuồng và đám bạn của hắn cùng Đồng Văn Bân trước sau rời đi, lời ngoan thoại của Diệp Tranh Vanh đã trở thành sự thật. Điều này giống như là một cái tát, giáng vào mặt Bùi Đông Lai và Đông Hạ hội. Một giờ sau, tin tức đám người Tiêu Cuồng và Đồng Văn Bân rời khỏi Đông Hạ hội truyền ra, trở thành đề tài cậu chuyện của xã hội thượng lưu. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Đông Hạ hội sẽ biến mất. Mà Bùi Đông Lai mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia sẽ rớt đài, ngày đó sẽ không còn xa. Lúc trạng vạn, một tin tức truyền ra càng thêm kiên định suy đoán của bọn hắn, ngày Tiêu gia lão thái gia qua đời thì người của Tiêu gia không cho Bùi Đông Lai đi vào biệt thự số 1, Bùi Đông Lai chỉ đứng ở cửa mà cúi đầu, kính lễ. Ngày nay, Đông Hạ hội danh chấn kinh hoa đã tan rã. Ngày này, Bùi Đông Lai mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia, lâm vào tuyệt cảnh. Ngày này, chính là ngày cá tháng tư. Diễn xuất bắt đầu rồi. 3 ngày sau, lễ tang của Tiêu gia lão thái gia được cử hành ở Bát Bảo Sơn, tất cả những vị đại lão đều đến tham gia lễ tang. Từ lúc Tiêu gia lão thái gia xuống mồ thì trận chiến không có khói thuốc súng kia cũng dần dần hạ màn, ở trong trận này Diệp gia giành được thắng lợi. Sau khi lễ tang kết thúc, các vị đại lão khắp nơi đều đi cả, chỉ có Trần Quốc Đào ở lại. Lão Tiêu, ông làm như vậy cũng quá tuyệt tình chứ.
Trần Quốc Đào nhíu mày nói với Tiêu Nguyên Thanh. Đối mặt với lời chất vấn, chỉ trích của Trần Quốc Đào thì sắc mặt Tiêu Nguyên Thanh lạnh lùng. Ông nói ta tuyệt tình cũng tốt, vong ân bội nghĩa cũng thế, Tiêu gia chỉ có thể làm đến một bước này. Ông! Sắc mặt Trần Quốc Đào tỏ ra tức giận, lớn giọng. Được rồi, cho dù ông vì lợi ích của Tiêu gia, mặc kệ sống chết của Đông Lai nhưng vì sao ông lại không cho Đông Lai gặp mặt lão thủ trưởng lần cuối, ông chỉ để cho hắn đứng ở ngoài biệt thự, cúi đầu, kinh lễ là sao? Hơn nữa, tại sao ông lại đem chuyện này công bố ra ngoài? Chẳng lẽ ông không biết làm như vậy là hơi quá đáng sao? Lúc ấy ta vắng mặt, nếu có mặt ở đó thì ta sẽ để hắn gặp mặt lần cuối. Tiêu Nguyên Thanh nói xong thì vẻ mặt toát lên vài phần nghi ngờ. Còn về phần tiết lộ ra ngoài thì không phải ý của ta, hơn nữa không phải do người Tiêu gia gây ra. Không phải người của Tiêu gia thì là ai? Trần Quốc Đào tỏ ra ngóng nảy. Lúc ấy một màn kia bị Diệp Thạch, Tần Hồng Sơn nhìn thấy, rất có thể đây là ý của Diệp Thạch. Tiêu Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, nói. Ngoài ra còn có một khả năng khác. Là gì? Bùi Đông Lai cố ý tiết lộ. Làm sao có thể được? Nghe được Tiêu Nguyên Thanh nói như thế thì Trần Quốc Đào mở to hai mắt nhìn, ở hắn xem ra thì tình cảnh Bùi Đông Lai bây giờ đã không còn lạc qua, làm sao lại chủ động tuyên bố chuyện mình và Tiêu gia phân rõ giới hạn. Tuy rằng ta để cho hắn cùng Tiêu gia phân rõ giới hạn nhưng mà ta cũng không nói Tiêu Cuồng rời khỏi Đông Hạ Hội. Ánh mắt Tiêu Nguyên Thanh lóe lên, nói. Ngoài ra, hắn còn nói cho ta biết. Ngày cha ta qua đời thì hắn sợ Tiêu Cuồng không khống chế được mà lái xe gây tai nạn cho nên hắn mới chờ Tiêu Cuồng về, còn về phương diện khác thì hắn muốn nói lời cảm ơn với cha ta, hắn muốn đến đưa tiễn cũng không phải là để lấy lòng Tiêu gia, cũng không phải vì muốn để Tiêu gia che chở. Những việc này làm ta có cảm giác được việc này là do hắn cố ý truyền ra ngoài. Tiêu Nguyên Thanh giận dữ nói. Tuy rằng chuyện này có chút khó tin. Nếu thật là hắn làm thì hắn muốn làm gì? Nghe Tiêu Nguyên Thanh nói thế thì vẻ tức giận trên mặt Trần Quốc Đào biết mất, mà thay vào đó là sự nghi hoặc. Không biết. Tiêu Nguyên Thanh lắc lắc đầu. Hắn đoán không ra dụng ý của Bùi Đông Lai. Bởi vì cùng Tiêu gia phân rõ giới hạn, Bùi Đông Lai không đi tham gia lễ tang của Tiêu gia lão thái gia, nói chính xác ra là hắn không có đủ tư cách. Lúc này đây, sau khi kết thúc luyện công buổi sáng thì hắn giống như ba ngày trước, lái xe đến phân bộ tập đoàn Đông Hải tại Yên Kinh. Mà Long Ngũ thì giống như là âm hồn bất tán đi sát sau hắn, bất quá cũng không có đi vào phân bộ Yên Kinh mà là ở trong xe chờ. Bùi Đồng. Biết được Bùi Đông Lai đến đây thì Lôi Đại Bằng sớm đã đứng ở trước cửa, thấy Bùi Đông Lai đi vào đại sảnh thì vội vàng đứng dậy chào hỏi. Nhân viên công tác thấy thế cũng không tỏ ra kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, ngược lại ánh mắt bọn hắn nhìn về Bùi Đông Lai tràn ngập vẻ ngưỡng mộ hoặc là nói ái mộ. Ở các nàng xem ra thì Bùi Đông Lai có thể nắm được tập đoàn Đông Hải trong tay, quả thật chính là một cao phú xuất. Đi lên rồi nói. Bùi Đông Lai cười nhẹ, quay đầu nói với Lôi Đại Bằng. Vâng. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Bùi Đông Lai thì theo bản năng Lôi Đại Bằng gật đầu, bất quá trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, hắn thật sự không rõ, tại sao Bùi Đông Lai lại còn có thể bình tĩnh như thế. Bùi Đồng, Trang Bộ trưởng nói hôm nay hắn có thời gian. Có thể cùng ngài gặp mặt một lần. Sau khi vào văn phòng thì Lôi Đại Bằng mở miệng hội báo. Ở trong ba ngày qua, thì hắn dựa theo lời phân phó của Bùi Đông Lai mà lần lượt liên hệ với những nhân vật có mạng lưới quan hệ bạch đạo của tập đoàn Đông Hải. Bất quá những vị quan lão gia này đều từ chối gặp mặt, lý do đủ loại ví như công tác bận rộn, đã có tiệc nhưng nguyên nhân chân thật chỉ có một là Bùi Đông Lai lâm vào tuyệt cảnh. Tối nay 7 giờ tôi sẽ gặp mặt ông ta, ông hãy sắp xếp chỗ đi. Nghe được Lôi Đại Bằng hội báo thì khóe miệng Bùi Đông Lai nở ra nụ cười khiến cho người ta không dễ phát giác, cảm giác kia giống như hắn đợi giờ phút này đã lâu. Lôi Đại Bằng nghe thế, mặc dù trong lòng cảm thấy Bùi Đông Lai thần bí nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều mà lĩnh mệnh, sau đó lấy điện thoại ra liên hệ với Trang Bộ trưởng. 6 giờ 30, Bùi Đông Lai một mình lái xe đến một nhà hàng 5 sao có tên là Đông Duyệt, sau khi đi vào phòng thì hắn ngồi trên ghế salo, đợi Trang Nham đến. Gần 7 giờ thì Trang Nham mới đến. Thật có lỗi, Bùi tiên sinh, trên đường kẹt xe. Sau khi đi vào phòng thì Trang Nham liền hướng về Bùi Đông Lai nở ra nụ cười xin lỗi. Đối mặt với lời khách sáo, giả dối của Trang Nham thì Bùi Đông Lai cũng không có tức giận mà mỉm cười, đứng dậy rồi làm ra một động tác mời.
Trang bộ trưởng, mời. Trang Nham cười cười rồi ngồi xuống. Đợi sau khi Trang Nham ngồi xuống thì Bùi Đông Lai tự mình rót cho Trang Nham một ly trà, sau đó rút một điếu thuốc, đưa cho Trang Nham, rồi tự mình đốt cho Trang Nham. Bùi tiên sinh, mấy ngày nay thật sự quá bận nên không có thời gian, xin cậu thông cảm. Hút một hơi thuốc, Trang Nham chủ động mở miệng nói. Bùi Đông Lai cũng tự mình châm một điếu thuốc rồi cười nói. Trang bộ trưởng thân ở chức vị quan trọng, có thể bớt thì giờ đến gặp mặt Bùi Mỗ thì Bùi Mỗ đã cảm thấy vinh quang và may mắn rồi. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhớ lại những việc mà Bùi Đông Lai làm trong nửa năm nay thì trong lòng Trang Nham không khỏi cảm thán, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sau đó, thức ăn được dọn lên, đợi vài em phục vụ rời khỏi phòng thì Bùi Đông Lai giơ chén rượu lên, nói. Trang bộ trưởng, vì sự hợp tác trước kia của chúng ta, trước tiên cạn một chén. Cạn ly. Sau khi uống xong một chén rượu thì nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai không giảm. Trang bộ trưởng, nếu như tôi đoán không sai thì hôm nay ông đến ăn cơm cùng tôi là bởi vì ông đã làm ra lựa chọn là cũng phân rõ giới hạn với tập đoàn Đông Hải sao? Ách, có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói thẳng như thế, Trang Nham khẽ nhếch miệng, vẻ tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, bất quá hắn liền che giấu, ngữ khí lộ ra bất mãn. Bùi tiên sinh, ý của cậu là gì? 3. Không trả lời, Bùi Đông Lai châm một điếu thuốc lá, phun ra một ngụm khói, cười híp mắt nhìn vào Trang Nham, gằn từng chữ. Trang bộ trưởng, chuyện cho tới bây giờ chúng ta không cần phải đóng kịch nữa, có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng ra đi. Lại nghe Bùi Đông Lai nói thẳng như thế thì Trang Nham để ly rượu trong tay xuống, chân mày nhíu lại, nhìn vào Bùi Đông Lai mà không nói gì. Trong lúc nhất thời, cả phòng trở nên yên tĩnh lại, không khí cũng trở nên có chút áp lực. Thật có lỗi, Bùi tiên sinh, tôi cũng có chỗ khó xử của tôi, xin cậu có thể hiểu được. Rất nhanh, Trang Nham mở miệng, bộ dạng tỏ ra khiêm tốn hơn, cảm giác kia giống như là đang trao đổi vật gì đó với Bùi Đông Lai. Mặt khác tôi không dám cam đoan, chỉ có một chút tôi sẽ không trả đũa. Ông chắc chắn sẽ không. Bùi Đông Lai cười cười, trong nụ cười mang theo vài phần đùa cợt. Bởi vì như vậy, bọn ông vạch mặt cùng tôi. Ông có biết lấy tính của tôi thì tuyệt đối sẽ không để ông dễ chịu. Giống như lời nói của đám người các ông, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, trên thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí. Trang Nham trầm mặc lại. Đúng theo lời Bùi Đông Lai nói, tuy rằng hắn âm thầm phân rõ giới hạn cùng với tập đoàn Đông Hải, đồng thời tiêu hủy đi một ít chứng cớ, nhưng mà bởi vì hắn sợ hãi bên Bùi Đông Lai còn lưu lại những thứ xấu của hắn. Hoặc là nói sẽ cá chết lưới rách cho nên hắn cũng không dám đầu nhập vào Diệp gia mà là đứng ở giữa. Nếu tôi đoán không sai thì 5 người khác cũng có quyết định giống như ông. Mắt thấy Trang Nham trầm mặc, Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa. Trang Nham trầm mặc mà gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực và khẩn trương, vì thế hắn liền châm một điếu thuốc lá. Cuối cùng, hôm nay ông đến gặp tôi, hẳn là không chỉ muốn hướng tôi để tỏ ra thái độ đơn giản như vậy. Bùi Đông Lai bóp tắt thuốc lá, giọng nói không lớn nhưng đủ làm cho trái tim Trang Nham trầm xuống. Cuộc tranh đấu của mặt trên sắp hạn màn rồi, Diệp gia hắn là sắp hướng về phía tôi mà khai đao, ông là muốn đến nói cái gì đây? Thật có lỗi, Bùi tiên sinh. Chẳng biết tại sao, nghe được những lời này thì toàn thân Trang Nham cảm thấy sợ hãi vì thế hắn liền khẩn trương đứng lên, lại nói xin lỗi. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Nói đi. Diệp gia để ông mang đến cái gì? Bùi Đông Lai dựa đầu vào ghế, ta phải để trên bàn, gõ nhẹ, cắt ngang lời nói của Trang Nham. Trang Nham do dự một chút, nói. Người phụ trách của GZW muốn gặp mặt cậu vào ngày mai. GZW. Bùi Đông Lai nghe vậy thì cười lạnh. Diệp gia thật âm hiểu am, biết rõ muốn làm tập đoàn Đông Hải sụp đổ sẽ không dễ cho nên muốn cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đến chảm ta. Muốn đẻ cho mặt trên thu mua cổ phần của tập đoàn Đông Hải, nếu như tôi từ chối thì Diệp gia liền có lý do để xuống tay với tập đoàn Đông Hải, nếu như tôi chấp nhận thì sẽ mất đi quyền khống chế đối với tập đoàn Đông Hải, cả hai đều là chết, sớm muộn chỉ là thời gian. Trang Nham không dám nói tiếp, nhưng trong lòng chấp nhận lời nói của Bùi Đông Lai. Sau khi mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia thì chỗ dựa vững chắc bây giờ của Bùi Đông Lai là tập đoàn Đông Hải. Như vậy nếu mất đi tập đoàn Đông Hải thì Bùi Đông Lai đối với Diệp gia chỉ là một con kiến, đến lúc đó thì Diệp gia có thể bóp chết Bùi Đông Lai.
trở về nói cho vị quan gia GZW kia, ngày mai tôi sẽ đến Đông Bắc tảo mộ, không có thời gian gặp mặt. Im lặng trong phòng, lại vang lên giọng nói của Bùi Đông Lai, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Mặt khác, nói hắn chuyển lời cho lão bất tử kia của Diệp gia rằng, qua tử đã dạy tôi rất nhiều thứ, chỉ riêng việc cúi đầu trước địch nhân là không có dạy. Màn đêm buông xuống tại Yên Kinh, trong một hội sở tư nhân, 13 người từng là thành viên của Hồng Kinh hội, sau lại trở thành người bên Đông Hạ hội, lúc này lấy Đổng Văn Bân đứng đầu thì 13 người có mặt ở đây. May mắn chúng ta đã rời khỏi Đông Hạ hội, nếu không chúng ta cũng sẽ chịu tai ương như Bùi Đông Lai. Đúng a, mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia thì Bùi Đông Lai đã mất đi răng năng, không còn có khả năng ngăn cản sự trả thù của Diệp gia. Cũng không biết Tần gia sẽ ra mặt dùm hắn không? Không có khả năng, nếu Tần gia ra mặt cho hắn thì sớm đã ra mặt rồi. Nói như thế thì trong tay Bùi Đông Lai bây giờ chỉ còn con bài chưa lật là tập đoàn Đông Hải. Đúng a, tôi nghe nói 3 ngày nay thì Bùi Đông Lai luôn muốn gặp mặt những người có mạng lưới quan hệ bạch đạo của tập đoàn Đông Hải, bất quá mỗi lần hắn đều bị cửa đập vào mặt, không ai chịu gặp hắn cả. Sự tình để phát triển đến tình huống này rồi, chúng ta đều đã nhìn ra nguy cơ huống gì là mấy lão hồ ly kia. Bất quá, nói đi thì cũng nói lại, Bùi Đông Lai cũng là cùng đường, nếu hắn đem ngựa chết làm ngựa sống, bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng thì cũng còn có thể. Bên Bùi Đông Lai đã không còn bất cứ hy vọng gì nữa rồi, trước mặt chúng ta cần phải giải thích như thế nào đối với bên Diệp Tranh Vanh cùng Hồng Kinh hội kia. Trong phòng, toàn bộ những tên đệ tử quyền quý đều mở miệng nói ra ý kiến của mình, sau đó bọn hắn liền nhìn về phía Đổng Văn Bân, lúc trước bọn hắn theo chân Đổng Văn Bân rời khỏi Hồng Kinh hội, gia nhập vào Đông Hạ hội, hiện giờ bọn hắn muốn trở lại Hồng Kinh hội thì cũng chỉ có thể do Đổng Văn Bân ra mặt. 2 ngày trước tôi đã liên hệ với Hoàng Oanh. Nếu bên Hoàng Oanh không làm chủ được thì tôi sẽ tự mình tìm Diệp Tranh Vanh. Đối mặt với ánh mắt của mọi người thì Đổng Văn Bân trầm giọng nói. Tuy rằng trong trận tranh đấu kia Diệp gia đã giành thắng lợi nhưng mà Diệp Tranh Vanh đã mất đi con đường làm quan. Chẳng những hắn đã mất thế ở Diệp gia, hơn nữa uy tín của hắn ở Hồng Kinh hội đã rớt đến mức thấp nhất. Sau này, nếu như chúng ta trở thành lực lượng chính của hắn, kiên quyết ủng hộ hắn. Nói vậy cho dù tức giận hắn cũng sẽ không xuống tay với chúng ta, ngược lại hơn phân nửa hắn sẽ tiếp nhận chúng ta. Sớm biết như thế thì tại sao lúc trước còn làm? Nghe Đổng Văn Bân nói như thế thì 12 người kia liền có loại cảm giác này. Nhưng mà, bọn hắn thật không ngờ chính là không đến mấy ngày nữa thì loại cảm giác này lại xuất hiện mạnh trong lòng bọn họ. Chấm. Cùng lúc đó, trong phòng ăn... Trang Nham nghe được câu cuối cùng của Bùi Đông Lai thì liền cả kinh trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Nếu không phải người mở miệng là Bùi Đông Lai thì Trang Nham nhất định cho rằng đầu của đối phương chứa toàn bã đậu. Nhưng mà, cho dù hắn biết được sự thích trong nửa năm qua của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn vẫn không tin rằng, không có chỗ dựa vững chắc là Tiêu gia thì Bùi Đông Lai có thể phá được tử cục trước mắt. Xin Bùi tiên sinh yên tâm, tôi sẽ chuyển lời. Tuy rằng trong lòng không tin Bùi Đông Lai có thể làm được những chuyện này, bất quá Trang Nham cũng không có biểu hiện ra trên mặt mà khách khí lên tiếng. Tôi biết Trang Bộ trưởng đã không có tâm tình dùng bữa cơm này, tôi cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ngài. Bùi Đông Lai dừng ở ánh mắt Trang Nham, gằn từng chữ. Các ông đã không có đầu nhập vào Diệp gia thì đã lưu lại một đường sống, như vậy tôi cũng không phải là địch của các ông, ngược lại, cánh cửa của tập đoàn Đông Hải luôn rộng mở chào đón các ông. Cảm ơn Bùi tiên sinh đã thông cảm và tha thứ. Nếu như Bùi Đông Lai còn chưa thất thế, nói ra những lời này thì Trang Nham sẽ có chút ít nhiều mà cảm động, nhưng mà hiện giờ ở hắn xem ra thì Bùi Đông Lai đang sử dụng khổ nhục kế mà thôi. Vẻ mặt biến hóa rơi vào trong mắt Bùi Đông Lai, hắn cũng không nói gì mà tự mình tiễn Trang Nham ra cửa. Ra khách sạn, sau khi lên xe riêng thì Trang Nham đem những lời của Bùi Đông Lai nói lại cho người phụ trách GZW. Do dự một chút rồi hắn cũng đem những câu cuối cùng kia nói ra, kết quả là đầu bên kia điện thoại đã đánh giá Bùi Đông Lai là một kẻ không biết trời cao đất dày. Đối với đánh giá như vậy thì trong lòng Trang Nham cũng đồng ý, hắn không nói gì thêm mà cúp điện thoại, sau đó để tài xế lái đến một nhà hàng tư nhân. Nửa giờ sau, Trang Nham đã đến nhà hàng tư nhân kia, quản lý nhà hàng tự mình đưa Trang Nham lên một gian phòng xa hoa trên tầng cao nhất. Trong phòng, 5 vị đại lão có mạng lưới quan hệ bạch đạo của tập đoàn Đông Hải sớm đợi đã lấy, thấy Trang Nham đi vào thì liền đứng dậy nghênh đó, sau đó một người liền mang theo vài phần kinh ngạc, nói.
Nhanh như vậy mà đã xong rồi sao? Chúng tôi còn tưởng rằng phải chờ tới 8 giờ, 8 giờ 30 nữa chứ. Nói hết rồi thì không cần phải lưu lại. Trang Nham ngồi xuống, cười khổ nói. Nếu không thì không riêng gì tôi cảm thấy xấu hổ mà hắn cũng như vậy. Kết quả sao rồi? Một gã nam nhân trung niên đeo kính mở miệng hỏi. Hắn vừa thốt lên xong thì 4 người còn lại đều nhìn về phía Trang Nham, đợi Trang Nham trả lời. Bùi Đông Lai có thể đi cho tới hôm nay, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trang Nham cũng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cảm thán một câu lập lờ nước đôi. Tôi nói lão Trang ông cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Đúng vậy, mọi người đều rất khẩn trương rồi này. Nghe được Trang Nham cảm thán thì 2 người khác lên tiếng. Hắn chẳng những đoán được chúng ta quyết định phân rõ giới hạn với tập đoàn Đông Hải, thậm chí còn đoán được việc Diệp gia tính toán khai đao với hắn, hôm nay tôi đến gặp hắn là muốn chuyển lời của Diệp gia đến hắn. Mắt thấy bộ dạng khẩn trương của 5 người thì Trang Nham chi tiết nói. Hả? Trong phút chốc, 5 người đều là lộ ra vài phần khiếp sợ, ở nhóm bọn hắn xem ra, Bùi Đông Lai có thể đoán được việc phân rõ giới hạn và việc Diệp gia khai đao với hắn cũng không quá khó. Nhưng mà đoán được việc Trang Nham chuyển lời của Diệp gia đến hắn, điểm này thật sự không thể tưởng tượng được. Chỉ có chừng đó sao? Khiếp sợ đi qua, một người trong đó có chút không tin. Trang Nham cười khổ, nói. Tôi lừa các ông làm gì? Đối với lựa chọn của chúng ta thì hắn nói như thế nào? Lại một người mở miệng, hắn hỏi ra mọi người vấn đề quan tâm, lo lắng nhất. Hắn nói có thể hiểu nổi khổ tâm riêng của chúng ta. Sẽ không trở thành địch của chúng ta. Hắn còn nói cảnh cửa của tập đoàn Đông Hải luôn rộng mở chào đón chúng ta. Trang Nham nói xong, nhịn không được lắc lắc đầu, dường như hắn cảm thấy những lời này của Bùi Đông Lai thật sự là quá buồn cười và dư thừa. Xem ra thật sự hắn đã bị bước vào đường cùng rồi. Nếu không, lấy ngạo khí và phong cách hành sự của hắn thì sẽ không làm như vậy. Không riêng gì Trang Nham mà 5 người khác cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng hắn nói đúng, bởi vì chúng ta không có đầu nhập vào Diệp gia, nhưng xét đến cùng thì hắn đã tiến vào tử cục, cũng không cần phải cá chết lưới rách với chúng ta, dù sao thì Diệp gia mới là địch nhân chân chính của hắn, chúng ta chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Trang Nham gật đầu phụ họa. Vậy đối với chuyện Diệp gia sử dụng quyền lợi của mặt trên để mua tập đoàn Đông Hải thì hắn nói thế nào? Người khác lại hỏi. Cự tuyệt. Hồi tưởng lại câu nói sau cùng của Bùi Đông Lai thì vẻ mặt Trang Nham hơi đổi, giọng nói phức tạp. Hơn nữa hắn nói chuyển lời cho lão bất tử kia của Diệp gia rằng, qua tử đã dạy tôi rất nhiều thứ, chỉ riêng việc cúi đầu trước địch nhân là không có dạy. Ách, có lẽ thật không ngờ, Bùi Đông Lai rơi vào tử cục lại còn nói ra lời cuồng vọng như thế, trừ Trang Nham ra thì 5 người khác đều có chút kinh ngạc. Luận tâm trí cùng năng lực thì hắn không thua bất kỳ ai nhưng mà hắn có một khuyết điểm, đó chính là ngông cuồng. Trước kia có cha hắn cùng Tiêu gia bảo vệ, hắn cuồng một chút cũng không sao. Hiện giờ thì khá, hắn vẫn còn cuồng như thế, nếu hắn không phải nói nhảm thì chỉ có thể nói hắn vẫn còn quá trẻ tuổi, bồng bột. Kinh ngạc qua đi, một người liền mở miệng cảm thán, bọn người Trang Nham tuy rằng không nói gì, nhưng mà vẻ mặt lại phụ họa. Dù sao, chuyện cho tới bây giờ. Nếu Bùi Đông Lai còn có tư cách để cuồng, thì đã không phải 5 lần 7 lượt tìm bọn họ rồi. Hơn nữa sau khi Bùi Đông Lai biết được bọn họ cùng Đông Hải tập đoàn phân rõ giới hạn thì hắn chẳng những không có nổi giận, mà cũng chẳng nói giữ lại. Đủ loại dấu hiệu, đủ để thuyết minh Bùi Đông Lai cùng đường. Sau đó, 6 người Trang Nham bắt đầu ăn cơm, uống rượu. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai không có rời khỏi nhà hàng, mà hắn đợi vị khách kế tiếp. Cũng chính là người mà hắn muốn thật lòng mở tiệc chiêu đãi. Thằng nhóc, cậu muốn dùng viên đạn bọc đường đối với ta sao? Gần 8 giờ, cửa phòng lại mở ra, Trần Quốc Đào mang thường phục đi vào phòng, thấy Bùi Đông Lai đang ngồi trên ghế salon hút thuốc thì nhìn không được mà cười mắng. Báo cáo thủ trưởng, Bùi Đông Lai không dám. Bùi Đông Lai bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy, hai chân khép lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía Trần Quốc Đào cúi chào nói. Đừng có ở trước mặt lão tử mà tỏ rét giang bức. Trần Quốc Đào đi đến chứa người Bùi Đông Lai, tức giận tát Bùi Đông Lai một cái, cười mắng. Bùi Đông Lai cánh tay ra, nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Chẳng biết tại sao, nhìn nụ cười của Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào chỉ cảm thấy đau lòng. Làm một người ngoài cuộc,
cả đời không làm chuyện gì trái với lương tâm thì Trần Quốc Đào cảm thấy rằng, ngay cả khi Bùi Đông Lai nhúng chàm vào hắc đạo, hơn nữa lại đối kháng với Diệp gia nhưng mà từ đầu đến cuối thì Bùi Đông Lai không có làm ra chuyện gì có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân. Ngược lại, vì bảo vệ vinh quang của giới võ học Trung Quốc, nên hắn đã mạo hiểm cửu tử nhất sinh lên lôi đài nghênh chiến với thiên tài võ học Nhật Bản, người có thực lực vượt xa hắn. Hắn lại hứa hẹn, cho dù biết mình sắp lâm vào tuyệt cảnh thì hắn vẫn muốn thực hiện lời hứa, muốn để cho bộ đội đặc chủng Trung Quốc giành chức quán quân trong lần đại bỉ võ bộ đội đặc chủng toàn cầu. Mà Diệp gia lại nhân cơ hội này, mạt sát hắn. Thực xin lỗi, Đông Lai, ta rất muốn giúp cậu, nhưng hữu tâm vô lực. Đau lòng rất nhiều, Trần Quốc Đào nhịn không được vươn tay vỗ vỗ bả vai của Bùi Đông Lai, nói ra tiếng lòng, trong giọng nói toát ra sự vô lực. Trần gia gia, kỳ thật thì ngài đã giúp cháu rồi. Bùi Đông Lai nghe vậy thì nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sự cảm động, càng nhiều là xin lỗi. Xin ngài hãy tha thứ cho cháu khi không có sự đồng ý của ngài, mà cháu mời ngài đến đây để giúp cháu diễn vở kịch này. Diễn kịch? Trần Quốc Đào trừng to mắt, vẻ mặt khó hiểu. Không trả lời. Bùi Đông Lai lui về phía sau vài bước, bái một cái thật sâu đối với Trần Quốc Đào. Buổi tối 8 giờ 15 phút, một chiếc Audi A6 chạy vào một khu biệt thự thì dừng lại. Khi xe dừng lại, Từ Lệ thấy được ánh đèn trong biệt thự, biết Diệp Tranh Vanh không có đi ra ngoài thì âm thầm thở ra một hơi. Tranh Vanh. Rất nhanh, Từ Lệ đi vào biệt thự thì thấy được Diệp Tranh Vanh đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, ngồi ở trên ghế salon uống rượu đỏ, nàng liền kêu lên một tiếng. Đã trở về rồi mẹ. Diệp Tranh Vanh đặt chén rượu xuống, trả lời một tiếng nhưng mà lại không đứng dậy. Đã ăn cơm tối chưa? Từ Lệ cởi áo khoác, thay dép lê, quan tâm hỏi. Diệp Tranh Vanh gật gật đầu, dường như cũng không nguyện ý nói nhiều với Từ Lệ. Tranh Vanh, mẹ có tin tốt muốn nói cho con biết. Thấy Diệp Tranh Vanh như thế thì Từ Lệ cũng biết nguyên do, nàng ngồi xuống, chủ động nắm lấy tay Diệp Tranh Vanh, nói. Gia gia của con đã chính thức động thủ với tên nghiệt chủng kia. Gia gia con vốn là muốn lợi dụng mặt trên để tạo áp lực, thua mua, khống chế cổ phần tập đoàn Đông Hải, để cho tên nghiệt chủng kia biến thành hai bàn tay trắng, sau đó mới từ từ giết chết hắn. Lấy tính tình của hắn sẽ không chịu thua. Tục ngữ nói, hiểu rõ ngươi nhất không phải là bạn của ngươi mà chính là địch nhân của ngươi. Diệp Tranh Vanh từng là đối thủ của Bùi Đông Lai, cho nên đối với tính cách và phong cách làm việc của Bùi Đông Lai thì Diệp Tranh Vanh vô cùng hiểu rõ. Ừ. Ngày mai vốn Chu Thúc Thúc sẽ đi tìm tên nghiệt chủng kia để nói về vấn đề thu mua, kết quả là tên nghiệt chủng kia nói cái gì mà phải về Đông Bắc Tảo Mộ, không có thời gian. Hắn nói muốn về Đông Bắc Tảo Mộ sao? Lúc này đây, không đợi Từ Lệ đem câu nói kế tiếp nói xong, Diệp Tranh Vanh đã cắt ngang, vẻ mặt có chút kích động. Ừ, Từ Lệ gật đầu, tiếp tục hưng phấn, nói. Đấy chỉ là lý do của hắn. Hắn cho rằng hắn có thể cự tuyệt lời thu mua của mặt trên sao? Vừa rồi Trương XXX đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp, trải qua quyết định và nghiên cứu thì ngày mai chúng ta sẽ thành lập tổ điều tra để điều tra tập đoàn Đông Hải, tổ trưởng là do Trương XXX đảm nhận. Mẹ, con muốn ra ngoài một chuyến. Từ Lệ ở bên kia đang hưng phấn kể ra, Diệp Tranh Vanh một câu cũng không có nghe lọt, mà ở trong lòng không ngừng thầm nói với mình hắn đi tảo mộ, hắn muốn đi tảo mộ sau đó không đợi Từ Lệ nói xong thì hắn liền đứng dậy. Tranh Vanh, đã trễ thế này. Con đi ra ngoài làm gì? Nghe được Diệp Tranh Vanh nói muốn đi ra ngoài thì Từ Lệ hơi kinh hãi, nói. Cha của con lo lắng tên nghiệt chủng kia chó cùng rứt dậu, nên để con ở nhà một thời gian, đợi cho tên nghiệt chủng kia bị đưa vào đại lao rồi con muốn đi dâu cũng được. Mẹ, theo con được biết thì năm đặc công tinh nhuệ đang theo sát Bùi Đông Lai 24/24 giờ, cho dù Bùi Đông Lai muốn chó cùng rứt dậu chỉ sợ cũng không cơ hội. Diệp Tranh Vanh tỏ ra khinh thường cười cười, sau đó nói dối. Con ở trong nhà vài ngày nên cảm thấy buồn, mới vừa rồi nghe mẹ nói như thế thì con muốn tìm đám người Hoàng Oanh để uống chút rượu chúc mừng. Hay là đợi hắn hoàn toàn bị bắt giam rồi đi chúc mừng cũng được. Tuy rằng trong lòng Từ Lệ đồng ý lời nói của Diệp Tranh Vanh, nhưng mà nghĩ đến chuyện Diệp Tranh Vanh đánh tàn phế Diệp Thiên, nghĩ đến chuyện ở Giang Lăng thì nàng có chút khẩn trương. Hai chuyện đó đã để lại bóng ma trong lòng người của Diệp gia. Mẹ, nếu như hắn muốn làm ra hành động cực đoan thì hắn cũng không chạy quanh tìm người khác giúp đỡ.
Đối với chuyện Bùi Đông Lai gặp mặt Trang Nham thì Diệp Tranh Vanh đã biết đến, hơn nữa hắn còn biết được sau khi Trang Nham đi thì Bùi Đông Lai lại cùng gặp mặt với Trần Quốc Đào. Ở hắn xem ra, lúc này Bùi Đông Lai đã rơi vào đường cùng nên mới tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đợi cho tổ điều tra xong tập đoàn Đông Hải thì hắn mới có thể chó cùng dứt dậu. Được rồi, con đi sớm về sớm. Từ Lệ nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Minh Châu, cô đã đoán đúng, Bùi Đông Lai sẽ về Đông Bắc tảo mộ. Ra khỏi biệt thự, Diệp Tranh Vanh tự mình lái chiếc Passat rời khỏi biệt thự, hơn nữa bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu, phân phó. Hiện giờ cô hãy liên hệ với Thôi Gia SQ, nửa giờ sau tôi sẽ đến chỗ cô, rồi cùng bọn chúng nói chuyện qua màn hình. Được. Nghe Diệp Tranh Vanh nói như thế thì Nạp Lan Minh Châu liền gật đầu, hưng phấn mà đồng ý. Nửa giờ sau, Diệp Tranh Vanh đi ô tô đến tiểu khu Nạp Lan Minh Châu. Trong phòng mở điều hòa, Nạp Lan Minh Châu chỉ mặc một bộ váy ngủ lây màu đen, thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Nhìn thân thể mềm mại mê người kia của Bùi Đông Lai, nhớ tới ngày đó Nạp Lan Minh Châu dùng miệng hầu hạ hắn thì bụng của Diệp Tranh Vanh nóng lên, bất quá hắn cũng không có nóng lòng muốn úp máng với Nạp Lan Minh Châu mà là hỏi. Liên lạc xong chưa? Đã liên lạc, gia chủ của Thôi gia sẽ tự mình nói chuyện với ngài. Nạp Lan Minh Châu mỉm cười, khoác lên cánh tay Diệp Tranh Vanh, hiển nhiên nàng cho rằng mình là nữ nhân của Diệp Tranh Vanh rồi. Minh Châu, cô còn tài giỏi và thông minh hơn so với tưởng tượng của ta. Diệp Tranh Vanh nghe vậy thì nắm lấy bàn tay mềm mại của Nạp Lan Minh Châu, có chút hưng phấn. Diệp thiếu không thử làm sao biết. Nạp Lan Minh Châu phóng một cái mị nhãn cho Diệp Tranh Vanh, thân thể mềm mại dán vào người Diệp Tranh Vanh. Làm chính sự trước đã. Dạ. Nạp Lan Minh Châu vốn có chút bận tâm khi Diệp Tranh Vanh biết mình không còn là xử nữ, nhưng mà nghe được Diệp Tranh Vanh nói như thế thì liền mở cờ trong bụng, nàng bước nhanh đến chiếc tivi ở trước tường rồi mở lên. Trên màn hình liền xuất hiện gia chủ Thôi Chí Kim của Thôi gia. Thân là gia tộc số 1 của SQ thì Thôi Chí Kim tay nắm quyền xanh quyền sát, làm cho người ta có loại cảm giác không giận mà uy, hắn chỉ ngồi ở chỗ kia, xuất hiện trên màn hình mà đã làm cho Nạp Lan Minh Châu cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình. So ra mà nói thì Diệp Tranh Vanh lại không bị gì cả. Diệp tiên sinh, sớm đã nghe đám con cháu nói về cậu, bọn nó luôn khen cậu không dứt miệng, rất muốn được kết giao bằng hữu với cậu. Thôi Chí Kim nói tiếp. Hy vọng Diệp tiên sinh cho bọn nó một cơ hội. Thôi tiên sinh nói quá lời rồi. Có lẽ không ngờ Thôi Chí Kim sẽ vuốt mông ngựa như thế, Diệp Tranh Vanh cảm thấy hơi kinh ngạc, sau đó cười nói. Tranh Vanh cũng rất muốn làm bằng hữu của Thôi gia. Ha, ha, Thôi Chí Kim nghe vậy thì cười to sau đó đi thẳng vào vấn đề. Diệp tiên sinh, chuyện hợp tác chúng ta thì trong lòng song phương đều rất rõ ràng, không cần phải tiếp tục nói ra, vẫn là câu nói kia, Diệp tiên sinh bên này chỉ cần cam đoan người của ta thành công tiến vào Trung Quốc, sau khi chuyện thành công an toàn rời đi, toàn bộ chuyện khác do bên tôi làm. Tôi cam đoan điểm này không thành vấn đề. Vẻ mặt Diệp Tranh Vanh tự tin nói. Tôi cũng tin Diệp tiên sinh có thể làm được điểm này. Thấy Diệp Tranh Vanh cấp ra câu trả lời như đinh đóng cột thì Thôi Chí Kim cũng không có hoài nghi năng lực của Diệp Tranh Vanh, mà hỏi ra một vấn đề hắn đang lo lắng. Diệp tiên sinh, tôi nghe nói bên cạnh hắn có 5 đặc công quý quốc bảo vệ, 5 tên đặc công đó làm sao bây giờ? 5 tên đặc công đó đúng là người do Diệp gia vận dụng quan hệ để điều động, bọn hắn ở mặt ngoài là bảo vệ Bùi Đông Lai. Nhưng trên thực tế là theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Diệp Tranh Vanh trầm ngâm một lát, nói. Dựa theo suy đoán của tôi thì 5 tên đặc công kia sẽ không đi cùng Bùi Đông Lai, nếu mà có đi thì cứ giết. Được. Có lẽ thật không ngờ Diệp Tranh Vanh sẽ quyết đoán, tàn nhẫn như thế, Thôi Chí Kim gật đầu cười. Thôi tiên sinh, yêu cầu của tôi là chẳng những muốn giết hắn mà còn phải đào bới mộ tổ tiên của hắn lên, tôi muốn cho gia gia và mẹ của hắn thấy ánh nắng mặt trời. Diệp Tranh Vanh bổ sung thêm, lời nói làm cho người ta lạnh người. Cảm nhận được sát ý và hận ý toát ra trọng giọng nói của Diệp Tranh Vanh thì Thôi Chí Kim cũng khó tránh khỏi có chút kinh hãi rất nhiều cười cười, nói. Điểm này thì Minh Châu tiểu thư đã nói qua rồi, yên tâm đi, chúng tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của Diệp tiên sinh. Tốt, Diệp Tranh Vanh nở ra nụ cười. Sau khi chuyện này thành công thì tôi sẽ chuẩn bị rượu ngon. Gia nhân để hoan nghênh người của Thôi gia đến Trung Quốc làm khách. Nhất định.
Thôi Chí Kim cười vui vẻ, khi hắn xem ra Diệp Tranh Vanh hiện giờ tuy rằng đã mất đi con đường làm quan nhưng mà ngày sau hơn phân nửa là sẽ phát triển ở thương giới. Nếu Thôi ra hợp tác với Diệp Tranh Vanh, đáp ứng chuyện này của Diệp Tranh Vanh, thì sau này lấy quyền thế của Diệp ra, thì những xí nghiệp của Thôi ra muốn chiếm thị trường của Trung Quốc cũng không khó gì. Diệp Thiếu sẽ cùng Minh Châu đi tới Cáp Thành chứ? Mắt thấy màn hình đã tắt thì Nạp Lan Minh Châu tỏ ra kinh hỉ hỏi. Diệp Tranh Vanh lạnh lùng mà cười, gật đầu. Tên nghiệt chủng kia đã làm ta mất đi con đường làm quan, thiếu chút nữa đã trở thành quên lãng của Diệp gia, ta đương nhiên là muốn nhìn thấy cảnh hắn đi xuống Diêm Vương Điện rồi. Lần này chính là Thiên Vương Lão Tử hạ phàm cũng cứu không được hắn. Nạp Lan Minh Châu cười lạnh phụ họa một câu sau đó, vẻ lạnh lùng trên mặt liền biến thành vẻ quyến rũ, cả người dán vào người Diệp Tranh Vanh. Diệp Thiếu, hắn đã bị tuyên án tội chết, chúng ta không cần phải vì hắn mà tức giận. Ừ, thân thể mềm mại bên người, Diệp Tranh Vanh không nói thêm lời, lập tức đưa tay luồn vào chiếc váy ngủ lây kia để thăm dò. Một lát sau, hai thân thể kia đã kết hợp lại với nhau ở trên ghế salon, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng đánh, quanh quẩn ở trong phòng khách. 10 phút sau, trong biệt thự tại Côn Ngọc Hà, cuộc nói chuyện giữa Thôi Chí Kim và Diệp Tranh Vanh đã được Quý Hồng gửi cho Bùi Đông Lai. Con cá mắc câu, có thể thu lưới. Sau khi nghe xong thì Bùi Đông Lai bấm điện thoại gọi cho Quý Hồng, làm ra chi thị. Hắn thổi hồi kèn phản công lên. 8 giờ sáng, một chiếc Mercedes-Benz S600 chạy ra khỏi khu nhà giàu Côn Ngọc Sơn, Bùi Đông Lai ngồi ở vị trí lái xe còn Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na ngồi ở sau. Tại sao bọn hắn lại giống như âm hồn bất tán dứa? Thông qua kính phản quang, thấy được chiếc Buick ở phía sau thì Hạ Y Na tỏ ra tức giận, nàng đã biết chuyện Bùi Đông Lai bị đặc công theo dõi, ở nàng xem ra, những người đặc công này cũng đã quá phận rồi, ngay cả khi Bùi Đông Lai muốn đi tảo mộ thì cũng giám thị. Không riêng gì Hạ Y Na cảm thấy được bất mãn mà ngay cả Tần Đông Tuyết cũng là nhíu mày, nàng biết lần này Bùi Đông Lai trở về Đông Bắc là muốn tảo mộ. Hơn nữa Bùi Đông Lai lại muốn xây một ngôi mộ cho Bùi Vũ Phu, đối với Bùi Đông Lai thì chuyện này rất quan trọng. Nếu như bọn hắn không đi thì trò chơi lần này sẽ không có thú vị gì cả. Vị trí lái xe, Bùi Đông Lai không hờn không giận nói, lúc nói thì hắn nở ra nụ cười nhưng mà bên trong nụ cười lại có hàn ý. Cảm nhận được hàn ý trong nụ cười của Bùi Đông Lai thì mặc dù Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na đã biết được kế hoạch của Bùi Đông Lai, nhưng mà hai người họ hiểu được lúc này tâm tình của Bùi Đông Lai đang rất khó chịu. Có người nào muốn lúc mình đi tảo mộ cho các trưởng bối mà bên cạnh có người giám thị không? 10 sau, Bùi Đông Lai lái xe đến sân bay Yên Kinh. Lôi Đại Bằng sớm đã đứng đây đợi, thấy Bùi Đông Lai đến thì vội vàng bước lên. Bùi Tổng, máy bay đã chuẩn bị xong, 40 phút nữa thì sẽ cất cánh. Vất vả cho ông rồi Lôi quản lý. Bùi Đông Lai gật đầu rồi đem chìa khóa xe đưa cho Lôi Đại Bằng. Bùi Đồng nói quá lời rồi, đây là việc mà tôi phải làm. Lôi Đại Bằng cầm lấy chìa khóa xe rồi vội vàng lắc đầu. Lôi Đại Bằng vừa dứt lời, không đợi Bùi Đông Lai nói gì thêm thì chiếc Buick đã ngừng lại ở cách đó không xa. Long Ngũ cùng 5 tên đặc công bước xuống xe, đi tới Bùi Đông Lai, bọn hắn không cần che giấu, mà quang minh chính đại đi sát theo Bùi Đông Lai đến núi Đại Hưng An ở ra cách Đạt Kỳ. Lôi quản lý, ông về trước đi, có việc gì thì tôi sẽ liên hệ với ông. Bùi Đông Lai thấy thế, ý bảo Lôi Đại Bằng rời đi. Vâng, Bùi Tông. Lôi Đại Bằng liền gật đầu, sau đó mở xe, đi vào ô tô, khởi động ô tô rời đi. Bùi tiên sinh, nghe nói cậu muốn đi núi Đại Hưng An để thăm mộ, vì đảm bảo an toàn của cậu và người thân bên cậu, nên tôi và đồng nghiệp của tôi sẽ đi theo cậu. Long Ngũ đi đến trước người Bùi Đông Lai. Hành văn gãy gọn, nói. Nói cách khác, chúng tôi sẽ ngồi máy bay của cậu. Không cần vấn đề, bất quá chớ quên trả tiền vé máy bay. Từ sâu trong lòng thì Bùi Đông Lai không muốn để cho đám người Long Ngũ đi theo mình, nhưng mà hắn cũng biết nếu như đám người Long Ngũ này không đi theo thì trò chơi này sẽ không trở nên hoàn hảo. Vì thế hắn liền nén giận, lúc nghe Long Ngũ muốn ngồi chung máy bay của hắn thì hắn cố ý đùa giỡn một phen. Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy, 5 người Long Ngũ đều ngẩn ra, sau đó một gã đặc công không nhịn được mà nói. Chúng tôi vì bảo vệ cậu nên mới đi theo, tại sao lại bắt chúng tôi trả tiền vé máy bay? Không cần làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Mắt thấy tên đặc công kia không muốn thì giọng nói Bùi Đông Lai chuyển lạnh,
Gặp qua nhiều người, nhưng chưa thấy ai xấu hổ như những người này, thật sự là làm mất mặt đặc công của quốc gia. Mắt thấy Bùi Đông Lai phát hỏa thì Hạ Y Na cũng mắng lên. Dường như nhận ra Bùi Đông Lai đã tức giận, không đợi tên đặc công kia nói cái gì nữa, Long Ngũ dùng ánh mắt ý bảo tên kia đồng sự câm miệng, sau đó nhìn Bùi Đông Lai, nói. Xin Bùi tiên sinh yên tâm, lộ phí của đoạn đường này thì chúng tôi sẽ tính. Bùi Đông Lai không nói gì thêm mà xoay người đi vào. 40 phút sau, Bùi Đông Lai mang theo Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na cùng 5 tên đặc công vào máy bay, rời khỏi Yên Kinh, đi đến núi Đại Hưng An ra cách Đạt Kỳ. Cùng lúc đó, tin tức này đã dùng tốc độ khủng khiếp mà truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Sau khi Bùi Đông Lai rời khỏi Yên Kinh khoảng 3 tiếng thì một chiếc Maybach dưới sự hộ tống của hai chiếc Audi Q7 chạy đến sân bay Yên Kinh. Bước xuống xe, Nạp Lan Minh Châu cười nói. Tử sĩ của Thôi Gia đã lên đường, chậm nhất là trạng vạng tối nay sẽ đến Đại Hưng An ra cách Đạt Kỳ. Em đã cho Tiểu Hiên qua bên kia chờ, mặc khác dựa vào tin tức mà ra cách Đạt Kỳ bên kia truyền đến thì Bùi Đông Lai đã mang theo Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na cùng 5 tên đặc công kia đã đến nơi. Hả? Biết được Tần Đông Tuyết cũng đi thì chân mày Diệp Tranh Vanh nhíu lại, hơi trầm ngâm rồi nói. Nói cho thủ lĩnh của tử sĩ Thôi Gia, không nên động vào Tần Đông Tuyết. Đợi tối nay gặp mặt thì chúng ta nói tiếp, thời gian vẫn còn nhiều mà. Mặc dù Nạp Lan Minh Châu vô cùng căm hận Tần Đông Tuyết, nhưng mà nàng cũng biết Tần Đông Tuyết là người trong Hoàng thân quốc thích, là người nàng không có khả năng động vào, cho nên nàng chỉ đành phải chôn phần hận ý này vào trong lòng. Ta muốn Tần Đông Tuyết thủ tiết cả đời. Diệp Tranh Vanh cười lạnh một tiếng. Tần Đông Tuyết à Tần Đông Tuyết. Hiện giờ ta đã trở thành nữ nhân của Diệp Thiếu, ta có nên cảm ơn cô không đây? Nhận thấy được giọng nói Diệp Tranh Vanh toát ra vẻ hận ý thì trong lòng Nạp Lan Minh Châu liền như nở hoa, nàng không nói gì theo mà kéo Diệp Tranh Vanh, ở dưới sự bảo vệ của đám bảo tiêu mà đi vào. 12 giờ, Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu ngồi trên máy bay tư nhân của Nạp Lan ra rời khỏi Yên Kinh. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay bay từ Yên Kinh đến Đông Hải, đáp xuống sân bay Phổ Đông Đông Hải. Sau khi máy bay dừng lại thì 28 người trong tổ kiểm tra trong đó có mẹ của Diệp Tranh Vanh là Từ Lệ bước xuống máy bay, ở bên ngoài nhân vật số 2 của Đông Hải cùng với các vị đại lão ở Đông Hải đã đứng đợi, thấy mọi người đi xuống thì vội vàng bước lên chào đón. Song Phương hàn huyên đơn giản rồi đi vào xe buýt, rời khỏi sân bay, đến khách một khách sạn để tẩy trần. Sau khi đến khách sạn thì đám người Từ Lệ vào trở về phòng, tắm rửa thay đồ, sau đó một tiếng thì bắt đầu tham gia bữa tiệc trưa. Bữa tiệc trưa, nhân vật số 1 của Đông Hải cũng có mặt, tỏ vẻ hoan nghênh và tỏ ra toàn lực phối hợp với lần đến đây lần này của đám người Từ Lệ. 2 giờ 30, bữa tiệc trưa kết thúc, nhân vật số 2 của Đông Hải tự mình tiếp khách, cùng với những thành viên của nhóm người Từ Lệ, đi đến dưới lầu tổng bộ tập đoàn Đông Hải. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, cũng không có biểu ngữ. Đối mặt với sự xuất hiện của những vị đại lão trong ban kiểm tra này thì cao tầng tập đoàn Đông Hải không có cử hành nghi thức chào đón. Điều này làm cho nhân vật số 2 của Đông Hải tỏ ra vô cùng khó chịu, còn nhóm người trong tổ kiểm tra thì tỏ ra căm tức. Tức giận rất nhiều, thân là phó tổ trưởng của tổ kiểm tra thì Từ Lệ liền mang theo người hùng hùng hổ hổ đi lên tầng cao nhất của tập đoàn Đông Hải. Thật xin lỗi chư vị lãnh đạo, bởi vì chính sách của mặt trên là kêu gọi mọi người không tiêu xài phung phí. Xa hoa nên chúng tôi không thể tổ chức nghênh đón chư vị, mong rằng các vị lãnh đạo rộng lượng bỏ qua. Đợi đám người Từ Lệ lên tầng cao nhất, thì Liễu Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt tỏ ra ý xin lỗi. Dựa vào văn kiện của mặt trên thì chúng tôi nghi ngờ tập đoàn Đông Hải tiến hành rửa tiền phi pháp, vì vậy XXX mới thành lập tổ kiểm tra, để tiến hành điều tra tập đoàn Đông Hải. Nghe được Liễu Nguyệt nói như thế thì thân là phó tổ trưởng tổ kiểm tra, Từ Lệ lạnh giọng nói. Tôi là phó tổ trưởng của tổ kiểm tra tên là Từ Lệ, lập tức để cho chủ tịch cùng tổng tài của tập đoàn Đông Hải đến gặp chúng tôi. Thật có lỗi lãnh đạo, Bùi Đồng và Quý Đồng không có ở đây. Liễu Nguyệt nói xong cùng không có giải thích gì thêm. Trước mặt, mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều do tôi phụ trách, tôi đại biểu cho tập đoàn cam đoan với các vị sẽ toàn lực phối hợp công tác của các vị lãnh đạo. Quý Hồng đi đâu rồi? Thân là vợ của Diệp Cấm thì Từ Lệ biết được Quý Hồng là con tư sinh của Diệp Cấm, hơn nữa nàng còn hận thấu xương Quý Hồng, lúc này nghe Liễu Nguyệt nói Quý Hồng đã rời khỏi thì nàng nhíu mày, hỏi. Thật có lỗi lãnh đạo,
tôi cũng không biết quý tổng đi đâu, hơn nữa gọi điện cho nàng cũng không được. Liễu Nguyệt lắc lắc đầu nhưng tâm lại như gương sáng, tối hôm qua thì Quý Hồng đã rời khỏi Đông Hải, nói chính xác là đã rời khỏi Trung Quốc. Đi theo nàng cùng rời đi còn có một người. Trung Hoa Đệ Nhất Kiếm. Cô độc phong ảnh. Màn đêm buông xuống, trong biệt thự của vợ chồng Tần Tranh, lúc này Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh đang ngồi ở trên bàn dùng cơm, thức ăn được đưa lên đầy đủ, món nào món nấy làm cho người ta phải phát thèm thế nhưng mà Tiếu Ái Linh lại không có đụng đũa mà ngay cả Tần Tranh cũng tỏ ra buồn tẻ vô vị. Làm sao thế? Tần Tranh thấy thế, để đũa xuống hỏi. Tiếu Ái Linh khe khẽ thở dài. Nghĩ đến hai đứa bọn nó. Nghe Tiếu Ái Linh nói thế thì Tần Tranh há miệng thở dốc, lại không biết phải nói cái gì. Bằng tâm mà nói thì vào lúc này Bùi Đông Lai vẫn không quên việc tảo mộ, hơn nữa lại vì Bùi Vũ Phu mà xây một ngôi mộ, thật sự là rất khó đối với nó. Thấy Tần Tranh không nói lời nào, Tiếu Ái Linh mở miệng lần nữa, ngữ khí cực kỳ phức tạp. Tần Tranh nghe vậy thì châm một điếu thuốc lá, ngửa mặt nhìn trần nhà, nói. Bùi Vũ Phu quả thật có một đứa con rất tốt. Nếu không thì chúng ta đi cầu xin lão gia tử, để người ra mặt giúp đỡ Bùi Đông Lai đi. Tiếu Ái Linh do dự một chút, nhịn không được nói. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương. Diệp gia vừa mới chiếm được thế thượng phong trong trận chiến vừa rồi, Tiêu gia cũng bị tổn thất đi, lão gia tử làm sao có thể giúp nó được. Tần Tranh cười khổ lắc lắc đầu. Tiếu Ái Linh cũng biết điều này, chỉ là có chút không đành lòng, lúc này thấy Tần Tranh lắc đầu, lại nói. Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Diệp gia chỉnh chết Bùi Đông Lai sao? Lần trước Đông Lai mang theo Đông Tuyết về nhà ăn cơm thì tôi từng đáp ứng Đông Lai, đến lúc cuối cùng thì tôi sẽ giữ cho nó một mạng. Tần Tranh phun ra một ngụm khói, sắc mặt ngưng trọng nói. Lấy cục diện trước mắt mà xem, tuy rằng việc này sẽ khó thực hiện được, nhưng mà tôi sẽ làm hết sức. Không phải hết sức, mà là nhất định. Tiếu Ái Linh kích động nói. Hả? Thấy được vẻ khác thường của Tiếu Ái Linh thì Tần Tranh nhìn sang Tiếu Ái Linh. Nó là hôn phu của Đông Tuyết, cũng là con rể của chúng ta. Tiếu Ái Linh cắn chặt môi, đôi mắt mơ hồ có chút phiếm hồng. Theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng đã tiếp nhận Bùi Đông Lai, hơn nữa càng ngày càng thích Bùi Đông Lai, tự nhiên là sẽ không muốn thấy cảnh Bùi Đông Lai bị Diệp gia đùa chết. Được. Tần Tranh hơi trầm ngâm, bóp tắt thuốc lá, trầm giọng đáp. Màn đêm buông xuống, trong một ngôi biệt thự của Nạp Lan gia ở Gia Cách Đạt Kỳ, trong phòng ăn của biệt thự, Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu ngồi đối diện với nhau, trên bàn đặt những món ăn thôn quê. Diệp Thế Âm tiểu thư. Không đợi Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu dùng bữa tối, cửa phòng ăn bị đẩy ra, một tên bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu đi vào, hắn hành lễ rồi mới hội báo. Thiên thiếu gia đã mang theo đám người SQ kia vào biệt thự, có để bọn hắn đến đây không? Ừ. Nạp Lan Minh Châu liền hạ lệnh, sau đó nàng đem khăn tay của mình đưa cho Diệp Tranh Vanh, để Diệp Tranh Vanh lau miệng. 5 phút sau, Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu ở trong đại sảnh gặp mặt 18 tên tử sĩ của Thôi gia. 18 người này mặc âu phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, giống như một đám dã thú, làm cho người ta phải hoảng sợ. Chào cậu, Diệp tiên sinh, tôi là Phác Thái, là cận vệ của Thôi tiên sinh. Tử sĩ của đứng đầu của Thôi gia mở miệng, nói. Thôi tiên sinh yêu cầu chúng tôi liên lạc với ngài, nghe theo lời an bài của ngài. Hoan nghênh đã đến Trung Quốc. Cảm nhận được hơi thở lạnh như băng phát ra từ 18 tên tử sĩ đến từ SQ thì trong lòng Diệp Tranh Vanh có chút run sợ, hơn nữa là hưng phấn, chỉ dựa vào khí thế thì có thể thấy Phác Thái mạnh hơn đại đệ tử của võ đang là Lãnh Vô Cực, ngoài ra còn có 3 người có khí thế xấp xỉ Lãnh Vô Cực. Đây cũng chính là nói thực lực của đám người Phác Thái đã giống với lời nói của Nạp Lan Minh Châu. Như vậy, lấy thực lực của đám người Phác Thái, muốn giết Bùi Đông Lai thì quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp tiên sinh, mục tiêu hiện tại ở đâu? Đối mặt với vẻ mặt nhiệt tình Diệp Tranh Vanh, Phác Thái vẫn tỏ ra lạnh lùng. Diệp thiếu, hắn có một cái ngoại hiệu kêu Lãnh Diện Phác Thái, là cao thủ đệ nhất của SQ, cũng là cao thủ đứng thứ 15 trên thần bảng. Mắt thấy Phác Thái vẫn tỏ ra lạnh lùng, Nạp Lan Minh Châu sợ Diệp Tranh Vanh không thoải mái thì liền giải thích. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu, Diệp Tranh Vanh hiểu được tâm ý của Nạp Lan Minh Châu, cười cười ý bảo không sao, sau đó hướng Phác Thái nói. Mục tiêu hiện giờ đã đến thành phố này,
hiện giờ đang ở trong một khách sạn có tên là Hoa Thái. Diệp tiên sinh, khi nào thì chúng ta động thủ? Phác Thái mở miệng lần nữa hỏi. Không vội. Diệp Tranh Vanh lắc lắc đầu. Hả? Phác Thái ngưng mắt, lại không nói lời gì nữa, mà là chờ Diệp Tranh Vanh giải thích. Mục tiêu hiện đang ở trong thành phố này, hơn nữa bên cạnh hắn còn có 5 tên đặc công tinh nhuệ, nếu chúng ta động thủ với hắn tại khách sạn thì sẽ gây ra hỗn loạn. Diệp Tranh Vanh nói. Phác Thái nhíu mày, nói. Xin Diệp tiên sinh yên tâm, chúng tôi có thể thần không hay quỷ không biết mà xử lý hắn. Sở dĩ tôi từ Yên Kinh đến đây là muốn để các vị đánh hắn tàn phế, đưa hắn đến trước mặt tôi, để tôi giết hắn. Diệp Tranh Vanh nghiêm mặt nói. Tôi có thể tin tưởng các vị làm được như thế, nhưng mà nếu muốn bắt sống hắn thì có chút khó khăn. Cách đó không lâu thì hắn đã giết chết một gã cao thủ đã đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn, thực lực của hắn không kém, nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn thì... Lúc này đây, Phác Thái không có hé răng. Luận về thực lực thì hắn là hóa kính đại thành, mà trừ hắn ra thì cũng chỉ có 3 gã bước chân vào hóa kính nhập môn, ngoài ra thì không có ai bước vào cảnh giới hóa kính cả. Cho nên, hắn mới dám tự tin nói thần không hay, quỷ không biết mà giết chết Bùi Đông Lai, nhưng mà nếu muốn bắt sống Bùi Đông Lai, người có bộ pháp thiên đình phát kính, túc để dũng thuyền thì hắn không dám nắm chắc 100%. Vậy thì khi nào chúng ta động thủ? Phác Thái lại hỏi. Sáng sớm ngày mai. Diệp Tranh Vanh nghiêm mặt nói. Sáng sớm ngày mai hắn sẽ đi tảo mộ, nghĩa trang cách đây khoảng 100 km, cơ bản là xa khu thành thị, người ở đó rất thưa thớt, các vị có thể nửa đường chặn giết hắn. Về phần bản đồ thì Nạp Lan tiểu thư sẽ phái người giao cho các vị. Được. Nghe được kế hoạch của Diệp Tranh Vanh, thì Phác Thái liền đồng ý. Ngoài việc bắt sống hắn ra thì tôi muốn các vị đem phần mộ của mẹ và gia gia hắn đào lên. Vẻ mặt Diệp Tranh Vanh tràn đầy hận ý, nói. Việc này thì Thôi tiên sinh đã nói cho các vị biết, ngoài ra tôi còn có một yêu cầu nữa. Diệp tiên sinh mời nói. Mục tiêu lần này tổng cộng có 8 người, trong đó có 5 người là đặc công còn 2 người là nữ nhân. Diệp Tranh Vanh nói xong thì đưa ảnh chụp của Tần Đông Tuyết cho Phác Thái. Nữ nhân này không cần giết. Phác Thái cầm lấy tấm ảnh nhìn lướt qua rồi đưa cho thủ hạ ở phía sau. Tốt lắm. Các vị dùng cơm trước đi sau đó bàn lại kế hoạch một chút, đợi sáng mai chúng ta sẽ động thủ. Diệp Tranh Vanh muốn kết thúc mọi chuyện với đám người Phác Thái, tuy rằng hắn đã nhìn ra đám người Phác Thái rất mạnh nhưng mà chính khí tức trên người của đám người làm cho Diệp Tranh Vanh có chút không thoải mái, nói chính xác là hắn bị áp lực. Hết thảy nghe theo lời an bài của Diệp tiên sinh. Phác Thái gật gật đầu, sau đó mang theo 17 tử sĩ của Thôi ra rời khỏi đại sảnh. Chấm. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi chạy nhanh trên một con đường chính ở Seoul SQ. Trong xe, Quý Hồng ngồi ở vị trí lái xe, còn cô độc Phong Ảnh thì ngồi phía sau xe, đang nhắm mắt dưỡng thần. Thông qua kính phản quang nhìn thấy cô độc Phong Ảnh ngồi phía sau thì vẻ mặt Quý Hồng lộ ra sự khó chịu, vì muốn che giấu tai mắt người khác, xuất hiện ở quốc ngoại mà cô độc Phong Ảnh đã cắt đi mái tóc phiêu giật ở trên đầu. Đầu của cô độc Phong Ảnh bây giờ là đầu húi cua, hơn nữa trường bào trên người đã được cởi bỏ. Đổi lại là một thân âu phục, Quý Hồng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đông Lai bên kia có gặp nguy hiểm không? Dường như đã nhận ra ánh mắt của Quý Hồng, cô độc Phong Ảnh mở to mắt, hỏi. Quý Hồng lắc lắc đầu. Đám tử sĩ của Thôi gia đã tới ra cách Đạt Kỳ, lúc này Bùi Đông Lai đang một ở khách sạn nằm ở khu náo nhiệt. Dựa vào suy đoán của cậu ta thì trong lòng Diệp Tranh Vanh không cam lòng, hơn phân nửa là muốn tự thân giải quyết. Như vậy kể từ đó Diệp Tranh Vanh sẽ không có khả năng động thủ ở nơi náo nhiệt, mà đợi sáng mai khi Bùi Đông Lai đi tảo mộ thì sẽ thực hiện chặn giết. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô độc Phong Ảnh có chút không yên lòng. Sư phụ, ngài cứ yên tâm, cậu ta không có việc gì đâu. Thấy được vẻ lo lắng của cô độc Phong Ảnh thì Quý Hồng do dự một chút, cuối cùng cũng đem kế hoạch của Bùi Đông Lai nói ra cho cô độc Phong Ảnh nghe. Bởi vì... Cậu ta trừ nhờ lão nhân gia ngài ra tay khống chết gia chủ của Thôi gia, dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi thì cậu ta còn âm thầm liên hệ với rất nhiều người trong giới võ học Trung Quốc. Hả? Những cường giả võ học này đã bí mật lẻn vào gia cách Đạt Kỳ, cho nên mặc dù tối nay đám bổng tử kia động thủ với cậu ta thì tối đa là cũng làm quấy nhiễu kế hoạch của cậu ta mà thôi. Quý Hồng vạch trần đáp án, trong lòng bội phục không thôi. Đây là một liên hoàn kế, các cường giả võ học cũng thế.
con và sư phụ cũng thế, cũng chỉ là những điểm nhỏ trong liên hoàn kế này mà thôi. Một khi đã như vậy thì ta đây cũng yên lòng. Cô Độc Phong Ảnh yên lòng, nói. Sau khi đến chỗ đấy thì con không cần động thủ, chỉ cần đi sau ta là được rồi. Toàn bộ tử sĩ cường giả của Thôi gia đã đi vào Trung Quốc, thế mà lão bản thân ái lại để sư phụ lão nhân gia đến nơi đây, thật sự là đã để lại thể diện cho đám bổng tử kia a. Nghe cô Độc Phong Ảnh nói thế thì Quý Hồng nhìn vào cảnh đêm phồn hoa của Seoul, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Một trận chiến này sẽ làm cho cả thế giới khiếp sợ sao? Màn đêm buông xuống Seoul, trong thư phòng của biệt thự Thôi gia, lúc này Thôi Chí Kim đang ngồi trước bàn đọc sách, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc xem những bản báo cáo của những công ty của Thôi gia. Ách! Đột nhiên, đôi mắt của Thôi Chí Kim trợn tròn ra. Thả lỏng thôi thôi tiên sinh, ngài đừng nên khẩn trương. Không đợi Thôi Chí Kim lấy lại tinh thần thì một giọng nói liền vang lên. Giọng nói mê người kia lọt vào trong tai khiến cho toàn thân Thôi Chí Kim cứng ngắc, cả người hắn liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bởi vì hắn biết đối phương có thể đi vào đây thì chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là đối phương đã diệt sạch toàn bộ những bảo tiêu bên ngoài nhà. Thứ hai là đối phương thần không hay, quỷ không biết mà đi vào đây, những tên bảo tiêu bên ngoài vẫn chưa phát hiện điều gì. Nhưng mà, dù là khả năng nào thì cũng khiến cho Thôi Chí Kim cảm thấy có chút lạnh người. Đối phương muốn giết mình thì quả thật dễ như trở bàn tay. Bọn hắn là không muốn ám sát ta, nếu không thì sẽ không nói nhảm như vậy. Rất nhanh, Thôi Chí Kim liền hiểu ra điểm này, hắn không còn tỏ ra khẩn trương nữa mà thở sâu vào hai hơi. Liên tục thở sâu hai hơi khiến cho người Thôi Chí Kim bình tĩnh trở lại, hắn quay đầu lại thì thấy phía sau hắn là một nam, một nữ. Là cô. Hắn nói chính là tiếng Trung, nhưng mà giọng nói có chút run rẩy. Như thế nào thôi tiên sinh, chẳng lẽ ngài cảm thấy kỳ quái sao? Quý Hồng đi về phía Thôi Chí Kim, nở ra nụ cười mê hồn, nũng nịu nói. Theo lý thuyết thì ngài nên cảm thấy kỳ quái mới đúng à? Thôi Chí Kim không lên tiếng. Thân là đệ nhất thế gia của Trung Quốc, thì trước khi Bùi Đông Lai quật khởi thì Thôi Chí Kim đã từng phái người đến Trung Quốc để giết Bùi Đông Lai. Nhưng kết quả là những người hắn phái đi sau khi bước chân vào Trung Quốc thì bị người tổ chức đặc thủ của Trung Quốc mang đi. Một lần lại một lần thất bại, khiến cho Thôi Chí Kim dần dần bỏ quên ý định phái người vào Trung Quốc giết Bùi Đông Lai, cố gắng đợi cho Bùi Đông Lai xuất ngoại thì kiếm cơ hội giết hắn. Lý tưởng phong phú nhưng thực tế lại tàn khốc. Khiến cho Thôi Chí Kim nằm mơ cũng không ngờ chính là, Bùi Đông Lai lại quật khởi ở Trung Quốc, hơn nữa sau đó hắn còn biết Bùi Đông Lai chính là con trai của vũ thần Trung Quốc trong truyền thuyết. Sau khi biết được những chuyện này thì Thôi Chí Kim trực tiếp bỏ qua ý định trả thù cho cháu hắn. Bất quá hắn vẫn chú ý đến Bùi Đông Lai. Sau khi biết được Bùi Đông Lai đắc tội với Diệp gia, thì hắn liền âm thầm chờ mong Diệp gia thông qua phương pháp nội đấu sẽ xử lý Bùi Đông Lai. Tính toán này tồn tại liên tục cho đến khi Nạp Lan Minh Châu chủ động liên hệ với con hắn. Đối với Nạp Lan gia ở Đông Bắc thì Thôi Chí Kim cũng có biết đến, thậm chí hắn còn hợp tác với Nạp Lan gia ở trên thương trường. Từ miệng của con trai hắn thì hắn biết được Nạp Lan gia muốn thông qua Thôi gia để giết chết Bùi Đông Lai, nghe được lời nói này thì Thôi Chí Kim liền trực tiếp bác bỏ. Nói đùa, Thôi gia luôn đem người khác trở thành quân cờ của mình, khi nào lại đem mình trở thành quân cờ của người khác. Nhưng mà, thái độ của Thôi Chí Kim đã bị một câu nói của Nạp Lan Minh Châu làm cho thay đổi, chỉ cần Thôi gia nguyện ý ra tay giết Bùi Đông Lai thì có thể đứng về chiến tuyến với Diệp gia, có thể mở hoa trên đất của Trung Quốc. Bởi vì những lời nói này của Nạp Lan Minh Châu mà Thôi Chí Kim đã mở hội nghị gia tộc, cuối cùng quyết định, chỉ cần Nạp Lan Minh Châu mời được người của Diệp gia ra mặt thì Thôi gia sẽ phái người đến Trung Quốc. Kết quả là Diệp Tranh Vanh đã ra mặt, song phương đạt thành hiệp nghị. Thôi gia phụ trách ám sát, còn Diệp Tranh Vanh hoặc là nói Diệp gia sẽ đảm bảo cho tử sĩ của Thôi gia thành công đi vào và rời đi, hơn nữa sau này cũng đồng ý để cho Thôi gia mở nhà máy, xí nghiệp ở Trung Quốc. Có thể nói lần này Thôi Chí Kim phái tử sĩ ra giết Bùi Đông Lai là vì muốn báo thù cho cháu của hắn, càng quan trọng hơn là muốn đứng về phía chiến tuyến với Diệp gia. Dưới tình hình như vậy, khi hắn thấy được người được xưng là nữ hoàng làm công cho Bùi Đông Lai là Quý Hồng xuất hiện thì trong lòng Thôi Chí Kim liền hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ mình bị Diệp gia ám toán sao? Sẽ không. Trong phút chốc, Thôi Chí Kim liền bỏ qua suy nghĩ này. Bởi vì hắn biết cục diện trước mắt của Diệp gia và Bùi Đông Lai.
biết được song phương không chết không thôi, nhất là Diệp Tranh Vanh, nằm mơ cũng muốn giết chết Bùi Đông Lai, nếu không sẽ không nói ra câu ngoan thoại là đào bới phần mộ tổ tiên của Bùi Đông Lai. Thôi tiên sinh thân ai, ngài nhất định muốn biết tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này đúng không? Quý Hồng đi đến trước người Thôi Chí Kim, nở ra nụ cười. Tuy nhiên nụ cười này khi rơi vào trong mắt Thôi Chí Kim thì khiến cho hắn có cảm giác như đang nằm ở trong hầm băng, cả người rét run. Hoặc là nói, ngài thật sự muốn biết, chuyện hợp tác giữa ngài và tên Diệp Tranh Vanh vì sao lại bị chúng ta biết, đúng không? Cô muốn gì? Thôi Chí Kim cố nén cơn sợ hãi trong lòng, nhất châm kiến huyết hỏi. Ông phái người ám sát lão bản của ta, ông nói ta muốn làm gì? Quý Hồng đem mặt để sát vào Thôi Chí Kim. Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo, sát ý khủng bố làm cho cả người Thôi Chí Kim trở nên cứng ngắc. Mặc dù trên người Quý Hồng phát ra sát ý khiến Thôi Chí Kim có chút sợ hãi, nhưng hắn tin Quý Hồng sẽ không giết hắn vì thế hắn liền trầm giọng. Nếu cô muốn giết ta thì ta đã chết rồi, nói đi, cô muốn làm gì? Quả nhiên không hổ danh là người đứng đầu của Thôi gia. Quý Hồng cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Thôi Chí Kim đoán được điểm này. Mà là cười lạnh châm chọc nói một câu. Giúp lão bản của ta làm một việc. Việc gì? Để người của ông xử lý đôi cẩu nam nữ Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu kia. Giọng nói Quý Hồng lạnh lẽ, cảm giác kia giống như hận không thể tự mình giết chết Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu. Hả? Nghe Quý Hồng nói thế thì trong lòng Thôi Chí Kim vừa động, lập tức hiểu được Bùi Đông Lai không dám tự mình ra tay giết Diệp Tranh Vanh, muốn mượn tay của tử sĩ Thôi ra. Ta có thể đáp ứng yêu cầu này của cô. Thôi Chí Kim trầm ngâm một lát, đáp. Nhưng mà cô phải cam đoan, sau khi làm xong việc này thì người của ta sẽ bình an vô sự. Thôi Chí Kim, ông không có đủ tư cách bàn điều kiện với ta. Quý Hồng cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, ông có thể lựa chọn không đồng ý. Bá! Nói xong, cổ tay Quý Hồng run lên, một thanh chủy thủ sắc bén xuất hiện ở trong tay nàng. Cô không cần phải làm ta sợ. Thấy hành động của Quý Hồng thì tuy rằng trong lòng Thôi Chí Kim vô cùng sợ hãi, nhưng mà hắn lại cười lạnh, nói. Tuy rằng ta không biết vì sao các người lại phát hiện được việc hợp tác giữa ta và Diệp Tranh Vanh, tuy rằng ta không biết vì sao trong lúc quan trọng này mà lão bản của cô cùng nữ nhân của hắn đi tảo mộ, nhưng mà ta dám cam đoan, chỉ cần ta không đáp ứng điều kiện của hắn, như vậy, hắn tuyệt đối không dám ra tay giết Diệp Tranh Vanh. Ngoài ra... Lấy thực lực của tử sĩ Thôi ra thì cho dù chúng ta không giết được hắn thì cũng vẫn có thể giết chết được nữ nhân của hắn sẽ chôn cùng với ta. Quý Hồng cố tình trầm mặc, bởi vì hắn chẳng nhưng bị đặc công giám sát, không thể điều động người của hắn, hơn nữa lùi một bước mà nói thì cho dù hắn có thể điều động được người của hắn thì người của hắn cũng không có năng lực đối kháng với tử sĩ Thôi ra. Thôi Chí Kim không biết suy nghĩ trong lòng Quý Hồng. Thấy Quý Hồng giữ im lặng thì hắn nghĩ đến đã uy hiếp được Quý Hồng thì vẻ sợ hãi trong lòng hắn biết mất, toát ra vài phần khí thể của gia chủ Thôi ra. Còn về tổ chức đặc thù của Quý Quốc thì có Diệp gia ở đó, bọn hắn không có khả năng ra tay giúp Bùi Đông Lai. Thôi Chí Kim, ông phân tích không sai, nhưng mà ông nên nhớ một chút, người của ông bây giờ còn chưa động thủ, đây cũng chính là nói nếu như cuộc đàm phán của chúng ta không thành. Hoặc là nói ta giết ông thì lão bảo của ta thừa dịp người của ông chưa động thủ thì hắn sẽ mang theo nữ nhân của hắn rời đi. Khi nói chuyện, Quý Hồng đem thanh chủy thủ đặt vào cổ Thôi Chí Kim. Cho nên, giống như lúc trước, ông vẫn không có đủ tư cách để bàn điều kiện với ta. Nói xong, cổ tay Quý Hồng hơi dùng sức, thanh chủy thủy liền hơi ấn sâu vào cổ của Thôi Chí Kim, một dòng máu tươi chảy ra. Hô, hô, cảm nhận được cơn đau trên cổ. Cảm nhận được bản thân mình hoàn toàn bị sát ý của Quý Hồng bảo phủ thì hơi thở của Thôi Chí Kim trở nên dồn dập, cuối cùng hắn cắn răng, nói. Ta có thể đáp ứng cô nhưng mà ta muốn nói cho người của ta biết, nếu sau khi chuyện này thành công mà bọn hắn không liên lạc được với ta thì bọn hắn sẽ lập tức động thủ với Bùi Đông Lai và nữ nhân của hắn. Có thể. Quý Hồng mỉm cười thu hồi chủy thủ, nhưng trong lòng đúng là cả kinh tột đỉnh, lão bản thân ái của ta. Ta thật sự rất tò mò, tại sao ngài lại đoán được một màn này? Phác đại sư, mục tiêu đã rời giường. Trong một gian phòng đối diện với khách sạn nơi Bùi Đông Lai ở, một tên tử sĩ Thôi ra tuy rằng không thấy bộ dạng của Bùi Đông Lai, nhưng thông qua bóng người có thể suy đoán người rời giường là Bùi Đông Lai cho nên liền thông qua bộ đàm mà hội báo. Nữ nhân của hắn còn chưa tỉnh dậy.
tiếp tục giám sát. Trong một chiếc xe thương vụ dưới bãi đỗ xe, Phác Thái liền trả lời, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, bất quá chân mày của hắn nhíu lại. Không riêng gì Phác Thái mà năm tên tử sĩ Thôi ra ngồi trong xe cũng tỏ ra như thế. Bọn hắn đã biết chuyện Thôi Chí Kim bị khống chế. Tối hôm qua, sau khi Phác Thái nhận được cuộc điện thoại của Thôi Chí Kim, tuy rằng vô cùng kiếp sợ nhưng mà hắn lại không có tỏ ra rối loạn. Mà lấy danh nghĩa trước tiên mai phục dẫn người rời khỏi biệt thự của Nạp Lan ra âm thầm đến nơi này, cùng lúc giám thị nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai, bảo đảm Bùi Đông Lai sẽ không rời xa tầm mắt của bọn hắn. Cùng lúc vẫn duy trì liên lạc với Thôi Chí Kim, để đảm bảo Thôi Chí Kim không có chuyện gì, đồng thời đợi mệnh lệnh của Thôi Chí Kim. Phác Đại Sư, mục tiêu cùng với nữ nhân của hắn đã rời khỏi phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 30 phút sau, tên tử sĩ Thôi ra phụ trách giám thị lại mở miệng báo lại. Phác Thái nghe vậy thì đem ánh mắt nhìn về phía khách sạn phía đối diện. Một lát sau, Bùi Đông Lai mang theo Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết từ trong khách sạn đi ra rồi đi vào một chiếc Land Rover. Đuổi theo bọn hắn, cố gắng không để bị phát hiện. 30 giây sau, thấy một chiếc Land Rover cùng với hai chiếc SUV rời đi thì Phác Thái liền làm ra chỉ thị. Phác Thái vừa nói xong thì hai chiếc xe công vụ ở dưới lầu liền đuổi theo, trong xe tổng cộng có 12 người. Ta dẫn người đi theo mục tiêu, Lý Đống Quốc cậu hãy mang người đến biệt thự Nạp Lan ra. Trong một chiếc xe thương vụ, Phác Thái liền cầm bộ đàm làm ra chỉ thị với một tên tử sĩ Thôi ra kêu là Lý Đống Quốc. Vâng, Phác Đại Sư. Trong phòng khách sạn, thân là cường giả đạt đến cảnh giới hóa kính nhập môn thì Lý Đống Quốc liền trả lời, sau đó mang theo 4 gã tử sĩ khác rời đi khỏi khách sạn. Dựa theo an bài của Phác Thái thì bọn hắn phụ trách việc giết Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu. Lấy thực lực của bọn hắn thì có thể thoải mái xử lý Diệp Tranh Vanh, Nạp Lan Minh Châu và đám bảo tiêu bên cạnh. Mà Phác Thái lại mang theo 11 tên tử sĩ Thôi ra đi theo Bùi Đông Lai, để giám sát Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Thôi ra ở Seoul, Thôi Chí Kim bởi vì lo lắng cho nên cả đêm không ngủ, sắc mặt của hắn trở nên tiều tụy, đôi mắt đã xuất hiện những tia máu. Nói cho bảo tiêu cùng với ô xin của ông, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng bước vào đây. Mắt thấy đã hừng đông, Quý Hồng trầm giọng nói. Rốt cuộc là hắn muốn lúc nào động thủ. Thôi Chí Kim không có dựa theo yêu cầu của Quý Hồng đi làm mà là quát lên, cảm giác kia giống như hắn đã chịu dày vỏ đủ rồi, có chút không chịu nổi áp lực. Quý Hồng nói. Đây không phải là việc mà ông cần quan tâm, ông chỉ cần làm theo lời nói của ta là được rồi. T. Thôi Chí Kim tức giận đến hít vào một hơi, nhưng cũng biết chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể bị Quý Hồng hoặc là nói Bùi Đông Lai nắm mũi dẫn đi. Cho nên hắn không nói gì thêm mà là dựa theo lời của Quý Hồng mà làm. Reng, reng. Sau đó, tiếng điện thoại vang lên, Quý Hồng liền rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại vệ tinh. Có thể động thủ. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Bùi Đông Lai liền truyền ra. Quý Hồng nghe vậy thì trầm giọng trả lời. Được. Thông báo cho người của ông, dựa vào kế hoạch tối hôm qua mà động thủ. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Quý Hồng liền quay đầu lại nói cho Thôi Chí Kim, khuôn mặt của nàng hiện lên vài phần kích động. Hả? Nghe Quý Hồng nói thế thì Thôi Chí Kim vốn là ngẩn ra sau đó hắn không nói hai lời, vẻ mặt kích động cầm lấy điện thoại trên bàn, liên lạc với Phác Thái. Phác Thái? Có lẽ là cảm giác mình sắp thoát khỏi cảm giác dày vò cho nên so với Quý Hồng thì Thôi Chí Kim lại càng kích động hơn. Gia chủ, ngài không có sao chứ? Phác Thái nhận thấy được vẻ dị thường của Thôi Chí Kim thì liền vội vàng hỏi. Ta không sao. Thôi Chí Kim hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, không có nói ra mệnh lệnh của Bùi Đông Lai, mà là hỏi. Tình huống hiện tại bên kia như thế nào rồi? Bùi Đông Lai mang theo nữ nhân của hắn dưới sự giám thị của 5 tên đặc công ra ngoài ngoại thành, hắn là hắn muốn đi tảo mộ. Phác Thái nhìn chiếc Land Rover cùng 2 chiếc SUV trước mắt, nói. Tôi đã dẫn người bám theo bọn chúng, còn nhóm người Lý Đống Quốc đã mang theo 5 người khác đến biệt thự Nạp Lan ra. Nói cho Lý Đống Quốc, có thể động thủ rồi. Nghe xong Phác Thái hội báo, thì Thôi Chí Kim hơi yên lòng, dù sao chỉ cần nhìn Diệp Tranh Vanh chết đi thì Quý Hồng sẽ không dám làm gì hắn, nếu không thì Bùi Đông Lai, cùng Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na sẽ chôn cùng hắn. Đối mặt với hết thảy mọi chuyện thì Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu cũng không biết. Trong phòng ngủ của biệt thự Nạp Lan ra,
bởi vì tối qua hai Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu đã chiến với nhau một trận, thẳng cho đến khi kiệt sức mới ngủ, nên bây giờ cả hai vẫn còn chưa thức dậy. Đột nhiên Diệp Tranh Vanh mở mắt, hắn thấy Nạp Lan Minh Châu bên cạnh xích lóa, giống như con mèo, ghé sát vào vai hắn. Nghĩ đến cảnh Bùi Đông Lai sắp phải chết thì trên mặt Diệp Tranh Vanh lộ ra vẻ hưng phấn, hắn lại nghĩ đến cảnh tối hôm qua bản thân mình đại triển thần uy, khiến cho Nạp Lan Minh Châu lên bờ xuống ruộng, nghĩ đến những cảnh này thì khóe miệng của Diệp Tranh Vanh nở ra nụ cười, rồi rút tay ra. Hani, anh đã tỉnh rồi. Diệp Tranh Vanh vừa mới rút cánh tay ra thì Nạp Lan Minh Châu liền tỉnh lại, nở ra nụ cười hạnh phúc. Ừ. Diệp Tranh Vanh mỉm cười, bóp vào hai cái bánh bao của Nạp Lan Minh Châu, nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó nhìn đồng hồ trong tay, nói. 7 giờ rồi, nói như vậy thì đám người SQ kia đã ra tay. Dựa vào kế hoạch tối qua thì khi cách nơi này khoảng 100 km thì bọn hắn mới động thủ, hẳn là còn phải đợi thêm một tiếng nữa. Nạp Lan Minh Châu vươn tay, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên ngực Diệp Tranh Vanh. Rất nhanh, chúng ta có thể thấy được tên Bùi Đông Lai kia giống như một con chó chết quỳ xuống trước mặt chúng ta. Ta muốn lột da hắn, rút gân hắn, uống máu của hắn, sau đó quăng thi thể của hắn cho chó ăn. Diệp Tranh Vanh nghe vậy, diễn cảm trở nên có chút dữ tợn, càng nhiều là hưng phấn, giống như hắn muốn nhìn thấy cảnh tử sĩ thôi ra sách Bùi Đông Lai giống như sách một con chó chết trở lại đây. Reng, reng. Diệp Tranh Vanh vừa dứt lời thì điện thoại của Nạp Lan Minh Châu lại vang lên. Thình lình xảy ra tiếng điện thoại di động làm cho Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu vốn là sửng sốt, sau đó Diệp Tranh Vanh liền cầm lấy điện thoại. Là bảo tiêu của em. Thấy được người gọi đến là cận vệ của Nạp Lan Minh Châu thì vẻ hưng phấn trên mặt Diệp Tranh Vanh đã giảm bớt vài phần, ném điện thoại cho Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu cầm lấy di động, rồi nói. Có chuyện gì? Tiểu thư, có 5 tên tử sĩ thôi ra muốn gặp cô. Trước cửa biệt thự, 5 người Lý Đống Quốc từ trong xe đi xuống, bất quá lại bị 4 gã bảo tiêu cản lại. Nhanh như vậy sao? Nạp Lan Minh Châu cả kinh. Bọn hắn có mang theo Bùi Đông Lai không? Phốc! Phốc! Trả lời Nạp Lan Minh Châu chính là tiếng máu tươi phun ra, trước của biệt thự, bóng người lần lượt thay đổi, máu tươi văng khắp nơi. Tên bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu chưa kịp hô lên tiếng gì thì liền ngã xuống trong vũng máu. Ách! Trong phòng bảo vệ, tên bảo tiêu khác thấy một màn này thì trực tiếp bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Trả lời! Mắt thấy bảo tiêu chẳng những không có trả lời, Nạp Lan Minh Châu có chút tức giận, nàng hiện giờ chẳng khác gì là người cầm quyền của Nạp Lan gia, tên bảo tiêu này cứ như thế mà xem thường câu hỏi của nàng. Tiểu thư, bọn hắn đã giết chết Tiểu Ngũ cùng Tiểu Hắc. Tên bảo tiêu sợ tới mức cả người ngồi xuống đất, rút súng ra, cả người run run mà đáp lời. Ai giết chết Tiểu Ngũ cùng Tiểu Hắc? Hàn, người SQ. Điều này sao có thể? Nghe được câu trả lời của tên bảo tiêu thì Nạp Lan Minh Châu cả kinh ngồi thẳng người, trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà hỏi. Có thể sao? Bằng, 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 bằng. Trả lời Nạp Lan Minh Châu chính là tiếng súng chói tai. Bá! Bên tai vang lên tiếng súng, Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức cả người chấn động, di động trực tiếp rớt xuống đất. Có chuyện gì? Diệp Tranh Vanh cũng không nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại, lúc này thấy Nạp Lan Minh Châu tỏ ra kinh hoàng như vậy thì lập tức lên tiếng hỏi. Tử sĩ thôi ra giết chết hộ vệ của em. Nạp Lan Minh Châu trừng to mắt, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, một bên dùng một loại ngữ khí không thể tin nói. Cái gì? Nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như thế thì Diệp Tranh Vanh liền nhảy dựng lên, cảm giác kia giống như hắn đang nghe một câu chuyện không thể tin tưởng nổi trên thế giới. Mục đích của tử sĩ thôi ra đến Trung Quốc là để xử lý Bùi Đông Lai. Mà hiện giờ, tử sĩ thôi ra lại không xử lý Bùi Đông Lai, mà đi giết bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu. Chuyển biến này làm cho Nạp Lan Minh Châu không thể tin, không thể tiếp nhận được. Diệp Tranh Vanh cũng thế. Hắn đứng lên, trừng to mắt. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn vào Nạp Lan Minh Châu, lắc lắc đầu nói. Làm sao tử sĩ thôi ra lại giết chết người của cô đây? Nghe Diệp Tranh Vanh nói như thế thì Nạp Lan Minh Châu từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng cố gắng mở miệng, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng một chữ cũng nói không nên lời. Thấy Nạp Lan Minh Châu không nói lời nào, trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, vội vàng đi về phía cửa sổ, rồi vén màn lên. Biệt thự cũng không lớn.
Diệp Tranh Vanh thấy rõ ở cổng bên ngoài có hai người đang nằm xuống trong vũng máu, một chiếc xe công vụ đang chạy vào. Bịch 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 bịch. Không đợi Diệp Tranh Vanh thu hồi ánh mắt, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng bước chân. Két. Cửa phòng bị đẩy ra, sáu gã bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu đi vào phòng. A. Mắt thấy bảo tiêu phá cửa mà vào, Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức thét lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng, nàng cầm lấy tấm mềm che lại thân thể của mình, sau đó liền quát. Ai cho các ngươi vào? Tiểu thư. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu phát hỏa, sáu gã bảo tiêu trước tiên cúi đầu, sau đó một tên đứng đầu liền thất kinh mà nói. Đám người SQ kia vừa rồi đã giết chết Tiểu Ngũ và Tiểu Hắc, hiện giờ bọn hắn đã vào biệt thự rồi. Không trả lời, điểm này, Nạp Lan Minh Châu cùng Diệp Tranh Vanh cũng biết. Tiểu thư, tuy rằng tôi không biết tại sao bọn hắn lại làm như vậy nhưng mà tôi mục đích của bọn hắn đến đây là giết chúng ta. Nói tới đây, tên bảo tiêu kia liền tỏ ra ngưng trọng nói. Cô cùng với Diệp Thiếu ở trong phòng, chúng tôi sẽ ở bên ngoài coi chừng, đồng thời gọi điện cho các huynh đệ đến đây giúp đỡ. Được. Nạp Lan Minh Châu vô ý thức gật gật đầu, giống như là bị mất cả linh hồn. Không riêng gì Nạp Lan Minh Châu, mà ngay cả Diệp Tranh Vanh cũng không hiểu tại sao đám người Thôi ra lại đến đây. Nhưng mà, cho dù có lý do nào đi chăng nữa thì khi thấy chiếc xe công vụ kia dừng trước biệt thự, mấy tên tử sĩ Thôi ra, cầm theo chủy thủ thì Diệp Tranh Vanh không phải không thừa nhận một sự thật là đám tử sĩ Thôi ra sẽ thanh toán hắn và Nạp Lan Minh Châu. Bằng, 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 bằng. Mắt thấy đám người Lý Đống Quốc xuống xe thì mấy gã bảo tiêu đứng trên cửa sổ lầu 2 liền bóp cò. Những viên đao như gào thét mà hương về đám người Lý Đống Quốc bắn tới. Nhưng mà, dường như đám người Lý Đống Quốc đã đoán được một màn như vậy, cho nên khi đám bảo tiêu bóp cò thì đám người Lý Đống Quốc liền bắn ra, giống như những u linh, phân biệt mà đột nhập vào đại viện, chạy nhanh về tòa biệt thự, làm cho những viên đạn kia chỉ bắn thẳng vào mặt đất. Ách, mắt thấy những viên đạn kia đã bắn hụt. Hơn nữa đám người Lý Đống Quốc đã thành công tiến vào biệt thự thì Diệp Tranh Vanh liền cảm thấy khiếp sợ, hắn chỉ cảm thấy dường như trên cổ của hắn đã có một thanh đao kề vào, thân hình của hắn trở nên cứng ngắc, miệng mở ra nhưng lại không nói lời nào. So với Diệp Tranh Vanh thì Nạp Lan Minh Châu lại càng hoảng sợ hơn, cả người nàng như ngây ngốc, dựa đầu vào giường, vẫn không nhúc nhích. Mau, mau liên hệ Thôi Chí Kim. Đột nhiên Diệp Tranh Vanh bừng tỉnh, liền giống lớn. Nghe được Diệp Tranh Vanh nói thế thì Nạp Lan Minh Châu liền cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Thôi Chí Kim. Không, không liên lạc được. Vài giây đồng hồ sau, Nạp Lan Minh Châu vô lực để điện thoại di động xuống, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi nhìn vào Diệp Tranh Vanh. Diệp Tranh Vanh nghe vậy, cả người chấn động, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là té ngã trên mặt đất. Lý trí nói cho hắn biết, đến lúc này thì cho dù là Thiên Vương Lão Tử Hạ Phàm cũng không thể cứu được hắn. Bằng. Bằng, bằng, bằng. Rất nhanh, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng súng chói tai, nghe được tiếng súng kia thì Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức bò từ trên giường đến bên cạnh Diệp Tranh Vanh, sau đó nắm lấy cánh tay của Diệp Tranh Vanh. Giờ phút này, nàng đã coi Diệp Tranh Vanh là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình, nhưng mà lúc này nàng cũng không biết Diệp Tranh Vanh cũng là bị dọa đến hồn phi phách tán, cả người run lên. Rầm. Một tiếng động vang lên, tên bảo kia lại đi vào phòng. Ánh mắt của hắn tỏ ra kích động, vẻ sợ hãi trên mặt càng thêm rõ ràng. Tiểu thư, bọn hắn đã giết vào rồi. Chúng ta không thể ngăn cản. Phốc, tên bảo tiêu kia vừa dứt lời thì máu tươi liền phun lên, một cái đầu người rơi xuống đất, trên mặt đất lăn vài vòng. A, thấy được đầu người chảy máu đầm đìa kia thì Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức hét lên một tiếng, trực tiếp núp ở phía sau Diệp Tranh Vanh, mà Diệp Tranh Vanh thì sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Cả người như là bị sử dụng định thân thuật thông thường, không thể động đậy. Bằng, bằng, bằng. Tuy rằng trong lòng tên bảo tiêu kia vẫn còn sợ hãi nhưng mà hắn vẫn xoay người, giơ súng lên rồi bắn về phía trước. Hết đạn. Phát hiện này khiến cho vẻ mặt hắn tỏ ra tuyệt vọng, sau đó hắn rõ ràng thấy được 6 tên tử sĩ Thôi ra, tay cầm lấy chủy thủ dính đầy máu đi vào phòng. Vù. Một tên tử sĩ bên cạnh Lý Đống Quốc liền bắn ra. Cả người giống như quỷ mị bắn về phía tên bảo kia, thanh chủy thủ trong tay thuận thế chém ra. Vù! Tiếng xé gió vang lên. Phốc! Không đợi tên bảo tiêu làm ra động tác né tránh thì thanh chủy thủ đã cắt đứt cổ của hắn, đầu và thân mình hắn liền tách ra, máu tươi phun lên. Ực!
Thấy được một màn huyết tinh này thì cả người Diệp Tranh Vanh giống như là chạm phải điện, giọng nói run lên tỏ ra sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Không để ý đến lời chất vấn, mấy tên tử sĩ Thôi gia kia đằng đằng sát khí đi về phía Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu. Ta muốn gọi điện cho Thôi Chí Kim. Thấy một màn như ấy thì Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức lui về sau, kết quả là thối lui đến bên chỗ cửa sổ, không còn chỗ thối lui thì nàng trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, khàn giọng kêu rên. Ta và gia chủ Thôi gia của các ngươi hợp tác với nhau, hơn nữa ta còn là Diệp đại thiếu gia của Trung Quốc, ông nội của ta là XX, giết ta thì toàn bộ của cải của Thôi gia sẽ bị đuổi ra khỏi Trung Quốc. So sánh với Nạp Lan Minh Châu mà nói thì Diệp Tranh Vanh có tố chất tâm lý tốt hơn, hắn cố gắng khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, sau đó nói ra thân phận của hắn và gia gia của hắn. Hắn muốn để cho đám tử sĩ này biết, nếu như giết hắn thì hậu quả của Thôi gia ở Trung Quốc cũng sẽ không tốt gì, hắn muốn cho đám tử sĩ này ném chuột sợ vỡ bình. Ngay sau đó, không đợi Diệp Tranh Vanh nói hết lời thì một tên tử sĩ liền vung tay phải lên, một phen nắm lấy cổ họng của Diệp Tranh Vanh. Sau đó xách Diệp Tranh Vanh lên giống như là xách một con gà. Hơi thở Diệp Tranh Vanh dừng lại, cố gắng giãy giụa, kết quả phát hiện cả người căn bản không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý để tên tử sĩ Thôi gia kia mang hắn đi ra. Thấy như vậy thì Nạp Lan Minh Châu liền kêu lớn lên. Các ngươi không thể giết hắn. Bá! Trả lời Nạp Lan Minh Châu chính là một bàn tay to. Một gã tử sĩ khác liền nắm lấy tóc của Nạp Lan Minh Châu. Dùng sức kéo một cái giống như là kéo một con chó chết, kéo Nạp Lan Minh Châu đi ra ngoài. Cảm nhận được cơn đau trên đầu truyền tới, cảm nhận được cái chết đang đến gần thì Nạp Lan Minh Châu giống như là kẻ điên, hai tay không ngừng vung lên. Khoảng 20 giây, coi như lúc Diệp Tranh Vanh sắp ngạt thở mà chết, Nạp Lan Minh Châu dần dần không còn dãy dụa nữa thì hai người đã bị đưa tới đại sảnh dưới tầng 1. Vù! Tên tử sĩ nắm lấy Diệp Tranh Vanh liền quăng Diệp Tranh Vanh xuống đất mà Nạp Lan Minh Châu thì bị đưa đến sát một chiếc tivi. Hô, hô. Trên mặt đất, hơi thở Diệp Tranh Vanh trở nên dồn dập, mà Nạp Lan Minh Châu một bên cũng không khá hơn hắn là mấy. Diệp Tranh Vanh, Nạp Lan Minh Châu, mùi vị không thể phản kháng có dễ chịu không? Đột nhiên, một giọng nói lanh lẽo vang lên. Hả? Nghe được giọng nói này thì cả Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu đều ngẩn ra. Sau đó không tự chủ được ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía chiếc tivi kia. Ngay sau đó, hai người thấy được khuôn mặt của Quý Hồng hiện ra trên màn hình tivi. Nói cho ta biết, bọn mày muốn chết như thế nào? Quý Hồng lại mở miệng, trực tiếp tuyên án tử hình Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu. Tử vong. Giờ khắc này, nghe được Quý Hồng nói như thế, trong đầu hiện lên hình ảnh tử sĩ Thôi gia giết chết đám người Bảo Tiêu thì hắn liền tâm như gương sáng. Bùi Đông Lai có lẽ không dám đích thân giết hắn nhưng tuyệt đối có thể mượn dao giết người, lợi dụng tử sĩ Thôi gia để xử lý hắn. Tao rất hiểu kỳ, bọn mày đã dùng điều kiện gì mà khiến cho tên Thôi Chí Kim kia thay đổi chủ ý. Hiểu được điểm này thì Diệp Tranh Vanh liền hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình. Diệp Tranh Vanh, xem ra thì mày không muốn chết một cách u mê mà muốn trước khi chết sẽ hiểu rõ mọi chuyện a. Quý Hồng nhìn vào Diệp Tranh Vanh, cười lạnh. Tại sao ta lại phải nói cho mày biết? T. Nghe được Quý Hồng nói như thế thì Diệp Tranh Vanh tức giận đến hít vào một hơi nhưng càng nhiều là sợ hãi. Chị. Sợ hãi rất nhiều, trong lòng Diệp Tranh Vanh vừa động, vội vàng gọi Quý Hồng là chị, cố gắng thông qua quan hệ giữa hai người mà khiến cho Quý Hồng bỏ qua cho hắn. Mày gọi ta là gì? Quý Hồng lạnh giọng hỏi. Chị, người chính là chị của em, chúng ta là chị im cùng cha khác mẹ. Diệp Tranh Vanh làm ra một bộ dạng đáng thương. Ha, ha, ha. Nghe Diệp Tranh Vanh nói thế thì Quý Hồng liền cười rộ lên nhưng mà trong nụ cười lại tràn ngập lãnh ý. Diệp Tranh Vanh tỏ ra đáng thương, nói. Chị, có thể chị không biết, từ sau khi chị xuất hiện ở Đông Hải thì cha liền một mực yên lặng ở sau lưng mà chú ý đến chị, thậm chí cha đã nói chuyện này ra, cha nói cho em biết. Lấy năng lực của chị thì nếu như có được sự ủng hộ của Diệp gia thì chị sẽ trở thành người đứng đầu trong thương giới. Diệp Tranh Vanh, nếu như mày biết ta vì hận Diệp Cấm cùng Diệp gia đến thấu xương, mới quyết định làm việc cho Bùi Đông Lai thì mày có cảm thấy hối hận khi nói những lời đó không? Quý Hồng ngưng cười, lạnh lùng nhìn vào Diệp Tranh Vanh. Ách! Nghe Quý Hồng nói ra nguyên do như thế thì Diệp Tranh Vanh trực tiếp cả kinh há to miệng. Chị,
Em biết, bởi vì trong lòng chị luôn hận cha, nhưng mà chuyện năm đó cũng là do cha bất đắc dĩ, thậm chí bởi vì là cha vẫn nhớ tới gì nên mẹ của em cũng nhiều lần tức giận. Đủ rồi, Diệp Tranh Vanh, mày không cần nói những lời ghê tởm đó nữa. Lúc này không đợi Diệp Tranh Vanh nói hết lời thì Quý Hồng liền cắt ngang. Xem ra, trải qua chuyện ở Giang Lăng thì mày đã thay đổi rồi, ừ, ít nhất là còn biết tỏ ra vẻ đáng thương. Diệp Tranh Vanh trầm mặc không nói. Đúng như lời của Quý Hồng, thật sự là sau khi trải qua chuyện ở Giang Lăng thì hắn đã học được cách cúi đầu, tỏ ra vẻ đáng thương. Diệp Tranh Vanh, xem ra thì mày không muốn chết đúng không? Mắt thấy Diệp Tranh Vanh không nói lời nào, Quý Hồng mở miệng lần nữa. Chỉ cần chị buông tha cho em thì sau này em tuyệt đối sẽ không đối địch với Bùi Đông Lai nữa. Diệp Tranh Vanh thề son thề sắt, cảm giác kia giống như bây giờ Bùi Đông Lai có mặt thì hắn sẽ quỳ xuống nhận sai rồi lại Bùi Đông Lai. Mày cảm thấy lời mày nói có đáng tin không? Quý Hồng nở ra nụ cười trào phúng, sau đó lời nói xoay chuyển. Mày không muốn chết thì có thể nhưng mà ta muốn mày trước mặt ta giết chết Nạp Lan Minh Châu. Ách, nghe được yêu cầu này thì không riêng gì Diệp Tranh Vanh mà Nạp Lan Minh Châu ở một bên cũng ngẩn cả người ra. Bá. Sau đó, Diệp Tranh Vanh liền nhìn sang Nạp Lan Minh Châu, trong ánh mắt không còn lộ ra vẻ nhu tình nữa mà thay vào đó chính là vẻ thị huyết. Diệp Thiếu. Thấy được ánh mắt đáng sợ, bộ dạng của Diệp Tranh Vanh thì Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức cả người run lên. Kinh hồn táng đảm, nói. Ngài không nên nghe lời của con đàn bà kia, Bùi Đông Lai căn bản không dám giết ngài. Nếu như giết ngài thì người nhà của ngài sẽ báo thù cho ngài, đến lúc đó thì trừ phi hắn xuất ngoại, nếu không hắn sẽ chết chắc. Mà nếu như hắn xuất ngoại thì cừu gia ở bên ngoài cũng không tha cho hắn, đến lúc đó thì hắn phải chết. Cô quá ngây thơ rồi. Trả lời Nạp Lan Minh Châu là lời nói lạnh như băng của Diệp Tranh Vanh. Hắn đi tới Nạp Lan Minh Châu. Đừng mà, Diệp Thiếu, ngài không thể đối với ta như vậy. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh hoàn toàn động sát cơ, Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức lùi về sau. Đối với nàng mà nói thì nàng đã rất vất vả mới có thể trở thành nữ nhân của Diệp Tranh Vanh, mà bây giờ Diệp Tranh Vanh lại muốn tự tay giết nàng. Đây quả thật là một đả kích đối với nàng. Nạp Lan Minh Châu, cô đã từng nói qua. Vì ta cô có thể nguyện ý làm trâu làm ngựa, thậm chí là chết vì ta, hiện giờ thì cô có thể vì ta mà chết được rồi. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Tranh Vanh vang lên. Diệp Tranh Vanh, làm sao mày lại có thể đối xử với tao như vậy? Bên tai vang lên lời nói lạnh như băng của Diệp Tranh Vanh, Nạp Lan Minh Châu liền thống khổ kêu lên, nàng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nạp Lan Minh Châu, vậy cô cảm thấy hắn sẽ đối với cô như thế nào đây? Cô cho rằng một người đàn bà dâm đãng như cô có thể trở thành nữ nhân của hắn, hoặc là nói trở thành con dâu của Diệp gia sao? Nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như thế thì Quý Hồng không khỏi nhớ lại những chuyện mà Nạp Lan Minh Châu từng làm đối với Bùi Đông Lai, hơn nữa lần này Nạp Lan Minh Châu còn muốn liên thủ với Diệp Tranh Vanh để giết Bùi Đông Lai, còn muốn đào bới phần mộ tổ tiên của Bùi Đông Lai nữa, nàng lập tức nở ra nụ cười châm chọc. Cô thật sự là một kẻ ngu. Câm miệng, mày con tiện nhân kia. Nạp Lan Minh Châu giống như là bị điên rồi, quay đầu lại, ánh mắt oán độc nhìn vào Quý Hồng, khàn giọng nói. Diệp Tranh Vanh, ta thay đổi chủ ý, trước tiên không nên giết nó, trước hết hãy xé nát miệng của nó rồi hủy hoại dung nhan của nó. Quý Hồng cười lạnh mở miệng, trong giọng nói không có chút nhân từ nào. Bởi vì, nàng biết, đối với địch nhân nhân từ, chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Trước đó ở Giang Lăng. Bùi Đông Lai không giết chết Nạp Lan Minh Châu, bây giờ Nạp Lan Minh Châu tìm được cơ hội liền muốn đẩy Bùi Đông Lai vào chỗ chết, đây là ví dụ tốt nhất. Được. Đối với yêu cầu của Quý Hồng thì Diệp Tranh Vanh cơ bản không cần suy nghĩ mà liền đáp ứng, đồng thời liền cầm lấy một thanh chủy thủ từ trong tay của tên tử sĩ thôi ra, bước nhanh về phía Nạp Lan Minh Châu. Diệp Tranh Vanh, mày, tên khốn nạn. Mắt thấy Diệp Tranh Vanh cầm thanh chủy thủ đi đến trước người thì Nạp Lan Minh Châu khàn giọng hét lên. Vù. Trả lời Nạp Lan Minh Châu chính là một đao. Phốc. Diệp Tranh Vanh vạch một đao, máu tươi liền bắn ra, để lại trên má phải của Nạp Lan Minh Châu một vết. A. À. Đau đớn kịch liệt làm cho Nạp Lan Minh Châu hoảng sợ, đau đớn kêu lên. Diệp Tranh Vanh, mày không bằng cầm thú. Vù. Diệp Tranh Vanh thấy thế, chẳng những không có thương hương tiếc ngọc, ngược lại lại xuất ra một đao,
một đao này là lên má trái của Nạp Lan Minh Châu. Vù! Đao thứ ba, Diệp Tranh Vanh trực tiếp cắt vào miệng của Nạp Lan Minh Châu. Liên tiếp bị trúng ba đao, cả mặt Nạp Lan Minh Châu liền bị máu tươi nhuộm đỏ, vô cùng khủng bố, mà Diệp Tranh Vanh giống như là bị kích thích, hắn muốn vung một đao lên đâm vào tim của Nạp Lan Minh Châu. Ngăn hắn lại. Đúng lúc này, Quý Hồng lại một lần nữa mở miệng. Vù! Nghe vậy thì một tên tử sĩ liền ngay tại chỗ bắn ra, nháy mắt lướt đến trước mặt Diệp Tranh Vanh, một phát nắm lấy tay phải của Diệp Tranh Vanh rồi quật ngã hắn. Nạp Lan Minh Châu, cô thật sự cho rằng mình là nữ nhân của Diệp Tranh Vanh sao? Cô không biết rằng ở trong lòng hắn thì hắn chỉ xem cô giống như một con chó Trung Quốc. Quý Hồng nói lên, lời nói này giống như một đạo sấm vang lên bên tai của Nạp Lan Minh Châu. Nếu không thì hắn sẽ không hạ thủ với cô rồi. Hô, hô. Nghe được Quý Hồng nói như thế thì ánh mắt Nạp Lan Minh Châu tỏ ra oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Tranh Vanh, trong mắt hiện lên vẻ hận ý. Phần hận ý kia, thậm chí còn khủng bố hơn đối với Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu, cô khóc, cô cầu xin hắn thượng cô, để cô trở thành nữ nhân của hắn, kết quả lại nhận kết cục như thế này, có phải là cảm thấy châm chọc không? Có phải là cảm thấy tức giận không? Có phải là cảm thấy muốn giết tên nam nhân không bằng cầm thú kia không? Quý Hồng cố ý dụ dỗ, nói. Nếu muốn thì hãy làm đi. Diệp Tranh Vanh, mày tên tạp chủng. Quả nhiên, bị Quý Hồng kích thích như vậy thì Nạp Lan Minh Châu liền cố nén đau đớn, cầm lấy thanh chủy thủ ở dưới đất rồi đột nhiên đứng dậy, vọt về phía Diệp Tranh Vanh. Đừng, đừng mà. Diệp Tranh Vanh thấy thế, ý thức được Nạp Lan Minh Châu muốn làm cái gì, sợ tới mức thất thanh kêu lớn lên. Ta muốn giết mày. Phốc. Dứt lời. Nạp Lan Minh Châu liền đâm một đao vào phổi của Diệp Tranh Vanh, máu tươi phun ra, cả người Diệp Tranh Vanh chấn động, thân mình lập tức cong như một con tôm khô. Phốc! Chưa dừng tay, tiếp tục đâm. Phốc! Đao thứ ba. Phốc, phốc, phốc! Giờ phút này, Nạp Lan Minh Châu giống như là người điên, không ngừng đâm đao vào người Diệp Tranh Vanh. Không biết qua bao lâu, ruột, nội tạng của Diệp Tranh Vanh đều lộ ra bên ngoài, hắn sớm đã chết đi. Bất quá hai mắt hắn mở thật to, một bộ dạng chết không nhắm mắt, hắn nằm không cũng không ngờ chính bản thân mình sẽ chết trong tay của Nạp Lan Minh Châu. Bốp, bốp, mắt thấy Nạp Lan Minh Châu dừng tay lại thì Quý Hồng liền vỗ tay, giống như là đang xem một vở kịch hay. Đặc sắc, quá đặc sắc. Ách, lại nghe Quý Hồng nói thế thì cả người Nạp Lan Minh Châu phảng phất như bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cả người chấn động, thanh chủy thủ trong tay liền rơi xuống đất. Nàng nhìn Diệp Tranh Vanh chết ở trong nàng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh từ lúc quen biết với Diệp Tranh Vanh cho đến nay. Nàng nhớ lại, khi mới bộ dạng không ai bì nổi khi nàng mới gặp Diệp Tranh Vanh. Nàng cũng nhớ lại lúc bản thân mình tỏ ra hưng phấn khi trở thành hồng nhân ở bên cạnh Diệp Tranh Vanh. Nàng càng nhớ lại, bởi vì liên hợp với Thôi Gia đối phó với Bùi Đông Lai, nàng đã nguyện ý trở thành nữ nhân của Diệp Tranh Vanh, điên cuồng làm tình với Diệp Tranh Vanh. Nàng cũng cho rằng Diệp Tranh Vanh không ghét bỏ người đàn bà dâm đãng như nàng. Nhớ lại, bên tai của nàng cũng nhớ lại những lời hùng hồn mà Diệp Tranh Vanh đã nói trước đây. Tên nghiệt chủng kia đã làm ta mất đi con đường làm quan, thiếu chút nữa đã trở thành quên lãng của Diệp gia, ta đương nhiên là muốn nhìn thấy cảnh hắn đi xuống Diêm Vương Điện rồi. Lần này chính là Thiên Vương Lão Tử hạ phàm cũng cứu không được hắn. Diệp thiếu, hắn đã bị tuyên án tội chết. Chúng ta không cần phải vì hắn mà tức giận. Tần Đông Tuyết à Tần Đông Tuyết, hiện giờ ta đã trở thành nữ nhân của Diệp Thiếu, ta có nên cảm ơn cô không đây? Ngoài việc bắt sống hắn ra thì tôi muốn các vị đem phần mộ của mẹ và gia gia hắn đào lên. Rất nhanh, chúng ta có thể thấy được tên Bùi Đông Lai kia giống như một con chó chết quỳ xuống trước mặt chúng ta. Ta muốn lột da hắn, rút gân hắn, uống máu của hắn, sau đó quăng thi thể của hắn cho chó ăn. Bên tai quanh quẩn lên những lời này thì Nạp Lan Minh Châu không kìm lòng được mà lùi về sau hai bước, sau đó nhìn vào Quý Hồng, hận ý lẫm nhiên. Mày, con ác ma này! Ta làm sao? Quý Hồng cười. Là cô giết Diệp Tranh Vanh. Ác ma, mày con ác ma này, mày sẽ không chết tử tế đâu. Nạp Lan Minh Châu biết mình và Diệp Tranh Vanh đều bị Quý Hồng tính kế thì tức giận, giọng nói oán độc đến cực điểm. Không riêng gì mày. Còn Bùi Đông Lai nữa, người của Diệp gia sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Ha ha, Nạp Lan Minh Châu, đến lúc này rồi mà cô còn trông mong vào Diệp gia sao?
Quý Hồng bĩu môi, cười lạnh không dứt. Ta cho cô biết, sau khi chuyện này trôi qua thì Diệp gia sẽ trở thành bàn đạp để Bùi Đông Lai bước lên sân khấu thế giới. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nạp Lan Minh Châu điên cuồng lắc. Biết vì cái gì mà cho đến bây giờ Bùi Đông Lai không giết cô không? Quý Hồng không để ý đến Nạp Lan Minh Châu, mà là tự hỏi tự đáp. Hắn ngại bẩn tay mình nên mới không giết cô. Ta cho cô biết, lúc này đây chẳng những cô chết mà tộc nhân của cô cũng phải chết. Ngày Đông Lai dẫm lên Diệp gia hướng ra thế giới cũng là ngày diệt tộc của Nạp Lan gia. Diệt tộc. Nghe được hai chữ này thì Nạp Lan Minh Châu sợ tới mức sững sờ ngay tại chỗ. Cuối cùng nói cho cô biết một bí mật, Bùi Đông Lai chính là để cho ta giám thị tử sĩ thôi ra xử lý cô cùng Diệp Tranh Vanh. Quý Hồng thấy Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn bị dọa ngốc, đột nhiên đứng lên, để sát mặt vào màn hình, vẻ mặt lạnh như băng. Nhưng mà, ta cảm thấy được nếu làm như vậy sẽ tiện nghi cho đôi cậu nam nữ này, các cô chẳng những thiết kế hạ chết nam nhân mà ta thích, còn muốn đào bới phần mộ tổ tiên của hắn, tại sao ta lại có thể để đôi cậu nam nữ này chết một cách thoải mái như vậy? Nạp Lan Minh Châu há miệng, cố gắng nói cái gì? Bù! Ngay sau đó, không đợi Nạp Lan Minh Châu mở miệng thì tên tử sĩ thôi ra đứng gần nàng liền vung đao lên rồi chém vào cổ của Nạp Lan Minh Châu. Phốc! Máu tươi phun ra, đầu người rơi xuống đất. Nạp Lan Minh Châu đi theo Diệp Tranh Vanh đi xuống địa ngục. Ta đã để người của ta giết chết bọn hắn, hiện giờ có thể ta được chưa? Nhìn cảnh Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau thì trong lòng Thôi Chí Kim tỏ ra sợ hãi đối với Quý Hồng, thế cho nên khi nói chuyện hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của Quý Hồng. Vẫn chưa tới lúc, thấy đầu Nạp Lan Minh Châu rơi xuống đất, nghe được Thôi Chí Kim nói như thế thì Quý Hồng quay đầu lại nhìn Thôi Chí Kim một cái. Cô! Hắc! Đừng tưởng rằng ta không biết người của ông luôn đi theo phía sau Bùi Đông Lai. Nếu bây giờ ta thả ông ra thì người của ông quay lại giết người thì làm sao? Quý Hồng cười lạnh, cắt ngang lời nói của Thôi Chí Kim. Ách! Thôi Chí Kim vốn là tính toán sau khi Quý Hồng thả mình đi thì hắn liền để thủ hạ của mình hạ thủ với Bùi Đông Lai. Lúc này thấy Quý Hồng biết được tâm tư của mình thì nhất thời hắn không biết nên trả lời như thế. Sau đó, hắn nhíu mày hỏi. Vậy cô tính khi nào thả ta ra? Đợi cho Đông Lai tảo mộ xong. Tới sân bay thì ta sẽ thả ông ra. Quý Hồng dựa theo lời bàn bạc trước đó với Bùi Đông Lai, nói ra. Không được. Nghe được Quý Hồng nói như thế thì Thôi Chí Kim lắc đầu bác bỏ. Nếu đến lúc đó Bùi Đông Lai đào tẩu thì cô sẽ giết ta. Ta chỉ nói là Đông Lai đến sân bay, cũng không nói việc hắn lên máy bay hay chưa. Quý Hồng lạnh lùng nói. Nếu đến lúc đó ta chưa thả ông thì ông hãy để cho người của mình cản hắn lại. Mặc dù trong lòng thấy lời của Quý Hồng có thể thực hiện được, nhưng mà Thôi Chí Kim không tỏ thái độ gì. Chuyện cho tới bây giờ thì ông chỉ có thể dựa theo sắp xếp của chúng ta mà làm. Quý Hồng thấy Thôi Chí Kim trầm mặc, dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ, nói. Vì bảo đảm sự an toàn của 5 người thủ hạ của ông thì ta đề nghị ông mau để bọn hắn rời khỏi Nạp Lan gia, nếu không thì cảnh sát thậm chí là người của cơ quan đặc thù đến đó thì bọn hắn sẽ tiêu đời. Các cậu hãy lập tức đuổi theo đám người Phác Thái. Thôi Chí Kim nghe vậy, nhíu mày nhìn vào màn hình trước mặt ra lệnh đối với 5 người Lý Đống Quốc. Mặt khác, nói cho Phác Thái, yêu cầu hắn phải giám sát kỹ Bùi Đông Lai, không để cho Bùi Đông Lai có cơ hội chạy thoát. Vâng, gia chủ. Nghe được Thôi Chí Kim nói như thế thì tuy rằng trong lòng 5 người Lý Đống Quốc có chút bất an nhưng mà lại không dám bác bỏ lại. Đợi một chút. Quý Hồng đột nhiên nhìn vào màn hình. Trầm giọng nói. Trước khi đi thì hãy lấy xăng, đốt rụi của biệt thự đi. 5 người Lý Đống Quốc nhìn về phía Thôi Chí Kim. Sắc mặt Thôi Chí Kim tỏ ra khó coi, nói. Làm theo lời của cô ấy đi. Một lát sau, ở dưới sự giám thị của Quý Hồng thì 5 người Lý Đống Quốc đã bắt đầu động thủ. Ánh lửa bắt đầu bốc lên, sau đó hình ảnh liền chấm dứt. Thấy tất cả chuyện này, Quý Hồng hoàn toàn yên lòng. Sau đó lấy điện thoại vệ tinh liên hệ với Bùi Đông Lai. Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu đã chết, hết thảy đều dựa vào kịch bản của cậu mà tiến hành. Điện thoại được chuyển, Quý Hồng mở miệng nói trước. Đầu bên kia điện thoại, một tay Bùi Đông Lai lái xe, một tay cầm điện thoại nghe, nghe được Quý Hồng nói như thế thì hắn không có tỏ ra chút vui mừng nào, có chính là sự hờ hững. Chờ mệnh lệnh của tôi. Được.
Quý Hồng biết giết chết Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu chính là đợt cao chiều đầu tiên của vở kịch này nên trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Đô, đô. Bùi Đông Lai vốn định nhắc nhở Quý Hồng chú ý an toàn, nghe được tiếng đô. Đô, trong điện thoại truyền ra thì đành bỏ điện thoại xuống, nới lỏng chân ga, giảm bớt tốc độ xe lại. Hả? Phía sau, đám người Long Ngũ thấy được Bùi Đông Lai bỗng nhiên giảm tốc độ thì không khỏi ngẩn ra. Tại sao hắn lại giảm tốc độ? Sau đó, một gã đặc công nhìn không được hỏi. Không biết. Long Ngũ nhíu mày, làm ra chỉ thị nói. Cho xe chạy chậm lại, duy trì khoảng cách 100 mét. Nghe được mệnh lệnh của Long Ngũ thì tên đặc công lái xe liền giảm bớt tốc độ xe. Ngũ ca, xem hai chiếc xe phía sau cũng như vậy à, chẳng những tốc độ lại giảm lại, hơn nữa vẫn luôn giữ khoảng cách với chúng ta là 200 mét. Một gã đặc công thông qua kính phản quang, nhìn thấy hai chiếc xe thương vụ ở phía sau cũng giảm tốc độ thì nhìn không được mà nói. Long Ngũ cũng nhìn qua kính phản quang, nói. Dựa theo lời của Bùi Đông Lai thì người trong hai chiếc xe này chính là người đã chịu ân tình của Bùi Vũ Phu cho nên muốn đây tế bái Bùi Vũ Phu. Những người này đều có uy tín trong hai giới hắc bạch, hơn nữa Bảo Tiêu bên cạnh bọn hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Ngũ ca, anh nói Bùi Đông Lai có phải là muốn đùa giỡn không? Một gã đặc công mở miệng nói. Long Ngũ hiểu được lời nói của tên đồng bạn mình ý là chỉ Bùi Đông Lai có thể động thủ với bọn hắn hay không? Long Ngũ trầm ngâm một chút, sau đó nói ra cách nhìn của mình. Khi lần đầu tiên gặp mặt thì Bùi Đông Lai đã đoán được chúng ta là người của Diệp gia, hắn biết hậu quả nếu động thủ với chúng ta. Huống chi, người mà hắn hận nhất cũng chính là Diệp gia chứ không phải chúng ta, cho dù chó cùng rứt dậu thì hắn cũng hướng về phía Diệp gia chứ không phải về phía chúng ta. Nghe được Long Ngũ nói như thế thì mấy tên đặc công cũng không nói gì thêm. Lúc 9 giờ. Khoảng cách xe của Bùi Đông Lai cách Nghĩa Trang không đến 2 km, đồng thời thông qua kính phản quang thì hắn thấy được có hai chiếc xe công vụ khác đang chạy tới, hắn biết được đám tử sĩ giết chết Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu đã đuổi tới nơi. Thấy được điểm này thì Bùi Đông Lai rút điện thoại vệ tinh ra rồi liên lạc với Quý Hồng. Có thể động thủ được. Nhận được. Nghe được mệnh lệnh của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng mỉm cười trả lời một câu, hướng về phía Thôi Chí Kim đi tới. Cô muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, mắt thấy Quý Hồng đi tới thì trái tim của Thôi Chí Kim đột nhiên đập nhanh, cảm thấy vô cùng không yên tĩnh, nhất là nụ cười lạnh như băng trên mặt Quý Hồng. Diệp Tranh Vanh và Nạp Lan Minh Châu vì muốn đào bới phần mộ tổ tiên của lão bản ta cho nên hai người bọn hắn đã bị chết thê thảm, mà người thực hiện lại là ông cho rằng lão bản của ta sẽ bỏ qua cho ông sao? Quý Hồng vừa đi, vừa cười nói. Cô đừng quên. Người của ta hiện tại đang đi theo Bùi Đông Lai, nếu cố giết ta, bọn hắn không liên lạc được với ta thì tuyệt đối sẽ giết Bùi Đông Lai và nữ nhân của hắn. Thôi Chí Kim cố gắng chấn định, thấp giọng gào thét. Quý Hồng dừng bước lại, cúi người, cười híp mắt nhìn vào Thôi Chí Kim. Nếu như ta nói, lão bản của ta là cố ý để cho người của ông đi theo hắn thì ông có tin không? Ách! Thôi Chí Kim dùng hành động thực tế để trả lời, hắn há to miệng. Vẻ mặt tỏ ra kỳ lại. Xem ra ông không tin rồi. Quý Hồng liếm liếm đôi môi đỏ mọng, từ từ mở miệng. Không sao, bọn hắn đến địa ngục sẽ nói cho ông biết. Bá! Loảng xoảng loảng xoảng. Thôi Chí Kim trực tiếp sợ tới mức từ chỗ ngồi đứng lên, làm ngã chiếc ghế xuống. Không cần kích động, lời của ta còn chưa nói xong đâu. Quý Hồng nhìn vào khuôn mặt tỏ ra lo sợ của Thôi Chí Kim, lạnh giọng nói. Ông hẳn là nhớ ta đã nói cho Nạp Lan Minh Châu rằng, Nạp Lan gia sẽ bị diệt tộc. Ừ, tuy rằng Thôi gia sẽ không thảm như vậy, nhưng toàn bộ thành viên trung tâm của Thôi gia sẽ cùng ông đi xuống địa ngục. Mày, chúng mày. Vù. Lúc này đây, không đợi Thôi Chí Kim nói xong thì tay phải của Quý Hồng đột nhiên vung lên, giống như là bổ vào một trái dưa hấu thông thường, một chưởng vỗ vào đầu của Thôi Chí Kim. Bốp. Máu tươi văng ra bốn phía. Thân mình Thôi Chí Kim liền ngã xuống bàn. Một chưởng chụp chết Thôi Chí Kim, Quý Hồng như là bóp chết một con kiến thông thường. Sau đó Quý Hồng liền rút ra điện thoại vệ tinh rồi bấm số của Jason, đoàn trưởng của dòng binh đoàn Sa Tăng. Jason giáo quan, có thể động thủ. Được. Đầu bên kia điện thoại, Jason sớm xuất lĩnh tinh anh của dòng binh đoàn Sa Tăng lén vào SQ liền trả lời, sau đó bổ sung một câu. Sau khi xong việc thì chúng ta dựa theo địa điểm ước định mà gặp mặt,
nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể tới trễ, nếu không sẽ rất khó rời đi khỏi nơi này. Hiểu được. Quý Hồng cũng biết, sau khi triển khai hành động với Thôi Gia xong thì chỉ có thể thông qua con đường đặc thù rời khỏi SQ, nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Võ công cao tới đâu cũng phải sợ thái đao, nàng cùng cô độc Phong Ảnh tuy rằng thực lực mạnh nhưng mà đối mặt với toàn bộ cảnh sát, quân đội của SQ thì liền trở nên vô cùng nhỏ bé. Reng, reng. Quý Hồng vừa mới kết thúc cuộc gọi với Jason thì điện thoại trong thư phòng liền vang lên. Quý Hồng bước lên nhìn số điện thoại thì thấy được người gọi đến là Phác Thái, âm thầm bội phục Bùi Đông Lai tính toán thật chính xác, đồng thời cười nói với đối cô độc Phong Ảnh. Sư phụ, kế tiếp nên để lão nhân ra người biểu diễn. Con ở chỗ này chờ ta, 10 phút sau ta sẽ đến đón con. Cô độc Phong Ảnh, đứng lên, hướng về của thư phòng đi ra, bước chân phiêu giật, giống như là muốn đi tản bộ chứ không phải là giết người. Cùng lúc đó, Phác Thái ngồi trong chiếc xe công vụ, một gã tử sĩ bên cạnh hắn thấy Phác Thái gọi điện thoại mà không ai trả lời thì liền biến sắc. Phác đại sư, liên lạc không được với gia chủ sao? Ừ, trong lòng Phác Thái tràn ra cảm giác bất an, bất quá hắn liền gọi điện lại thêm một lần nữa. Phác đại sư, mục tiêu đột nhiên tăng tốc. Sau đó, không đợi Phác Thái gọi điện thì tên tử sĩ lái xe thấy được chiếc Land Rover ở phía trước đột nhiên tăng tốc thì liền lập tức kêu lên. Gia chủ rất có thể là bị sát hại rồi. Phác Thái thấy thế, trong lòng hiểu được Thôi Chí Kim hơn phân nửa đã chết rồi, lập tức quát lạnh nói. Đuổi theo, xử lý hắn. Đuổi theo. Trong xe, Long Ngũ thấy được Bùi Đông Lai đột nhiên tăng tốc thì đồng dạng cũng truyền ra mệnh lệnh đuổi theo. Ngũ ca, hai chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, xem ra đã sắp vượt qua chúng ta. Tên đặc công lái xe nói. Phỏng chừng có chuyện lừa dối trong này. Một chiếc xe ở sau ngăn bọn hắn lại. Long Ngũ thông qua bộ đàm truyền ra mệnh lệnh. Xe ở phía trước đuổi theo Bùi Đông Lai. Thu được. Gã đặc công lái chiếc xe ở phía sau liền trả lời, sau đó dẫm vào chân phân. Két. Lốp xe và mặt đường liền ma sát với nhau, phát ra một tiếng vang. Khi xe dừng lại, hai gã đặc công xuống xe, rút súng lục ra, thấy chiếc xe sau chạy tới thì làm ra động tác nhắm bắn, giống lớn. Dừng xe. Hừ, thấy một màn như vậy thì Phác Thái ngồi trong xe liền tỏ ra lạnh lùng, hai tay nắm hai thanh chủy thủ, sau đó đưa tay ra ngoài, cổ tay đột nhiên run lên. Vù, vù, tiếng xé gió vang lên, hai thanh chủy thủ hóa thành hai đạo bạch quang, bắn về phía hai gã đặc công, tốc độ nhanh như thiểm điện.